tối anh ta là chiêu vương điên hạ rết người thẳng tay làm người ta e sợ ban ngày lại là vương ra ngốc có trí thông minh của đứa trẻ ba tuổi hắn ta đột nhập vào ban đêm đặt tay lên cổ người phụ nữ hắn ta biết rõ hoàng hậu đột nhiên ban hôn rõ ràng là có mục đích khác nhưng hắn ta không tiếp tục mà lại lật mền của người phụ nữ lên mẹ nói là có nương tử rồi ngày nào cũng phải ở cùng nương tử nếu không chính là người nhẫn tâm lâm uyển bị quấy nhiễu giấc mộng đẹp nắm chặt tay đá phu quân nhỏ đang sững sờ ra ngoài đối mặt với phu quân nhỏ đang không ngừng gào khóc muốn vào Lâm Nguyễn liền nói những lời nhẫn tâm, lần sau còn dám vào phòng ta, sẽ bị oánh đó, vốn nghĩ là mình đã dọa anh ta sợ chạy mất, nào ngờ hắn ta lại đợi ở cửa cả đêm, A Kỳ phải bảo vệ vợ thật tốt, con người cao 2 mét người bẩn nhem nhuốc, hắn xè lòng bàn tay ra phía Lâm Nguyễn, hôm qua A Kỳ đến nhà bếp lấy trụng kẹo, muốn cho nương tử ăn, hắn ta cẩn thận bóc giấy kẹo, nhưng keo đường sớm đã tan thành nước, hu hu hu, mất kẹo đường rồi, ta giấu trong lòng bàn tay cả một đêm thế mà mất rồi, Lâm Nguyễn nhúng một chút nước kẹo đường đưa vào miệng, kẹo đường của A Kỳ quả là rất ngọt sau đó kiễng gót chân dịu dàng xoa đầu cảm ơn kẹo đường của a kỳ ta rất vui hành động đột ngột làm a kỳ ngây người không khí xung quanh giường như ngưng lại lúc này ngoài cửa có tiếng hạ nhân gọi ăn cơm cơm thừa vừa thiêu vừa cứng a kỳ không chút do so dự mà vui vẻ ăn lâm uyển ngây người nhanh tay lấy đi cơm thừa trên tay hắn ta các ngươi điên rồi sao sao lại dám mang đồ ăn của tó cho vương gia ăn cô giận dữ ném bát xuống đất vỡ tan ai cho ngươi lá gan bắt nạt vương gia ta thấy các ngươi không muốn sống nữa rồi chỉ dựa vào đồ ngốc đấy còn vương ra gì không hẹo đã tốt lắm rồi lâm uyển vẫn còn muốn tranh cãi liền bị tên béo đẩy ra người đàn ông vốn mang ánh mắt non nớt trẻ con đột nhiên trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết chỉ thấy anh nghiêng người chắn trước cây cột kêu bịch một tiếng cả người lâm uyển va vào vòng tay anh vương phi vẫn là đừng nên nhiều chuyện nữa nhìn thấy a kỳ khóc rơi nước mắt lâm uyển rất đau lòng đừng sợ sau này có ta đây lâm uyển tức giận kéo a kỳ vào nhà đám người vô tâm đó phải tìm cơ hội dạy dỗ mới được sau đó cô lại đổi thành dáng vẻ dịu dàng A Kỳ đi đi thay y phục bẩn ra, ta đi lấy y phục sạch cho ngươi, nhưng cô vừa quay người rời đi, A Kỳ lại kéo tay cô lại, đối mặt với Lâm Uyển nghi ngờ, A Kỳ buông tay làm mặt tủi thân, nương tử đừng đi mà, Lâm Uyển dịu dàng xoa lên hai má, A Kỳ ngoan, đám người xấu đó không đến nữa đâu, ta đi lấy y phục rồi sẽ nhanh chóng đến tìm ngươi, nghe lời, nhìn thấy người phụ nữ sắp rời đi, hắn ta lại gọi cô ở lại, nương tử, ta đau ở đây, hình như ta bị thương rồi, Lâm Uyển nghe vậy lo lắng kiểm tra vết thương mà người đàn ông bị hành động bất ngờ này kinh ngạc đến đỏ mặt tay lâm huyền không rời vị trí lâm huyền phát hiện bản thân hơi lỗ mãng nháy mắt đỏ mặt đến tận mang tay cái kia cũng may không bị thương đến xương cốt nhưng có hơi bầm tím ta đi lấy ít thuốc cho ngươi nhưng cô vừa đi được hai bước sau lưng chợt có âm thanh rơi xuống nước đợi cô quay đầu lại liền không nhìn thấy a kỳ đâu cô hốt hoảng quay người gọi tạ kỳ nếu ngươi còn đùa nữa sau này ta sẽ không quan tâm đến ngươi nữa nhưng thấy người đàn ông đang dần chìm xuống dù không biết bơi nhưng cô vẫn phi xuống nhưng dây sau cô lại được một vòng tay lớn ung um chặt lấy sau đó cả người bị sách lên trên mặt nước y phục của nương tử ướt rồi thế này không phải ra ngoài rồi lâm nguyển tức giận đẩy đối phương ra ngươi dám lừa ta cho dù đùa cũng phải có mức độ sau đó cô trượt chân lại ngã ra đằng sau người đàn ông lập tức tiến lại gần giữ cô trong vòng tay nương tử ta xin lỗi không phải ta cố ý lừa đâu hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt khắp không khí toàn là hương vị của tình yêu a kỳ chỉ là muốn nương tử ở lại chứ không phải muốn làm nương tử tức giận nếu như A Kỳ ngoan ngoãn, có phải nương tử sẽ ở lại với ta không? Lúc này Lâm Huyền không còn tức giận, có lẽ anh ta không có cảm giác an toàn, yên tâm đi, ta là nương tử của ngươi, đương nhiên sẽ ở bên ngươi. Tiểu A Kỳ vui mừng khoa tay múa chân, liền ngoắc tay với cô, nương tử nói lời phải giữ lời đó. Đêm đến, nơi nào đó ở vương phủ, một bóng đen không chút tiếng động vào trong phòng, chủ thượng, thân tiên sinh truyền tin, hoạt động săn bắn hoàng gia năm nay, hoàng hậu cho phép chủ thượng và vương phi cùng tham gia. Chuyện này có chút kỳ lạ, A Kỳ mở lòng bàn tay mắt nhìn viên kẹo đường trong tay đầy ẩn ý hoàng hậu ơi hoàng hậu bà vừa tặng một đồ chơi cho ta ta còn chưa chơi đâu bà đã bắt đầu một cuộc chơi mới sao ha ha cái trò chơi trẻ con này bà nhất định phải chơi với ta thật vui vẻ nương tử tốt của ta chủ thượng còn một chuyện chính là thân tiên sinh đã tra rõ thân phận của lâm huyền xác định chính là sát thủ hạng nhất của phi hoa các lâm thập nhất thân tiên sinh e là hoàng hậu có âm mưu khác đề nghị ngài mong chóng hạ cô ta người đàn ông lạnh lùng nhìn đồ chơi trong tay bữa ăn ngươi chuẩn bị ngày hôm nay giống y như thật bản vương buồn nôn đến nỗi suýt thì không diễn được nữa trần tư này lại cài cắm một sát thủ vào chiêu vương phủ của ta nhưng sát thủ này lại không ra tay giết ta ngươi nói cô ta rốt cuộc đang mưu tính điều gì nói đúng hơn cô ta muốn tận dụng thời cơ kiểm tra ta ha ha thế thì ta phải xem xem người mà ngươi chọn này có bản lĩnh này không rõ ràng hắn ta thông minh vô cùng lại cố tình giả vờ thành vương ra ngốc như đứa trẻ ba tuổi rõ ràng biết nương tử là sát thủ mà hoàng hậu phái đến khử mình mà hết lần này đến lần khác trái tim lại mềm lòng đến gục ngã Lúc này cô gái với những suy nghĩ bối rối đang ngồi xổm trong góc viết mệt ngoạc, cô luôn cảm thấy, hình như mình đã mất đi manh một quan trọng nào đó, cô cố gắng nhớ lại hồi ức của nguyên chủ. Không sai, tay thuộc hạ không phải thổ phỉ bình thường, bởi vì hắn ta không quan tâm đến xiền tài, nhưng lại theo đuổi nguyên chủ không rời. Xem ra, ngoài hoàng hậu Trần Tư gia còn tồn tại một thế lực khác, lúc này Lâm Uyển đang nghiêm túc suy nghĩ, hoàn toàn không để ý đến người đàn ông chậm chậm tiến đến ở đằng sau. Sau khi tạ kỳ xác nhận Lâm Uyển là sát thủ mà hoàng hậu phái đến, lúc nào cũng nhận định Lâm Uyển đang mưu tính làm thế nào để khử mình hắn ta im lặng dựa vào bên người phụ nữ nương tử trên đất lạnh âm thanh trầm thấp làm lâm huyền lo lắng trong lòng giây sau cả người bị đối phương um lấy a kỳ làm đệm ngồi cho nương tử như vậy không lo bị dính hơi lạnh rồi hành động đột ngột làm lâm huyền mặt đỏ đến tận mang tai tim đập thình thịch người đàn ông mở lòng bàn tay nương tử kẹo người bảo cho ta đâu lâm huyền bị trêu chọc điên cuồng lắc đầu tên cầm thú này người vẫn là một đứa trẻ lâm huyền đứng lên cái kia bây giờ ta đi kiếm xiền mua kẹo cho ngươi sau đó liên chạy nhanh như bay vẫy tay tạm biệt ánh mắt non nớt của người đàn ông lại trở thành bộ dạng lạnh lùng lệnh cho lê sương đằng sau theo sát hướng đi của cô mà lúc này lâm huyền lại vô tình chạy vào khu rừng lúc xuyên không cô nhìn xung quanh muốn tìm chút manh mối không lâu sau tìm thấy một ám khí trong bụi cỏ giống với cái mà ngày đó người mặc áo đen dùng lúc này cô vẫn chưa biết người đó là thuộc hạ của vương gia mà hiểu nhầm rằng có thế lực nào đó muốn ra tay ở vương phủ thậm chí trong lòng còn thề sẽ bảo vệ anh một bên khác người đàn ông trầm ngâm nhìn bức vẽ trên tường cô ta đi đến khu rừng rậm đó. Đúng vậy, thẩm tiên sinh nói, hoàng hậu có thể đã chú ý đến thế lực trong tay ngài. Ý của hắn là, hãy mau chóng giết Lâm Uyển. Người đàn ông có chút tiếc nuối chạm lên hình vẽ, vợ chồng mới cưới, đẹp như hoa, bản vương có chút không nỡ đó. Đáng tiếc, nếu hoàng hậu đã có ý như vậy, vậy thì, làm theo ý của tiên sinh đi. Đêm khuya tĩnh lặng, một bóng đen bước vào phòng Lâm Uyển. Lúc Lê Sương chuẩn bị ra tay, Lâm Uyển vốn đang say giấc, đúng lúc này lại tỉnh dậy, liền quay người tránh một đòn chí mạng, sau đó đá mạnh chân, đá đối phương lăn ra đất lo sợ vương ra bị ám sát cô liền vội vàng chạy qua lâm uyển không đợi được để giải thích kéo theo đối phương chạy trốn ra ngoài a kỳ đi mau có người xấu đến hai người điên cuồng chạy qua sân lâm uyển lo cho cái mạng nhỏ kéo người đàn ông không dám dừng lại đến phòng củi cô lệnh cho người đàn ông trốn kỹ nhìn người phụ nữ bảo vệ mình ở sau lưng vẫn còn đang run rẩy người đàn ông cảm nhận rõ nỗi sợ của cô lâm uyển cúi người cầm lấy một thanh củi dù đầy sợ hãi nhưng cô chỉ có một suy nghĩ chính là bảo vệ người đàn ông sau lưng a kỳ đừng sợ ta sẽ bảo vệ ngươi mà hành động của người phụ nữ cũng làm cho người đàn ông không ngờ được chỉ là hắn ta không hiểu rõ ràng là hoàng hậu phái đến giết mình nhưng cô làm như vậy là vì sao đây lúc này sát thủ đã đuổi đến bên ngoài thấy đối phương càng lúc càng gần lâm huyền tập trung toàn bộ sự chú ý muốn đánh bại đối phương nhưng giây sau người đàn ông lại ôm um chặt cô trong vòng tay lâm huyền trong lòng đang lo lắng nắm chặt lấy góc áo của người đàn ông mà ở nơi mà cô không nhìn thấy hai người đàn ông đối mắt nhìn nhau lúc này tạ kỳ ra hiệu cho đối phương nhanh chóng rời đi vào lúc cánh cửa đóng lại hắn ta giả vờ buông bỏ được nỗi lo thở nhẹ ra nương tử người vừa đuổi theo chúng ta là người xấu à lâm uyển căng thẳng ra hiệu nhỏ tiếng người đó là người xấu xa tuyệt đối đừng để hắn ta phát hiện hai người nhìn ra phía cửa đảm bảo xem đã an toàn chưa lâm uyển thấy không có động tĩnh gì vừa định quay người ra hiệu rời đi liền nhận được ánh mắt trẻ con của người đàn ông a kỳ sợ hãi bất ngờ mất thăng bằng bị lực hấp dẫn trái đất chi phối bổ nhào lên người lâm uyển hai người đang bối rối hơi thở ngượng ngùng khuôn mặt hai người cũng theo đó mà càng ngày càng đỏ, đối diện với đôi môi căng mọng, người đàn ông không nhịn được mà muốn hôn lên đó, thấy khoảng cách càng lúc càng gần, người phụ nữ ngoảnh mặt sang một bên, A à Kỳ, ngươi, ngươi đây là, không ngoan, người đàn ông thấy mình mất bình tĩnh chợt lo lắng, lùi ra phía sau làm ra dáng vẻ hiểu chuyện, mẹ ta nói, lúc mà sợ hãi thì hôn một cái là được, nương tử không thích hôn sao, Lâm Uyển không biết nói sao, dạy ba thứ linh tinh gì thế, ta nói cho ngươi, từ nay về sau, không được tùy tiện hôn người khác, chỉ được hôn với người con gái mình thích, thế Nương Tử cũng không được hôn sao? Mẹ ta nói, nếu sau này A Kỳ có vợ, là có thể hôn hàng ngày. Lúc này Lâm Huyền không biết phải nói sao, cái đó, cái gì? bây giờ A Kỳ vẫn còn nhỏ, đợi đợi A Kỳ lớn lên là có thể, có thể hôn Nương Tử. Nghe đến đây, người đàn ông chầm chậm đặt tay lên ngực, tại sao? ở đây lại có cảm giác nóng vậy? A Kỳ biết rồi, A Kỳ sẽ lớn nhanh thôi, như thế có thể hôn Nương Tử rồi. nghỉ cùn Nương Tử, Lâm Huyền hốt hoảng xua tay, càng giải thích càng loạn ta không phải có ý đó cho rằng bản thân đã dạy hư lâm huyền suy sụp trời ơi tôi có tội hãy tha thứ cho tôi không ngờ rằng chuyện làm cô suy sụp hơn còn ở đằng sau hưng gia khùn sát phạt quyết đoán lại giả vờ thành đứa trẻ có trí tuệ ba tuổi sau khi biết vợ mình là sát thủ do kẻ địch phái tới từng nghĩ tới việc lấy mạng cô để diệt trừ hậu họa song cô nàng yếu đuối đến bảo vệ mình còn không xong lại luôn bảo vệ anh sau lưng nhìn lâm huyền cầm thanh gỗ ở bên cạnh anh cả điềm, trong lòng anh thấy rất khó hiểu nhưng thân phận của anh đặc biệt cho dù hiện tại cô không có hành động hại mình thì anh vẫn phải nhắc nhở bản thân cần cảnh giác anh vươn tay ra vút tóc cô vẻ mặt tiều tụy của cô bị anh thu vào tầm mắt tại sao cô vẫn luôn bảo vệ ta thứ cô muốn rốt cuộc là gì anh dịu dàng gọi lâm uyển giọng điệu dịu dàng hơn trước mấy phần lâm uyển thức trắng đêm mở mắt đầy mệt mỏi khi cô nhìn thấy anh trái tim thiếu nữ rung động anh lại trở thành tên ngốc tinh nghịch chơi đùa tóc cô nương tử trời sáng rồi chúng ta ra ngoài chơi đi lâm uyển ngại ngùng đồng ý nhưng nội tâm thì đang gào thét cầm đao xẻ đôi trái tim đang rung động hoàng tiểu dã làm người đi con anh ta chỉ là đứa trẻ hoi nhớ lại đòn tấn công vô thức của mình tối qua cô mới nhận ra cỗ thân thể này có võ công hồi sau lâm huyền ăn mặc cải trang hóa thành dáng vẻ nữ hiệp vung tay một phát hòn đá trước mặt bị cô đục vỡ tan tành cô thích thú nhìn cánh tay của mình tuyệt quá sau này không cần sợ bị truy sát nữa cô đắc ý siết chặt nắm đúng. mười bước xử một tên ngàn dặm không còn tên nào tiểu vương ra hỏi huynh có thấy sợ không a à, kỳ phối hợp vỗ tay bộc bộc khen hay nương tử nàng giỏi thật đấy lâm uyển bị khen vui thích trong lòng thế ta thể hiện tí khinh công cho a kỳ xem nha lại không biết phương gia khi này vẻ mặt đã đen xi si. còn tưởng cô thể hiện nhằm uy hiếp anh nữ nhân này đều thoát bín như vậy sao nhưng ngay sau đó vẻ mặt anh sửng sốt đứng hình tại chỗ tiếng cảm thán kinh ngạc của mọi người vang lên trời ơi mau nhìn vương phi kia cô ấy lại trèo lên đỉnh lâu cao nhất vương phủ lâm uyển khi này đứng trên đỉnh nhọn nhìn về phía xa lẽ nào đây chính là cảm giác đứng đầu thiên hạ ư nương tử có thể đưa A Kỳ cùng lên đó chơi không? Ok hoi, đợi ta chơi chán rồi, sẽ đưa huynh lên theo ha. Nhưng thực tế, Lâm Uyển phát hiện mình bay quá cao đến hoảng hốt, hu 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 sợ quá, cao vãi má ơi, khinh công ban nãy dùng dư lào ấy nhỉ, thôi tăng rồi, mình thấy mình xuống không nổi nữa rồi, mọi người đứng hóng hớt mải mê xem kịch, vương phi sao sao ấy nhờ, chắc bị vương gia nhiễm đấy, há há ta thấy cô ấy giống tên ngốc nhà hàng xóm chỗ ta, nhìn kìa, cô ấy định bay, Lâm Uyển lúc này muốn nhảy liền tung người phi xuống, A Kỳ ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, nhìn bóng hình đang lại gần mình ngơ ngác lâm uyển hoảng loạn khua khoáng chân tay nguy hiểm mau tránh ra sau đó tiếng rầm vang lên hai người va vào nhau xoay vài vòng trên mặt đất lâm uyển đứng dậy lo lắng hỏi tạ kỳ có sao không a kỳ tủi thân miệng run run hu hu a kỳ đau quá ai ngờ cô nâng mặt ảnh lên rồi dịu dàng thương phát sau đó tay không ngừng xoay vòng trên không trung cơn đau bay biến không đau nữa a kỳ sẽ thấy tốt hơn nhanh thôi vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của cô khiến anh nhìn đến ngẩn ngơ anh đưa tay ra chạm gò má cô ta rốt cuộc phải làm sao mới thấy rõ nội tâm của cô hay là nói ta nên quyết đoán hơn giết cô luôn lâm uyển khi này lăn ra trên đất đầy lười nhác may mà có huynh đỡ ta nếu không ta đã ngã chết rồi nhưng xuyên không cho đến nay cô vẫn chưa thích ứng được với cơ thể này hệ thống rác này mới xuất hiện một lần đã mất tâm lại cứ phải chọn người như mình đã nu còn đòi thay đổi vận mệnh cho tạ kỳ khó quá đi mất lâm uyển thấy chua xót dùng cổ tay che mắt a à kỳ à huynh có tự dưng thấy nhớ nhà không ban nãy ta còn tưởng mình chết chắc rồi huynh biết không bây giờ ta rất nhớ bố mẹ mình. Ha ha, ta thật ngốc quá, nhà của huynh vốn ở đây. Cô giơ tay lên về phía bầu trời xanh biếc, tất cả hiện hữu trong mắt y như một giấc mơ. Cô rất muốn chớp mắt quay về hiện đại, đôi mắt xanh biếc lập tức bị bi thương bao phủ. Ta ngưỡng mộ huynh quá, cái gì cũng không hiểu, đối diện với nguy hiểm cũng không sợ. Ha ha, ta nói với huynh những thứ này có tác dụng gì, huynh nghe đâu có hiểu. Nhưng sự tỉnh lại, đã phát hiện anh đang chăm chú nhìn cô, cô đưa tay vuốt tóc anh, có người nghe mình làm nhảm cũng rất tốt, cô bất lực thở dài. Aki à, nếu huynh là người bình thường, thì tốt biết mấy. Nghe xong anh trột dạ, lẽ nào cô ấy đã phát giác ra mình đang giả nu sao? Hôm sau, Lâm Uyển dẫn theo Tạ Kỳ tham gia hội săn bắn rất thấp thỏm. Vừa vào đấu trường, Hoàng hậu đã phái người tới thăm dò, kêu cô phối hợp với ám vệ thích sát vương gia. Trong trường săn, chỉ cần một phát tiễn cũng đủ lấy mạng của Aki. Tuy nguyên chủ có võ công bảo vệ, nhưng hiện giờ cô vẫn chưa thể sử dụng linh hoạt. Nếu thực chiến e là rất khó chống đỡ, tự dưng trước mặt cô có thứ vụt qua, khi cô đưa tay ra đỡ phát hiện đó là hổ nhồi bông của tạ kỳ mà bên kia tạ kỳ cũng lo lắng xuống ngựa lại bất cẩn ngã a kỳ huynh không sao chứ tự dưng huynh vứt con hổ qua đây làm gì a kỳ thấy nương tử không vui muốn ném con hổ cho nương tử mượn thứ này là a nương cho a kỳ lúc a nương không ở đó sẽ có hổ con bầu bạn cùng a kỳ a kỳ sẽ không cô đơn lâm uyển định nói gì đó anh đã đưa tay dí lên trán cô nương tử không vui là do a kỳ sai a kỳ không muốn nương tử cho mày nương tử phải cười lên mới đẹp lâm uyển bị hành động này làm cho rung động nhưng nghĩ tới sắp phải đối mặt với nguy hiểm là lại sốt ruột cô không hôm nay liệu có thể trốn khỏi truy sát của hoàng hậu không tạ kỳ nhìn thấy con thỏ thì rất vui a kỳ muốn bắt con thỏ bé đó như thế thì a kỳ có hổ con còn nương tử có thỏ bé mỗi ngày sẽ chơi vui vẻ với nhau nhưng khi anh xoay người đi một mũi tên vọt tới ha ha cuối cùng cũng ra tay anh giả vờ bắt thỏ cuối người tránh được một mũi tên lâm uyển lo lắng tiến tới kéo anh dậy sắp mất mạng rồi huynh còn bắt thỏ quái gì cô bảo vệ tạ kỳ sau lưng a à kỳ còn nhớ hướng về doanh trại không bây giờ ta sẽ giữ chân chúng huynh ngắm thời cơ rồi chạy về doanh trại biết chưa song tạ kỳ khi này vẫn rất cảnh giác cho dù đến lúc này cũng vẫn diễn kịch trước mặt ta sao nhưng mọi thứ sau đó lại nằm ngoài dự liệu của anh đằng sau anh là chiêu vương đầy sát phạt quyết đoán nhưng lại giả vờ làm vương khờ có trí tuệ ba tuổi chỉ vì kẻ địch sắp xếp sát thủ làm vợ của anh ngay lúc anh tưởng vợ sẽ phối hợp kẻ địch lấy mạng anh thì cô vì để cứu anh đã phi xuống vực ngay ban nãy hai người tham gia săn bắn bị ám vệ hoàng hậu phái tới bao vây nhưng lâm uyển không hề do dự công lên giúp anh giành lấy cơ hội trốn thoát đồ ngốc mau chạy đi ai ngờ có một mũi tên phi tới vì bảo vệ a kỳ lâm uyển xông lên phía trước cánh tay cô bị mũi tên đung đến dướm huyết tạ kỳ nhìn cô bảo vệ mình cảm thấy nghi hoặc cho dù đã bị thương lâm uyển lo tạ kỳ sẽ sợ còn cố mỉm cười a kỳ đừng sợ ta không sao song tạ kỳ đứng trên vách đá lại bất cẩn bước hụt cả người anh không phòng bị ngã xuống dưới tạ kỳ rớt thẳng xuống vực với tâm trạng hoang mang đúng là giả khờ lâu quá Giờ khờ thật luôn, ai ngờ Lâm Uyển không do dự phi xuống theo, cô rõ ràng là người hoàng hậu phái tới giết ta, nhưng tại sao, đến lúc này, cô vẫn cứu ta chứ? Nơi nào đó dưới đáy vực, hai người bị con suối đẩy lên bờ vẫn đang hôn mê. Lúc lâu sau, Lâm Uyển mới từ từ khôi phục ý thức, cô nhớ y nguyên khi họ rơi xuống, Lâm Uyển được cành cây bên vực treo lên mới thoát được, song miệng vết thương khiến cô đau đến run rẩy, vì để tránh vết thương hại hơn, cô bỏ y phục ngoài, dùng sức lực còn lại xé một tấm vải ra, rồi cố gắng dùng tay còn lại băng bó cơn đau thấu tâm can khiến chán cô vã mồ hôi hột thấy trời sắp đổ mưa cô bắt buộc phải đưa a kỳ tìm chỗ nghỉ mới được cô gọi anh hồi lâu thấy anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại cho nên lâm uyển đành dùng hết sức kéo lê anh về phía trước khó khăn lắm lâm uyển mới vào trong sơn động cô mệt gần chết cô mệt là thở ra hồng hộc cô không màng nghỉ ngơi bắt đầu kiểm tra vết thương cho anh may mà không đục đầu chắc không nguy hiểm đến tính mạng chỉ là chân bị thương khá nặng huyết không ngừng rỉ ra lâm uyển tỉ mỉ băng bó vết thương giúp anh ánh mắt ngập tràn bi thương tạ kỳ đã hồi phục ý thức mở mắt nhìn cô chỉ là anh càng nhìn càng không thấu mục đích của cô là sát thủ hoàng hậu phái tới lại đi chiến đấu với lũ ám vệ xong còn theo anh phi xuống vực rõ ràng lúc anh hôn mê cô có thể ra tay cô lại đi băng bó vết thương cho anh lâm uyển cô tiếp cận ta lẽ nào còn có mục đích khác sao tuy chân phải bị thương nhưng cũng khá nghiêm trọng có lẽ có thể dùng điểm này để thăm dò thử a à, kỳ hồi phục nguyên trạng yếu ớt gọi nương tử lâm uyển thấy anh gọi cô thì rất vui cuối cùng huynh cũng tỉnh anh giơ chân lên với vẻ mặt đau khổ nương tử à chân ta đau lắm lâm uyển nhẹ nhàng đỡ anh dậy xem thử anh có đi được không nhưng cả người anh lại đổ xuống hu hu a kỳ không đi nổi chân a kỳ quẫy rồi lâm uyển dịu dàng ôm um anh vào lòng a kỳ đừng sợ chân của huynh chỉ bị thương ngoài ra tạm thời không cử động được sẽ không sao đâu đợi chúng ta rời khỏi sẽ tìm đại phu chữa trị cho huynh sẽ khỏi nhanh thôi chân của a kỳ không đi nổi đâu nhưng nương tử có thể tạ kỳ khi này bắt đầu thăm dò muốn xem thử cô sẽ chọn thế nào sau đó nói với lâm uyển anh biết lối ra nghe xong lâm uyển rất vui không ngờ tên ngốc như anh lại biết cả lối ra a à, nương từng đưa ta tới chỉ cần men theo khe suối về phía mặt trời thì có thể ra ôn tiền sau núi ở hoàng cung nương tử tới đó có thể liên lạc với người trong cung hai mắt lâm uyển khi này sáng rực lên hay lắm thế nhân lúc hiện tại không mưa chúng ta qua đó anh cười lạnh lùng ha ha cô muốn tới hoàng cung báo tin mật nhanh thế à nhân lúc cô xoay đi anh rút con reo từ trong người ra rất tiếc cô hết cơ hội rồi lúc này tiếng sét vang lên đùng đoàng khiến cô như nhớ ra điều gì đó lúc cô xoay người lại anh mau chóng nhét lại gieo vào tay áo khi biết đi đi về về cần khá nhiều thời gian lâm uyển bắt đầu lo lắng cho an nguy của anh cộng thêm trời ngày càng tối nếu để lại mình anh ở đây chắc anh sẽ sợ lắm ta quyết định rồi bây giờ không qua đó đợi mai trời sáng chúng ta nghĩ cách rời khỏi đó sau đó tiện đi nhặt ít quả dại cô dặn dò anh ngoan ngoãn đợi cô quay về tạ kỳ đứng sau lặng lẽ quan sát hành động của cô nhưng cô ngoại trừ đi nhặt quả dại ra không còn động tác khác anh không hiểu nổi đây rõ ràng là cơ hội tuyệt vời nhưng cô không chỉ không rời đi thậm chí còn không gửi tín hiệu gì cho người của hoàng hậu anh nhét lại con dao vô người muốn xem thử cô có mục đích gì lúc này mưa đã rơi lâm uyển nhặt được ít quả và củi khô về hang động lớp y phục mỏng manh bị nước mưa thấm đẫm dính chặt vào người cô tạ kỳ thấy thế liền ngẩn ngơ lâm uyển thấy điều dị thường vội vàng che người lại huynh đừng nhìn linh tinh a kỳ không có a nương từng nói nhìn nương tử không coi là nhìn linh tinh lâm uyển cạn lời ném quả về phía anh mau ăn đi lúc a kỳ nhét quả vô miệng lâm uyển lại cướp lại từ tay anh nương tử giận sao không cho a kỳ ăn quả ư? ai ngờ lâm huyền lại cảnh giác rút kim châm ra, xem ra quả này không độc có thể ăn, nhưng cô không yên tâm, vẫn xếp lại đống quả thành một đống. được rồi, bây giờ không còn vấn đề gì rồi, a kỳ có thể ăn rồi. cô vừa ăn quả vừa đưa cho anh, nhưng anh lại lặng lẽ trước hành động này của cô. sao huynh không ăn? sau đó, của trong tay cô bị anh cướp mất, anh cầm tay lâm huyền rồi nhét quả vô miệng. của của nương tử ngon hơn. thấy thế lâm huyền ngại ngùng ném phần quả đó ra, thế huynh tự ăn đi. cô đỏ mặt xoay người đi lẩm bẩm, rõ ràng chua thế ngọt chỗ nào anh thấy thế khóe miệng cong lên nếu cô không phải người của hoàng hậu thì tốt biết mấy lâm uyển khi này cố gắng dùng đá mài ra lửa lúc lửa nhen nhóm bén lên a kỳ thích chía khua chân múa tay nương tử giỏi ghê có người nhìn thấy chắc chắn sẽ đến cứu chúng ta đúng thế nếu họ có thể nhìn thấy lâm uyển mệt mỏi trả lời lại sau đó tất cả lửa mới bén liền dập tắt ý ý ta sơ suất quá lâm uyển bất lực thở dài may có a kỳ nhắc nhở ngoại trừ người cứu chúng ta có thể thấy ánh sáng ra thì người truy sát chúng ta cũng sẽ thấy làm như thế quá nguy hiểm a kỳ bị dọa co rúm lại thành một đống lâm huyền vỗ nực an ủi nói a kỳ đừng sợ có nương tử ở đây nương tử sẽ bảo vệ huynh ai ngờ anh lại lao tới xòa vào lòng cô a kỳ cũng sẽ bảo vệ nương tử thấy a kỳ hiểu chuyện thế lâm huyền hơi xót xa nếu sát thủ của hoàng hậu tới trước cứu binh thì họ có thể thuận lợi tránh khỏi không a kỳ thấy dị thường liền ngẩng lên nhìn nương tử sao thế vết thương đau ư cô chỉ lắc đầu rồi cười ta thấy hơi mệt thôi chúng ta đi nghỉ sớm đi như thế ngày mai mới có sức ra ngoài nhưng lúc lâm huyền say giấc thì sự cố đã xảy ra tiểu thái tử cực kỳ thông minh sáng suốt lại giả thành ngốc với ai cứu đứa trẻ 3 tuổi chỉ vì vợ tôi là sát thủ do kẻ thò phái đến nhưng cô không những không tổn thương anh mà còn nhiều lần cứu anh khỏi nguy hiểm nhìn người phụ nữ đang ở bên cạnh người đàn ông đó rất bối rối cô ấy có thể gửi tình báo cho nữ hoàng nhưng cô ấy không làm gì cả lúc này lâm huyền toàn thân run rẩy cười thầm thì thầm trong miệng a à kỳ thật nguy hiểm a à kỳ chạy nhanh lên nhìn người phụ nữ cuộn tròn như quả bóng tạ kỳ giơ tay lên chậm rãi duỗi ra lúc chạm vào trán cô ta sao lại nóng vậy cô gái ngốc này lạnh quá tạ kỳ thấy vậy liền bỏ áo khoác ngoài và nhẹ nhàng che cô ấy nhưng anh vừa ngả xuống lân huyền quay lại và chạm vào anh bố mẹ con nhớ mọi người nhiều nhìn cô ấy vừa mơ vừa khóc tạ kỳ liền đưa tay lên đầu an ủi cô ấy tôi thực sự muốn về nhà nước mắt người phụ nữ dần thấm ướt áo anh lúc này trong mắt anh là hỗn độn cảm xúc anh từ từ đưa tay vòng qua lâm huyền và ôm um trọn cô ấy trong vòng tay lâm huyền em đang nghĩ gì vậy rốt cuộc em có bao nhiêu bí mật sáng sớm hôm sau hai người ôm um nhau thiếp đi suốt đêm nhưng động tĩnh đã gọi tạ kỳ dày những người đó đã đuổi đến nơi rồi lúc này bầu trời phía trên khu rừng những chú chim sợ hãi bay khắp nơi trong rừng xuất hiện đám hắc y nhân lúc này lâm huyền bị tiếng ồn làm phiền mở mắt mệt mỏi bây giờ cô chỉ cảm thấy đầu mình nặng nề cổ họng của cô cũng khô rát khi biết mình đang ở trong vòng tay của a kỳ cô liền giật mình cái quát đờ heo gì đang xảy ra vậy cô lắc đầu điên cuồng để ngăn mình khỏi suy nghĩ cô vẫn còn đang bị choáng váng Hãy dậy đi A Kỳ đừng ngủ nữa, nhanh chóng thức dậy đi, hình như có ai đó đang tới. Tạ Kỳ ra vẻ còn đang buồn ngủ. Sao thế? Có người đến cứu chúng ta sao? Lâm Nguyên lo lắng nhìn A Kỳ, hành động lén lút như vậy, người đến có lẽ là mấy tên thích khách. Cô muốn đứng dậy ra ngoài kiểm tra, nhưng cơn đau đầu khiến cô choáng váng. Đáng ghét, sao lại ốm vào lúc này chứ? Cô quay lại và ra hiệu cho Tạ Kỳ nhỏ giọng, đừng để người bên ngoài nghe thấy. A Kỳ che miệng ngoan ngoãn gật đầu. Những tên thích khách đang lục soát, mặc dù cô đã che cái lỗ bằng cỏ dại, nhưng nếu chúng ta thực sự điều tra bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian cho dù lâm uyển có võ công nhưng cô lại không dùng được lúc này cô nhìn thấy áo khoác của a kỳ vậy là cô ấy đã trực tiếp nhặt nó lên a kỳ ta dụ họ đi chỗ khác người ngồi im trong động nhé dù bên ngoài có chuyện gì xảy ra nghe thấy điều gì cũng không được đi ra ngoài nha nghe vậy lòng tạ kỳ thắt lại anh lao tới nắm lấy tay của lâm uyển đôi mắt đầy lo lắng nương tử đừng đi bên ngoài nguy hiểm lắm lâm uyển sững sờ tại chỗ trong giây lát cô nắm lấy tay a kỳ và nói đừng sợ chờ ở đây ta sẽ quay lại cứu ngươi ánh mắt của cô làm sao xuyến trái tim tạ kỳ anh nhìn về hướng cô đang rời đi tại sao em luôn phải lao lên bảo vệ anh vậy anh kiểm tra mùi hương còn sót lại trên tay lâm huyền có khi nào đây là lần cuối ta gặp nhau không mặt khác lâm huyền giả làm tạ kỳ đến gần thích khách cố ý ném một viên đá gây sự chú ý mấy tên thích khách liền quay lại nhìn chúng tưởng đó chính là tạ kỳ mà chúng đang tìm kiếm lúc này lâm huyền nhanh chóng bỏ chạy về hướng khác không ngờ dưới chân lại hết đường đi mất cảnh giác cả người trượt xuống dốc đồng thời đám thích khách cũng lao tới nhưng khi họ định ra tay thì chợt nhận ra người này không phải tạ kỳ tên mặt sẹo đang phẫn nộ và ra lệnh bắt sống lâm uyển dưới một loạt các cuộc tấn công lâm uyên đã bị xô ngã xuống đất giây tiếp theo tên mặt sẹo động chân không thương tiếc hắn đục chân lên tay cô đục tới đục lui nói đi tạ kỳ đâu lâm uyên đau đến toàn thân run rẩy nhưng cô ấy biết nếu rơi vào tay những người này không thể có kết cục tốt cô phải nghĩ ra cách không ngờ một tên tới tung tóc cô lên ngay khi đầu tôi sắp chạm đất Lâm Uyển hét lên tôi nói tôi nói, bọn chúng kéo cô lên cô không biểu hiện cảm xúc gì, đi 500 bước về bên trái, có một cái cây lớn bị khoét rỗng, anh ấy đang trốn ở đó. Người đàn ông có sẹo đe dọa cô, người nên thành thật một chút đi, nếu không ta sẽ cho người biết hậu quả. He he, bây giờ ta có thể giở trò gì sao? Dù sao thì ta cũng ở trong tay người rồi, ta chỉ muốn bớt đau khổ hơn thôi. Tên mặt sẹo nghe xong cũng cạn lời. Vậy các người đi điều tra hướng đó thử đi. Lúc này Lâm Uyển đang chờ cơ hội, chỉ cần giải tán một vài người, những tên còn lại đang lơ là có lẽ vẫn còn cơ hội để thử lúc này trên bầu trời vang lên âm thanh ngay khi tên sát thủ nhìn lên lâm uyển chấp lấy thời cơ cô lập tức cho một tên hết đường xanh con tuy nhiên cơ thể còn yếu cô không đủ sức để dùng kinh công thấy vậy tên mặt sẹo lập tức ném phi tiêu ghim vào lưng lâm uyên một cách vô tình lâm uyển mất hết sức lực trong phút chốc dù gì cũng đã chạy xa khỏi hang động hy vọng a kỳ tốt nhất đừng để bị họ phát hiện lâm uyển bất tỉnh nặng nề ngã xuống đất lúc này tên mặt sẹo giơ cao thanh kiếm lên còn dám bỏ trốn ta sẽ đưa người đi gặp ông bà anh chàng này đang muốn giết vợ mình, chỉ vì cô là thích khách do kẻ thò cài vào, nhưng cô đã liều mạng để cứu anh, ngay khi cô gái sắp hẹo dưới lưỡi reo, một tiếng xen tên kia đã đi trước cô rồi, Tạ Kỳ xuất hiện với ánh mắt tử thần, nghe tiếng động mạnh, nhưng tên xung quanh lập tức có mặt, bọn chúng sững sốt trước cảnh tượng này, chúng không tin vào trước mắt liền hỏi, ngươi là ai? Tạ Kỳ quay lại với ánh mắt sắt lạnh, he he, các người chẳng phải đang tìm ta sao? Đây mà là hoàng tử bọn chúng tìm sao? Một lúc sau mới có người hiểu vấn đề, hóa ra bấy lâu nay người giả ngốc sao? tạ kỳ loay hoay với con gieo găm trên tay trước khi hẹo mà biết được bí mật này cũng không còn gì đáng tiếc nhỉ sau đó bọn chúng nhìn nhau rốt cuộc thì bọn họ đông hơn tạ kỳ chỉ có một mình thì làm được gì tạ kỳ nộp mạng ra đây cả đám cùng nhau tấn công mạnh dạn hét lên đây đi gặp ông bà đi nhưng giây tiếp theo tên thích khách đó đã im lặng vĩnh viễn một tên khác đang chuẩn bị chơi lén phía sau lê dương lao tới dùng kiếm chém xuống vương gia thuộc hạ đến muốn những tên phía trước đều bị xử lý rồi hắn quay lại nhìn lâm uyển liền nói vương gia vương phi thế nào đây tạ kỳ không nói gì vừa ném con gieo găm đi anh cẩn thận bổng cô lên hồi phủ bí mật mời thân tiên sinh tới mặt khác hoàng hậu vô cùng tức giận khi biết tin gửi thật nhiều người đi tất cả họ đều bị xóa sổ kiểm tra để ta xem ai đang âm thầm giúp đỡ hắn trong cung điện bên trong thân tiên sinh đang bắt mạch cho lâm uyển trong người cô ta vậy mà có vạn hoa độc tạ kỳ nhìn thấy thân tiên sinh sắc mặt không bình thường tạ kỳ lo lắng hỏi thế nào chuyện vạn hoa độc không tính tới đi chỉ ngoại thương đã tạo mù nội thương thì cũng rất nghiêm trọng tôi sẽ cố hết sức với những cú châm kim bạc cuối cùng lâm huyền lập tức ho ra xì tinh tim chàng thắt lại những chiếc khăn lau lần lượt ướt đẫm nhìn lâm huyền cau mày vì đau đớn như có ngàn vạn lưỡi reo dâm vào tim tạ kỳ bệ hạ đừng lo lắng quá tính mạng của cô ấy được an toàn chỉ cần một thời gian là có thể tỉnh lại sau một lúc do dự thỉnh thoảng hỏi hoàng tử có vẻ như anh rất quan tâm đến vương phi tạ kỳ nhìn về phía trước nhiều lần cô ấy dù có hy sinh tính mạng cũng bảo vệ mình thầy sai rồi chỉ là tính mạng của vương phi Đương nhiên chỉ có thể do ta quyết định. Lê Dương lúc này đến báo tin rằng hoàng hậu đã biết tin người trở về. Tôi sợ sớm thôi, nhưng lời còn chưa nói xong, có tiếng ho của Lâm Uyển, Tạ Kỳ không quan tâm, anh từ từ ôm um Lâm Uyển trên tay. Thấy vậy Lê Dương như chết lặng đi, nhưng sự việc quan trọng đến mức anh phải nhắc lại lần nữa. Vương gia, lần này ngài có thể an toàn thoát nạn, hoàng hậu đã nghi ngờ cho người điều tra, chúng ta có cần sắp xếp không? Nhưng người Tạ Kỳ không trả lời, vừa thay một chiếc khăn tay sạch, nghiêm túc lau khóe miệng cho vợ, trong mắt anh lúc này chỉ có mỗi Lâm Uyển. Vương gia, Lê Dương gọi lớn trong hoài nghi, lúc này Tạ Kỳ mới định thần lại, cần phải sắp xếp trước một chút, lúc này mới quay sang Thân Tiên Sinh hỏi, Thân Tiên Sinh cảm thấy thế nào? Hoàng hậu muốn điều tra, vậy thì cứ để bà ta điều tra đi, ta sẽ thay vương gia tìm con cử thế tội, vậy cứ theo lời của tiên sinh mà làm đi, ta tin ông ấy, thân tiên sinh có chút bất đắc dĩ nhắc nhở, con đường ngài cần đi nguy hiểm đều phải thận trọng, không nên nói ra từ tin tưởng này, cho dù người đó là ta, hay bất cứ người bên cạnh nào cũng vậy, ông nói vậy là có ý gì, anh cao mày hỏi, người có huyết mạch hoàng tộc, thò hận, tranh đấu, để lập nên đại sự, phải từ bỏ những tình cảm không đáng có. Hận thò xưa dường như mới hôm qua, tôi mong ngài sẽ đặt chuyện công lên hàng đầu. Tạ kỳ lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, không cần ngài phải nhắc nhở, kẻ làm hại mẫu hậu ta, bổn vương nhất định không bỏ qua. Sau khi mọi người rời đi, tạ kỳ nhìn Lâm Uyển và suy ngẫm hồi lâu, dù đã tự dặn lòng mình phải cảnh giác, nhưng hình ảnh cô ấy đứng ra che chở mình. Cô nhảy qua vách đá vì mình, cô ấy kẻ trang thành mình để dẫn thích khách đi, ngay cả khi đối mặt với cái chết, cô ấy chưa bao giờ tiết lộ vị trí của mình cô ấy là như thế này cho dù trái tim ta có cứng cỏi thế nào lúc này ta hoàn toàn bị cô ấy làm tan chảy lâm uyển chợt nhẹ nhàng thì thầm khát anh vội rót nước đỡ đầu cô lên rồi cẩn thận từng chút đút nước cho cô lúc này anh không nói nên lời lâm uyển này có cố ý làm vậy không anh bất lực đổ nước vào miệng tôi muốn tự mình đút nước cho cô uống môi hai người càng ngày càng gần nhau hơn tim anh cũng đục loạn xạ lúc này anh quyết tâm đi qua cửa nhà hoàng mang thuốc bước vào cửa cô lúng túng không biết làm gì bị người ngoài bắt gặp cảnh thân mật này mặt của tạ kỳ bồng đỏ lên không tự chủ hãy chăm sóc tốt cho vương phi ta vẫn còn có việc phải giải quyết việc vương ra hồi phủ đã đến lúc phải giải quyết rồi đùa gì vậy lâm uyển đã hồi phục đang ở trên giường cô nghe nói rằng tất cả thích khách của hoàng hậu đều bị tiêu diệt và tạ kỳ đã trở về nhà bình an vô sự nhưng lúc đó gần như mình đã hẹo rồi mà chẳng lẽ có người đang giúp đỡ hắn nhưng nếu thật sự có người nâng đỡ vậy tại sao ở hoàng cung lại bị ức hiếp đây là tạ kỳ giả nu sao ôi chúa ơi nếu như tạ kỳ thật sự giả nu vậy chẳng phải hành động gần gũi đó là thật càng nghĩ càng suy sụp lâm uyển lăn qua lăn lại trên giường ước gì có thể kiểm tra tên đó được phong cách nhật bản khi tôi thấy phòng tạ kỳ vẫn sáng đèn cô ấy đã tò mò mà nghĩ ra một kế hoạch mình sẽ đi gặp anh ta xem coi có phải anh ta giả ngốc không hiệu thái tử cực kỳ thông minh sáng suốt lại giả thành ngốc với ai kêu đứa trẻ 3 tuổi bị đám thích khách truy đuổi gắt gao cô gái liều mình để bảo vệ thái tử ngốc khi mọi chuyện đã qua cô bắt đầu nghi ngờ tạ kỳ ngốc nghếch trước mặt cô chỉ đang giả vờ thôi để chứng minh suy đoán của mình cô ấy đến phòng của tạ kỳ lúc này lý dương có vẻ lo lắng điều gì đó nhưng tạ kỳ rất bình tĩnh và ra hiệu cho anh ta rời đi khoảnh khắc lâm huyền mở cửa lý dương lặng lẽ rời đi bằng cửa sổ khi không thấy ai ở trên giường cô bắt đầu trở nên lo lắng a à kỳ đang ở đâu sợ có chuyện gì xảy ra tim cô như thắt lại tạ kỳ lặng lẽ xuất hiện phía sau cô cô nương tôi đây lâm huyền tức giận quay lại góc đầu anh đã nửa đêm rồi trốn sau cửa làm gì dọa chết bổn cô nương rồi có biết ta lo lắng lắm không a kỳ xoa xoa tay vẻ mặt phiền muộn a kỳ không thể ngủ được a kỳ phát hiện ra cô nương đang ở đây a kỳ chỉ muốn chơi trốn tìm với vợ nghe thấy vậy một ý nghĩ thoáng qua trong đầu lâm huyền a kỳ không ngủ được để lâm huyền chơi trùng a kỳ xíu nha để a kỳ dễ nủ nè cô lấy dây chuyền sử dụng thật thôi miên a kỳ nhìn vào đây đi đừng nghĩ về bất cứ điều gì a kỳ sẽ ngủ sớm sau đó lâm nguyên liên tục gọi nhưng a kỳ không phản ứng có vẻ như thành công thế nên cô bắt đầu hỏi tên và tuổi của anh nhưng vẫn nhân được câu trả lời là tạ kỳ lúc này lâm huyền suy nghĩ một chút a kỳ còn nhớ lúc đi săn ai đã cứu ta không cô là vương phi của anh khi nhắc về cô a kỳ trở nên niềm vui sau đó nói cho cô biết rằng cô đã cứu anh ta bằng cách nào a kỳ nghe lời trốn kỹ trong hang chờ đợi rất lâu sau đó a kỳ nủ thiếp đi khi tỉnh dậy đã được đưa về đây rồi a kỳ lúc nủ có thức dậy lần nào không hay có nghe thấy điều gì kỳ lạ không có thấy lạ gì không dĩ nhiên là không a kỳ nủ rất giỏi điều này khiến lâm huyền cảm thấy thất vọng thực sự bị thuyết phục cô không hoàn toàn tin những mà tạ kỳ nói nhìn tôi giống ngốc như lắm hay sao mà tin nhưng vương phi rất đặc biệt a kỳ chợt lên tiếng nghe vậy lâm uyển giật mình phương pháp này có hiệu quả không lúc này a kỳ trông có vẻ vui vẻ vương phi khác biệt so với những người khác cô ấy ăn rất ồn ào cách cô ngồi trên ghế cũng siêu bá đạo nghe được lời này lâm uyển trong lòng vô cùng tức giận rõ ràng là đang bị nói là thô lỗ nhưng vương phi là người đẹp nhất trên đời ngoại trừ a nương thì cô ấy đối xử với a kỳ tốt nhất a kỳ sẽ ở bên cô ấy đến hết cuộc đời vừa nói xong anh liền sát lại người cô đến cô lập tức đẩy hắn ra, tạ tề, A Kỳ đang nghĩ gì đó, sau đó ngượng ngùng che mặt chạy ra cửa, sau đó tạ kỳ hơi ngả người về phía sau, đôi mắt anh vẫn nhìn về hướng cô rời đi, he he, không ngờ người đến lại là cô ấy, bực bội, làm cô cả đêm nủ không được còn xém bị chém tiện nghi, để bình tĩnh trở lại, cô suốt đêm ngồi may đồ, sau đó cô tạo cho A Kỳ thêm bất ngờ, với việc đếm ngược 321, hai bộ đồ độc đáo xuất hiện trước mắt, phong cách mới lạ giúp anh mở rộng tầm mắt, không giống với những bộ đồ trước đây, cô vui vẻ khoe thành tích của mình với anh là tôi đã tự làm đó. Hề, đây là cái gì? A Kỳ bé nhỏ nhút nhát có vẻ bối rối. Đây là y phục quê tôi. Lâm Huyền vui vẻ nháy mắt, đo thử coi có vừa với A Kỳ không. A Kỳ còn nhớ chuyện hôm đó trong hang động không? Làm sao mà chúng ta hồi phủ được? Cái gì? Không phải là cô đã cứu A Kỳ sao? A Kỳ có vẻ ngạc nhiên. A Kỳ hoàn toàn không biết gì hết. Lâm Huyền suy tư lẩm bẩm một mình. Sao không thể tìm thấy bất kỳ sai sót nào? A Kỳ nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu. Cô, có chuyện gì với cô vậy? Không sao đâu, có vấn đề gì? Ta chỉ nghĩ. A Kỳ mặc trang phục này, chắc chắn sẽ trở thành boy phố cho xem, nhưng trong lòng lại hy vọng anh ta để lộ sơ hở, nếu anh ta mặc bộ này ra ngoài sẽ để lộ sơ hở, điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. A Kỳ gãi đầu tỏ vẻ không hiểu, boy phố này có ý gì? Cô liền đưa y phục bảo anh đi thay đồ đi, không có gì đâu. A Kỳ nhanh chóng đi thay đồ đi, tôi sẽ dắt cậu đi chơi. Một lúc sau, quần dài và váy bộ, hai người mặc trang phục cặp đôi, sau khi nhìn nhau họ sững sờ tại chỗ, cô liền lại sắn tay áo cho A Kỳ. A Kỳ thực sự không tức giận sao? cô không hề biết rằng a kỳ đã bị cô mê hoặc trong nháy mắt khi ra đường bị mọi người chỉ trỏ bàn tán xí hổ làm sao não không bình thường lâm uyển như muốn đào một cái lỗ chui xuống nhưng a kỳ trông có vẻ như đang tận hưởng vợ à em thật tuyệt vời tất cả họ đều đang nhìn chúng ta y phục của em là đẹp nhất nghe vậy lâm uyển rất cảm động nếu tạ kỳ đang giả vờ nung ốc vậy thì anh dư sức giành được giải oscar hóa ra a kỳ không chỉ không biết xí hổ anh còn kéo lâm uyển đi mua kẹo táo để ăn nhưng lâm uyển không thể ngẩng đầu lên được nữa cô kéo anh về lại phủ mình Lâm Uyển thay lại bộ đồ ban đầu của mình, nó thực sự rắc rối rồi. Mặt khác, về phần của Tạ Kỳ, nghe tin tức của Lý Dương với vẻ mặt vô cảm, ông thân biết chuyện cậu ra ngoài phố chơi, cho anh rằng không nên để cô ấy cư xử như vậy. Lão nhân cũng nói, hôm trước hoàng hậu Triệu Vương phi mọi người đều bị chặn bên ngoài, có lẽ Vương phi sẽ sớm hành động, xin vương gia hãy cảnh giác hơn. Một lời chế nhạo, một người đàn ông mỉm cười, ngày hôm nay đã đến, đến lúc để phải chuẩn bị bữa tiệc cho Vương phi rồi. Triệu thái tử cực kỳ thông minh sáng suốt, lại giả thành ngốc với IQ đứa trẻ 3 tuổi, để vạch trần bộ mặt anh ta, Lâm Nguyễn trực tiếp rót rượu, muốn dụ anh ta vào mồi, nhưng cuối cùng anh bị chuốc say, mà cô lại là người say nủ tới sáng, vừa rồi, tôi luôn muốn kiểm tra xem anh ta có, đang cố tính giả ngốc không, nhưng giây tiếp theo cô lại phát hiện ra, cuộc mua bán rượu trong phủ, Lâm Nguyễn dùng tay đục vỡ đá cẩm thạch he he, sau đó cô lấy đi bình rượu từ tay họ, ha 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 uống rượu xong hãy nói sự thật, tạ kỳ, tôi không tin rằng, lần này bạn vẫn có thể giả vờ chứ tạ kỳ suýt xỉu ngang khi nhìn thấy bát rượu to hơn cả mặt mình thấy cô liên tục thúc giục anh uống rượu tiểu a kỳ có vẻ xí hổ dì nhỏ nói trẻ em không được phép uống rượu ai uống rượu đều là trẻ con hư vậy là a kỳ không thể uống được sai sai lầm lớn ai nói rằng uống rượu là trẻ hư không uống rượu là không thể ở bên nhau a kỳ có muốn trở thành một đứa trẻ không tiểu a lắc đầu đầu tiểu a hát lắc lư như đồng hồ rồi anh cầm bát rượu lên uống hết trong một ngụm để làm chuốc cho anh say rượu cô đã uống với anh từ ly rượu nhỏ xíu một lúc sau Lâm Uyển say rượu đã lên thiên đường, A Kỳ ngồi xuống đi, đừng lúc nào cũng loay hoay, nhưng Tạ Kỳ không hề say chút nào, hóa ra là trước chuyện này, anh ấy đã uống thuốc giải rượu trước đó. Anh đứng dậy và bước tới chỗ Lâm Uyển, "A Kỳ muốn hỏi tiểu thư một số câu hỏi, xin cô hãy nói thật với A Kỳ." Uống xong Lâm Uyển vỗ ngực, "Phải nói sự thật, ai lừa dối là một con cún, nên là như vậy, cô là người được hoàng hậu cài vào phải không?" "Đúng." A Kỳ mặt đen lại trở nên trầm lặng, bàn tay trên người cô cũng đang mạnh dần, "Hoàng hậu cử cô đến bên cạnh ta?" là lấy mạng ta hay sao? Lâm Uyển sững sờ một lúc rồi lại thừa nhận, người đàn ông chợt thấy buồn, nhưng rồi anh lại hỏi, vậy tại sao cô vẫn chưa làm gì với tôi? Bởi vì, đó là điều hoàng hậu muốn, chứ không phải tôi muốn, tôi không muốn ra tay. Người đàn ông có chút bối rối, tại sao? Lâm Uyển mỉm cười bước tới vuốt tóc anh, có lẽ ta yêu người mất rồi, đó là lý do tại sao tôi muốn bảo vệ bạn. Nói xong cô lao vào nực A Kỳ, tình huống vượt ngoài suy nghĩ của anh, Tạ Kỳ đã hoàn toàn gạt bỏ mối hận thò nhìn người phụ nữ trong vòng tay mình cảm ơn bạn về sự trung thực của bạn sau đó bế công chúa vào phòng ngủ anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường đúng lúc này ngoài cửa vụt qua một bóng đen tạ kỳ đắp chăn cho cô anh bất chợt gọi cô một tiếng sau khi xác nhận rằng cô ấy đã ngủ rồi anh đến sân sau một mình vương phi ông sen đã sắp xếp một vật thế thân đã để hoàng hậu tìm được chỗ của hắn sáng sớm hôm sau lâm nguyên đang hôn mê vẫn chưa có tỉnh lại a kỳ nghịch ngợm bước tới bóp mũi nhỏ của cô ấy lâm nguyên đột nhiên tỉnh dậy và ngồi dậy tôi đã say rồi sao thích thú a kỳ cười khúc khích ối cô nương dậy đi lâm Huyền đứng dậy thức đến run người thằng nhóc nghịch ngợm người ngứa mình muốn ăn đòn phải không a kỳ co do trong góc với vẻ mặt đau khổ rõ ràng là cô đã trụng giường của a kỳ vẫn còn nụ u u u u nghe vậy lâm uyển không khỏi nghĩ tự lượng của mình tệ đến vậy sao ngoại trừ việc giữ lấy chiếc giường chắc ta không có làm chuyện gì không nên làm đúng không cảm thấy tội lỗi cô bước tới a kỳ có đói không sau khi xỉn nên ăn cháo để dưỡng dạ dày cô có thể nấu được đồ ăn sao a kỳ lẩm bẩm và quay sang một bên Lâm Huyền không nói nên lời. Tốt, em là của tôi chỉ được dỗ dành tôi. Tiểu A Kỳ, có muốn ăn kẹo táo yêu thích không? Tôi đưa cậu đi mua đồ chơi mới nè. Sau nhiều lần thử, Lâm Huyền bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Hắn cả ngày hôm nay chưa ăn thứ gì rồi. A Kỳ muốn một món quà từ vợ. A Kỳ thấy vợ lén lút theo hổ và thỏ trắng. A Kỳ muốn cái đó. Nghe vậy Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm. Cái này ban đầu dành cho A Kỳ mà. Chỉ còn một chút nữa là xong rồi. A Kỳ ngoan ngoãn uống cháo. Bây giờ tôi sẽ theo tiếp. Lâm Huyền bật đèn lên bắt đầu theo khăn tiếp đang theo được nửa đường cô chợt nhận ra lần trước khi từ phòng a kỳ ra anh ấy còn thắp đèn ngoài cửa suốt đêm sao hôm nay bạn có thể thức giận với chính mình lâu như vậy trừ khi anh ta đang cố tình đánh lạc hướng mình để lợi dụng tình thế lâm uyển tìm một mảnh bìa cứng và cắt nó thành hình ảnh của chính mình và đổ bóng lên cửa sổ để giả vờ như vẫn đang làm việc lẻn đi từ phía bên kia của cửa sổ lâm uyển lặng lẽ đi tới phòng a kỳ bây giờ phải bắt được đuôi chuột này lý dương người trở về sau cuộc điều tra cho biết công chúa đã rời khỏi phòng tạ kỳ nhìn vào những hình ảnh trong nhà Người nói cô ấy rời khỏi phòng, he he, rất thú vị, Lý Dương bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ, thuộc hạ nhìn thấy rõ ràng công chúa đi ra, vội vàng tới đây trước một bước, phải chăng cô ấy đã quay trở về phòng lần nữa? Tạ Kỳ đột nhiên giơ tay ra hiệu hắn im lặng, rồi anh chỉ vào phía cánh cửa, có góc áo bị lòi ra ngoài, chính công chúa đã lén lút lẻn vào, Tạ Kỳ nhìn thấy vậy liền mỉm cười trìu mến, rồi anh hỏi Lý Dương, tình hình của thân tiên sinh thế nào rồi? Đã giải quyết xong, vật thế mạng đang chuẩn bị xong, hoàng hậu đã tự mình tìm ra người đó? kể cả khi cô ấy không tin điều đó cũng chỉ có thể từ bỏ thân tiên sinh cho biết mọi chuyện diễn ra thuận lợi xin bệ hạ hãy yên tâm thân tiên sinh không làm ta thất vọng sau đó anh ra hiệu cho lý dương tránh sang một bên một lúc sau lâm uyển do dự cuối cùng cũng mở cửa tạ kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi anh nhìn cô như không có chuyện gì xảy ra vợ ơi sao em về sớm thế em đã theo xong con hổ nhỏ và con thỏ trắng của a kỳ chưa lâm uyển cúi đầu không nói gì thì ra bấy lâu nay anh luôn giả ngốc tất cả chỉ là kế hoạch của anh nhưng độc tính trong người còn có một tháng nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ hoàng hậu chắc chắn sẽ không giao dược giải độc bây giờ cô ấy chỉ có thể đánh cược tạ kỳ tôi vừa nghe được cuộc trò chuyện sau khi thoát khỏi đám thích khách ta đã nghi ngờ rằng có phải ngươi giả ngốc không vậy là thật sự là vậy lâm uyển cười khổ ta lúc trước người thấy buồn cười lắm nhỉ tạ kỳ chỉ vào hình bóng bên trong ngôi nhà nhưng tối nay thì khác ta thật sự ngạc nhiên tạ kỳ điều ta muốn nói là ta là người không thò không oán ta không muốn tổn thương ngươi nên không cần giả ngốc nữa đâu vâng dưới ánh sáng mờ không thể nhìn rõ biểu cảm của anh ta nhưng không khí này khiến cô trở nên lo lắng anh vuốt ve má cô đôi mắt lạnh lùng như quái vật vậy cô định làm thế nào để tôi tin bạn lâm uyển vô cùng lo lắng không phải muốn tiễn mình gặp ông bà chứ cô từ từ nói bất kể yêu cầu gì tôi làm được thì sẽ làm nghe vậy tạ kỳ thì thầm vào tai cô tôi nghĩ một câu ta muốn của người đàn ông khiến cô gái sợ hết hồn hóa ra cô là sát thủ kẻ địch sắp xếp bên cạnh nam chính còn nam chính ngấm ngầm chịu đựng nhiều năm để phục thù thì giả vờ thành vương ra ngốc ai kêu chỉ bằng một đứa trẻ lên ba sau khi cô gái xác nhận người đàn ông trước mặt chỉ đang giả ngốc liền trực tiếp nói thật thân phận của mình để chứng minh bản thân sẽ không làm hại đối phương cô bày tỏ nguyện vì anh làm bất cứ chuyện gì không ngờ người đàn ông cười tà rồi ghé sát vào tai cô vậy ta muốn hơn thở ấm áp vụt qua má cô gái cô nhắm chặt mắt không dám nhìn căng thẳng đỏ bừng mặt như này không ổn đâu ta muốn nói ta muốn nàng đúng chân cho ta vẻ hài hước của cô gái được người đàn ông thấy trọn vẹn cô gái này đang nghĩ gì đây Lúc này Tạ Kỳ Cưng chiều nhìn vợ mình, nhưng nội tâm Lâm Huyền vô cùng loạn, sợ hãi tới mức không dám thở mạnh. "Chàng đồng ý với ta rồi, vậy cho dù sau đây ta nói gì, chàng đều không được động thủ." Lông mày người đàn ông giật giật, thực ra ta là sát thủ phi hoa các lâm thập nhất, hoàng hậu để hành thích chàng, ép ta uống dược độc vạn hoa một tháng sẽ phát độc chết nhưng cho dù vậy, ta cũng không muốn hại chàng. "Chàng phải tin ta." Người đàn ông mỉm cười, "Nếu nàng thực sự động thủ, e rằng sớm đã là một thi thể rồi." Lâm Huyền lạnh tắt sống lưng, vì ám sát liên tục thất bại, Giờ đây hoàng hậu đã không còn tin tưởng ta nữa, lần này bà lệnh cho tiếp điều tra thế lực đằng sau chàng, nếu lần này thất bại nữa, ta sẽ chỉ chờ độc phát tác mà chết. Vì vậy, bây giờ ta muốn kết đồng minh với chàng, chỉ cần ta có được thuốc giải, ta sẽ quay ngược lại giúp chàng, trở thành tai mắt của chàng bên cạnh hoàng hậu. Ta biết chàng sẽ có cách mà. Người đàn ông dịu dàng, lời đề nghị này của nương tử, nghe cũng không tồi nhỉ. Ta đã nói rõ thân mình của mình, sao chàng vẫn gọi ta là nương tử? Người đàn ông thu tay lại, ánh mắt không tự nhiên nhìn sang một bên. Ta sẽ nghĩ cách giải vạn hoa độc, nhưng nàng, chuyện gì cũng phải nghe theo sắp xếp của ta. Hôm sau Lâm Uyển tâm trạng cực tốt bước trên đường, lại phát hiện tường thành rán cáo thị, mà nội dung khiến cô vô cùng kinh ngạc. Người này chính là người chết thay trong lời tạ kỳ sao? Tâm trạng cô xuống dốc trở về phủ, không nói lời nào mà nhíu chặt, môi mím chặt, mặt tràn đầy sự phẫn nộ. Cô giận chàng, sao có thể vì bảo vệ bản thân mà tùy tiện hy sinh tính mạng người khác? Nương tử vì chuyện gì không vui vậy? Là vì quá lâu không gặp bổn vương sao? Lâm Uyển quay người chất vấn chuyện người chịu tội thay người đàn ông lại bình thản rót cho cô một ly trà đây là trà mới nương tử có thể nếm thử đây là cách xử lý của chàng sao ánh mắt cô gái tràn đầy sự tức giận sao phải kích động thế hắn chẳng qua chỉ là một quan viên nhỏ thôi vài câu nói khiến cô gái càng giận dữ hơn chỉ vì là một quan viên nhỏ nhoi vì vậy chàng liền liền lấy sinh mạng người vô tội hy sinh để hoàn thành đại nghiệp sao lâm huyền nàng không cảm thấy là một sát thủ phi hoa các nàng nói những lời này rất nực cười sao lâm huyền đột nhiên bật dậy tạ kỳ ta rất thất vọng vì chàng nói xong liền quay đi luôn bàn tay níu kéo của người đàn ông dừng trên không trung muốn nói gì đó nhưng không nói lên lời nội tâm anh cười khổ ha ha ta còn tưởng nàng sẽ là người hiểu ta lúc này cảnh báo của hệ thống đang kêu ong ong đồng thời yêu cầu cô và nam chính tiếp tục hợp tác lật đổ hoàng hậu lâm uyển đau đầu vô cùng yếu đuối ngã vào tạ kỳ lâm uyển nàng không sao chứ anh nhẹ nhàng dìu cô gái lên ghế ngồi không sao hơi choáng váng thôi lâm uyển nàng phải biết rằng nếu muốn sống sót thì phải trở nên mạnh mẽ yếu như con kiến, thì không thể hy vọng thoi thóp lâu đâu. Nhưng đây cũng không phải lý do chàng lạm sát người vô tội. Người đàn ông búp vỡ ly trà trên tay. Sao nàng biết, hắn vô tội. Hành động của người đàn ông khiến Lâm Uyển đơ người. Cô không làm được độc ác vậy. Cô đứng dậy xông ra ngoài. Tạ kỳ, chàng không hiểu. Chàng căn bản không có trái tim. Bàn tay bị đung của người đàn ông nhốm huyết đỏ. Nhưng vết thương trong lòng còn đau hơn nhiều. Ha ha, ta không hiểu. Vậy ai có thể hiểu chứ? Bao nhiêu năm nay, chỉ có mẫu hậu hiểu ta. Từ ngày mẫu hậu qua đời, trái tim của ta đã chết rồi người đàn ông nắm chặt bàn tay không ngừng chảy huyết dường như đang nhắc nhở bản thân lúc nào cũng ghi nhớ đau khổ cùng lúc này lâm uyển sau khi điều chỉnh cảm xúc thì bỗng hơi hối hận lần này tốt rồi quan hệ dạn nứt hoàn thành nhiệm vụ thế nào đây hệ thống chất tịt đến giới thiệu nhân vật cũng không cho thật quá đáng nhưng ngay sau đó hệ thống đột nhiên hiện hình sau đó bắt đầu tải tư liệu thân thế của nam chính vốn dĩ cuộc sống anh hạnh phúc mỹ mãn bố mẹ hạnh phúc nhưng gia tộc mẫu hậu anh đều là đại tướng quân đội chiến công lừng lẫy công cao hiển hách, thậm chí nhiều lần lấn át hoàng quyền, vì vậy trở thành tâm bệnh của đế hoàng. Ông luôn ngấm ngầm chịu đựng vì vợ con, nhưng lại bị quý phi Trần Tư mê hoặc, dịp toàn gia tộc mẫu hậu anh, cuối cùng khiến mẫu hậu anh uất ức qua đời. Từ đó về sau, tiểu Tạ Kỳ liền suốt cao liên tục 3 ngày, đến khi tỉnh lại, Tạ Kỳ 8 tuổi liền bắt đầu diễn, thành một cậu bé ngốc nghếch IQ 3 tuổi, mà hoàng đế vì đau lòng lâm trọng bệnh không còn sức lực giải quyết triều chính, liền phong Trần Tư làm hoàng hậu thay ông nhiếp chính, còn Tạ Kỳ thì được phong thành chiêu vương sống ngoài cung cho tới nay lúc này những gì nam chính phải chịu khiến lâm uyển vô cùng đau lòng vốn định đến xin lỗi anh ai ngờ người đàn ông sau khi uống rượu càng đáng sợ hơn đây là chàng muốn làm gì á cô gái trợn tròn mắt mặt đỏ bừng còn người đàn ông ở trên giường thì y phục sộc sạch khiến cả người lâm uyển muốn phát điên hóa ra đêm qua lâm uyển muốn xin lỗi nên đến trước cửa phòng nam chính thì phát hiện anh đang mượn rượu giải sầu vốn định ngăn cản anh nhưng lại bị anh kéo vào người đàn ông hơi say rượu mặt ửng đỏ nương tử đêm khuya đến đây có việc gì xin lỗi chuyện ban ngày do ta quá nông nổi, ta đến xin lỗi chàng, trong mắt cô gái tràn đầy sự hối lỗi, nghe vậy người đàn ông cau mày, chúng ta vừa bắt đầu đã không hòa hợp vậy, khiến ta thật khó tin tưởng nương tử A, nghe vậy Lâm Uyển rất căng thẳng, vậy vậy chàng muốn như nào, mới tin ta, ai ngờ người đàn ông bỗng đẩy cô xuống, cô muốn vùng vẫy nhưng bị ghi chặt, bổn vương cho rằng, chỉ có hiểu nhau sâu sắc hơn, mới có thể khiến chúng ta tin tưởng đối phương, hôm sau, một tiếng kêu thất thanh vang vọng cả vương phủ, Lâm Uyển vừa tỉnh nủ bất lực quấn chặt người. Cô nhìn người đàn ông đang nủ khì khì vô cùng hoảng hốt, không phải chứ, sao mình lại nủ cùng chàng? Cô nỗ lực nhớ lại chuyện tối qua, nếu nhớ không nhầm, tên này để tin tưởng, liền kéo cô cùng anh uống rượu làm nhảm đến nửa đêm, nhưng cho dù thế nào, cô nam quả nữ ở trên một giường thực sự ngượng ngùng, nhanh chóng chuồn thì tốt hơn, nhưng chưa đi được hai bước, một bàn tay liền túm chặt tay cô, "Nương tử, sao không nủ thêm chút nữa?" Lúc này Lâm Uyển bị khuôn mặt tân tú, làm cho đỏ mặt tim đập thình thịch, đến hơi thở dường như cũng chậm một nhịp, cô rụt tay lại ngượng ngùng lùi về sau ta chẳng qua muốn hầu hạ vương ra rửa mặt thôi ai ngờ chân dẫm vào bình rượu cả người ngã ra sau người đàn ông bật dậy kéo cô lại cùng với đó là tiếng loảng xoảng hai người cùng ngã xuống đất các nhà hoàn ngoài cửa thì vô cùng kinh ngạc vì động tĩnh này sáng sớm ra tinh thần của vương gia và vương phi thật tốt trong đình lâm uyển bị ngã đau không ngừng xoa cổ nàng vẫn ổn chứ người đàn ông đột nhiên tới gần khiến lâm uyển giật bắn mình cô bị vẹo cổ không ngừng lẩm bẩm người đàn ông ân cần đưa một bình dược đến trước mặt cô cái này chị vẹo cổ cực tốt bôi một chút sẽ không đau nữa cảm ơn chàng người đàn ông vừa đẹp trai vừa ấm áp khiến lâm uyển không dám tin nhưng trái tim bé nhỏ không ngừng đập thình thịch người đàn ông ngồi xuống trước mặt cô tối nay cùng ta ra ngoài một chuyến chớp mắt nữ tử xinh đẹp trang điểm lòe loẹt đứng trước cửa vẫy gọi khách lâm uyển sững sờ nhìn người đàn ông chàng chàng đưa ta đến thanh lâu không sai đây là thanh lâu lớn nhất kinh thành xuân hương các anh đưa cô gái vào phòng bao mà bộ dạng bình thản của người đàn ông khiến cô gái thuần khiết đến từ thế kỷ 21 mươi tắt mồ hôi hột ai ngờ người đàn ông lặng lẽ chạy ra khóa cửa vào Lâm Uyển vô cùng kinh ngạc vì hành động bất ngờ này, cô xí hổ không ngừng trở thầm trong lòng, nếu càng dám làm bừa, ta nhất định sẽ cho đi chầu Diêm Vương, nhưng cô chưa kịp nghĩ nhiều, người đàn ông chạy tới ban công, "Lâm Uyển, qua đây." Lâm Uyển không hiểu chuyện gì, còn người đàn ông lúc này đã nhảy sang ban công phòng bên, cô chưa kịp lên tiếng, đối phương đã ra hiệu bảo cô đừng nói gì mau qua đây. Lâm Uyển thấp thỏm đến bên cạnh, nghe trộm câu chuyện phòng bên, trong đó là cháu của hoàng hậu Trần Tiêu, nếu muốn lật đổ hoàng hậu thì phải ra tay từ những người bên cạnh bà ai ngờ tấm phản lỏng lẻo bỗng phát ra tiếng trần tiêu phát hiện động tĩnh liền lao ra nhưng lại không thấy ai anh không bỏ cuộc đá tung cánh cửa bị khóa người bên trong mau ra đây cho ta lúc này lâm uyển đang giả làm quái thanh lâu lộ ra bờ vai trắng ngần khuôn mặt ngượng ngùng mọi người chụp đi a à. sau đó kéo rèm che kín hai người xí hổ chất đi được người đàn ông nhếch mép nữ nhân này thật biết diễn anh từ từ lên tiếng ai mà lỗ mãng vậy chủ tử của chúng ta là cháu của hoàng hậu trần gia trần tiêu ta khuyên hai người mau qua tạ tội ha ha trần tiêu ngươi thật sự cho rằng trần ra các ngươi có thể hành sự ngang ngược vậy sao trong lúc nói anh cố ý lộ ra thẻ bàn thấy thẻ bài trần tiêu vô cùng căng thẳng là người lý ra nếu biết rồi còn không mau lướt trần tiêu biết không thể động vào liền liên tục xin lỗi thời khắc đóng cửa mới thở phào nhẹ nhõm sao lại đụng phải công tử phủ thừa tướng chứ lúc này người đàn ông chỉnh lại y phục như chưa có chuyện gì xảy ra lâm huyền vẫn còn sót vội vã đứng dậy quay lưng lại với anh lúc nãy khi bị anh um tim cô suýt nhảy ra ngoài cô quay người lén nhìn anh may mà anh không phát hiện Ai ngờ người đàn ông bỗng kéo lấy tay cô, chàng chàng muốn làm gì? đương nhiên là mau chóng rời khỏi đây. Một lần nữa bị um chặt Lâm Huyền mặt đỏ tía tai, nhưng cô chưa kịp nghĩ nhiều, người đàn ông giữ cô bay xuống, cô không kịp chuẩn bị nên hét lên, cả người vùi vào anh. Một lát sau, Lâm Huyền sợ hết hồn ngồi sụp xuống. Vương gia đại nhân, lần sau trước khi phi lầu, có thể nói trước với ta một câu không? Tạ Kỳ bật cười tít mắt, Lâm Thập nhất nàng là sát thủ đầu tiên, phi lầu chút thôi cũng sợ hãi như này đấy. Cô gái liên tục xua tay, bởi vì ta sợ độ cao nghe vậy người đàn ông rất sững sờ trong đầu xuất hiện hình ảnh cô lần trước vì cứu anh mà nhảy xuống vực nghĩ tới đây mặt người đàn ông bỗng hơi ửng đỏ sau đó nói với lâm huyền thọ yến của hoàng hậu sắp tới ngày mai trần tiêu sẽ chọn người có tài vào cung biểu diễn vậy vương gia định làm gì cái này phải vất vả nương tử chút rồi lâm huyền cạn lời nhìn anh sao lại có dự cảm không lành thế vương gia điên cuồng gặp tình địch không ngờ lại dùng việc giả ngốc tuyên bố chủ quyền vừa nãy hai người kẻ trang thành người nước khác vào trần phủ để lấy được chứng cứ trần gia tham ô hai người hợp lực diễn một màn hô biến dưới sự kinh ngạc của mọi người lâm uyển biến mất từ sân khấu đã âm thầm đến phòng kế toán vào lúc cô lục lọi khắp nơi nhưng không tìm được gì thì bất ngờ phát hiện một mật thất mà nội dung sổ sách ghi chép càng khiến cô ngạc nhiên hơn không ngờ số tiền trần tiêu tham ô còn nhiều hơn vài lần trong tưởng tượng ai ngờ phía sau lại vang lên tiếng trần tiêu thân đại nhân ở đây đợi một chút bây giờ tôi sẽ đi lấy thứ anh cần lâm uyển hoảng hốt nhét cuốn sổ vào tay áo rồi trốn vào tủ lúc này thân tòng bước qua vừa nhìn liền phát hiện bất thường anh nhếch môi Trần Đại Nhân, không phiền nếu tôi lấy chút trà trong tủ chứ. Sau khi được cho phép người đàn ông bước về phía tủ, khi anh mở cửa, liền nhận ra là Lâm Huyền. Người đàn ông không lên tiếng, chỉ lấy chút trà rồi lùi lại, nhét vạt áo cô vào trong. Cho tới khi xác nhận hai người rời đi Lâm Huyền mới thở phào. Lúc này cô bước trên đường, chuẩn bị đi về phía rừng cây hội tụ với Tạ Kỳ. Ai ngờ phía xa lại vang lên tiếng ngựa gấp rút, mọi người tán loạn lùi lại nhưng có một cậu bé ngã dưới đất. Vào lúc sắp bị đụng phải, Lâm Huyền bay tới ôm cậu bé ra. Cô dịu dàng an ủi cậu bé sợ hãi vào lúc người đàn ông chuẩn bị quay người rời đi lâm uyển lại bước tới chặn anh bắt anh xin lỗi thấy vậy người đàn ông khinh thường nhìn cô sau đó định vung roi rời đi thế nhưng vừa vung roi đã bị cô gái túng chặt anh mất đi lòng tự tôn rơi xuống ngựa nửa quỳ dưới đất ai ngờ đám đông bỗng hỗn loạn vũ vệ hoàng gia tới rồi cô sợ thân phận bại lộ chỉ đành tạm thời bỏ qua tức tốc rời khỏi hiện trường còn cậu bé đứng dậy quay người nhìn người mẹ đang sợ hãi của mình anh lặng lẽ quay người lên ngựa sau đó để lại một túi xiền rồi rời đi luôn sau đó Lâm Uyển đến địa điểm hẹn nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng dáng nam chính, nhưng không ngờ có người nằm trên cây, cưng chiều nhìn nhất cử nhất động của cô, sau đó binh một tiếng, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô, người đàn ông khiến Lâm Uyển sợ hãi liên tục lùi lại, ai ngờ cô dẫm phải cành cây, khi cô suýt ngã thì được người đàn ông kéo lại, Lâm Uyển ngước mặt nhìn người đàn ông đang ôm um chặt mình, trái tim chấn động mặt đỏ bừng, tìm thấy sổ sách chưa? Giọng nói của người đàn ông khiến cô hoàn hồn, hoảng loạn vội vã lấy sổ sách ra, ở đây, người đàn ông nhìn sổ sách sắc mặt vô cùng khó coi sau đó hạ lệnh lê sương giao chứng cứ cho thân tòng lúc này lâm uyển mới biết người lúc nãy cô gặp trong mật thất là người của tạ kỳ vào lúc cô hỏi anh có hồi phủ không thì anh phát hiện bất thường um chặt cô trốn đi lúc này người đàn ông cưỡi ngựa nhìn ngó khắp nơi như đang tìm ai đó lâm uyển thấy vậy rất bối rối sao hắn lại đuổi tới tận đây tạ kỳ nghe vậy rất bất ngờ nàng biết hắn tạ kỳ nghe cô tường thuật lại sự việc biết được bản chất đối phương cảm thấy không ổn đối diện với sự nghi hoặc của lâm uyển anh giải thích người này chính là con trai của hoàng hậu trần tư nhưng ánh mắt của hai người chạm nhau lại khiến đối phương ngượng ngùng đến bất ngờ ta có cách rồi chỉ cần dùng tiết mục sở trường của chàng là được lúc này tạ kỳ giả ngốc vui vẻ chạy phía trước ta muốn bắt một con thỏ trắng thật to còn lâm uyển thì giả vờ vội vã đuổi theo sau nương tử không thấy thỏ đâu rồi hu hu không sao tướng công về nhà với nương tử nương tử bắt cho chàng một con được không cảnh tưởng hòa hợp của hai người được dự vượng thấy trọn vẹn nữ nhân này không ngờ lại là nương tử của tạ kỳ lúc này lâm uyển giả vờ ngạc nhiên quay đầu sao lại là ngươi lúc nãy may mắn tha cho ngươi một lần không ngờ ngươi còn dám đuổi theo, người đàn ông cao mày hừ lạnh, sau đó liền quay đầu rời đi. Nương tử kia là ai? Hắn a, à, là một người xấu. Hai người cố ý nói thật to, như thể sợ đối phương không nghe thấy. Lúc này Lâm Huyền bật cười ha ha, tên này cũng dễ lừa quá rồi, xịt nhỏ tiếng thôi. Cẩn thận hắn chưa đi xa. Người đàn ông cưng chiều nhìn nương tử của mình, nhưng ngay sau đó Lâm Huyền sợ người khác phát hiện liền kéo tay anh đi ra ngoài. Người đàn ông nhìn cô gái, rơi vào trầm tư. Nương tử, rốt cuộc nàng là người như nào nhỉ? cùng lúc này trần tiêu vẫn đang thưởng thức rượu ngon nhưng nhanh chóng bị hộ bộ bắt vào đại lao mà tin tức cũng nhanh chóng chuyển tới tai dự vương tên ngu ngốc này để hắn tự sinh tự diệt đi bây giờ người chỉ cần điều tra một người cho ta đó chính là nương tử của tạ kỳ lâm uyển lúc này hoàng hậu cũng nhận được tin tức nổi giận lôi đình bà ông ngờ đứa cháu này của bà lại ngu ngốc tới mức dùng danh nghĩa của bà tham ô quốc khố còn để lại chứng cứ thân tòng bước lên bày tỏ bản thân sẽ giải quyết chuyện này thỏa đáng sẽ không làm ảnh hưởng tới hoàng hậu chỉ là bản thân trần tiêu e là không thể bảo vệ được là thứ bỏ đi, hoàng hậu sớm đã không quan tâm sống chết của anh, chỉ là trước đây cấm quân trong cung đều do Trần Tiêu quản lý, bây giờ bà cần một người trung thành tin cậy lấp vào chỗ trống này, thân tòng bước lên tự tiến cử, bày tỏ bản thân sẽ hết lòng trung thành với hoàng hậu, thế nhưng hoàng hậu đã biết trước, quan hệ giữa anh và tạ kỳ quá đỗi thân mật, để điều ra thế lực đằng sau, liền phong anh thành thống lĩnh cấm quân, lặng lẽ chờ cá cắn câu, cùng lúc này, hai người đi trên đường phát hiện có người theo dõi, người đàn ông tinh nghịch giữ tay lâm huyền chi bằng chúng ta đoán xem là người do ai phái đến đi sau đó liền kéo lâm huyền chạy vào đám đông vào lúc người đàn ông tìm khắp nơi hình bóng hai người lâm huyền một chiêu thụi cho hắn bay bắn ra xa vào lúc lâm huyền bước lên chất vấn đối phương là người do ai phái tới sự việc bất ngờ xảy ra rồi anh là chiêu vương điện hạ cực kỳ khôn ngoan nhưng lại cố ý giả làm vương ra ngốc ai kiêu chỉ bằng đứa trẻ ba tuổi nhưng để cứu vợ khỏi nguy hiểm liền quyết định lộ mặt thật trước mặt kẻ địch vừa nãy lâm huyền khi biết bản thân bị theo dõi liền thụi cho đối phương một trường, nhưng khi cô ép đối phương nói ra kẻ sai khiến người đàn ông lại trực tiếp ném bùm khói và trốn khỏi hiện trường lâm huyền còn định đuổi theo bị tạ kỳ cả lại đừng đuổi nữa ta biết là người ai phái đến rồi nhưng khi quay đầu thì phát hiện lâm huyền bị bụi vào mắt anh nhẹ nhàng xoa mặt cô đừng dụi nữa để ta thổi cho thế nhưng anh đưa tại chỗ anh đỏ mặt vội vã quay người lại đưa cho cô gái khăn tay cái này hay nàng tự lau đi lâm huyền sững sờ mắt nhắm hờ nam nhân này đang đùa mình sao cô gái nước mắt ròng ròng hỏi đối phương rốt cuộc là ai người đàn ông xấu hổ đỏ mặt không trả lời chỉ bảo cô tối cùng anh đến một nơi thì sẽ biết nửa đêm nội bộ hoàng cung hai người lẻn vào cẩn thận tránh tất cả phòng vệ đối diện với sự nghi hoặc của lâm uyển tạ kỳ cong môi mỉm cười chúng ta đến trụ một người chụp người trời ơi đến lúc này rồi sao anh vẫn có tâm trạng đùa vậy chỉ thấy người đàn ông khởi động một công tác ở nơi khuất tầm nhìn đồng thời bày tỏ người ban ngày theo dõi là người của thân tòng vì anh và thân tòng đã hẹn trước còn mọi thứ trước mắt chỉ là diễn kịch cho hoàng hậu xem lâm uyển theo sát vào mật đạo chỉ cảm thấy bản thân ngày càng khó hiểu rõ tạ kỳ rốt cuộc trên người anh có bao nhiêu bí mật lúc này một người phụ nữ mặc áo choàng đen ngồi trong góc ánh đèn mập mờ nên lâm uyển không nhìn rõ khuôn mặt đối phương nghe nói bà muốn gặp ta bà nghĩ kỹ chưa đúng vậy đây là dược giải tháng sau cầm đi tạ kỳ nhận lấy dược đưa cho lâm uyển này nương tử phải uống dược rồi người phụ nữ cười lạnh quả nhiên ngươi vì cô ta nên mới không chịu hạ thủ với hoàng hậu ta không trừ khử hoàng hậu lâm uyển chỉ là một trong những lý do nhưng quan trọng hơn điều ta muốn không chỉ là nỗi sợ hãi về cái chết của bà ta mà là sự sám hối với người đã khuất, vì vậy, bây giờ có thể hợp tác chưa? Vậy ta chờ đợi thôi." Người phụ nữ từ từ ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn mờ ảo, là một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn. Lúc này Lâm Uyển lộ ra biểu cảm vô cùng kinh ngạc, sao bà ta lại là hoàng hậu? Hóa ra người này mới là Trần Tư thực sự, còn người ngoài kia là em gái giả mạo thân phận bà Trần Niệm. Hai chị em tình cảm sâu đậm Trần Tư không ngờ rằng, người em gái này của bà lại độc ác vậy, không những nhân cơ hội hạ độc bà rồi giả mạo thân phận bà, thậm chí còn nhốt bà vào đại lao vĩnh viễn không thấy ánh sáng và đứa con bà mới sinh cũng bị đối phương cướp đi, món nợ 18 năm nay cũng đến lúc phải trả rồi. Ngày thọ yến của hoàng hậu, khách mời mọi tầng lớp đều tụ tập ngoài điện, Tạ Nguyệt đến chúc thọ mẫu hậu đến trước mặt Lâm Uyển, lại gặp nhau rồi. Không ngờ vương phi còn biết võ công, ha ha ta cũng không ngờ vương gia lại ngang tàn vậy. Lâm Uyển nhìn bóng dáng người đàn ông rời đi, người em này của chàng cũng có chút khí chất mạnh mẽ, nhìn lợi hại hơn chàng nhiều. Nghe vậy Tạ Kỳ bỗng ghé sát vào tai cô, mặc dù phương diện này ta không bằng hắn, nhưng những thứ còn lại đều hơn hắn, nàng có muốn biết không? cô gái nội tâm vô cùng hoảng loạn tên này nói chuyện làm gì mà ghé sát vậy nàng xem ta giả ngốc lợi hại không ôi xin cái này cũng đáng khoe khoang sao trong đại điện trần niệm cải trang thành trần tư nhìn mọi thứ đến nay bà đã nghe chán xưng hô hoàng hậu này rồi sau hôm nay bà muốn trở thành nữ hoàng nhiệm kỳ đầu tiên của đất nước này trước mắt trong ngoài hoàng cung đều đổi thành người của bà còn thân tòng đã bị bà nhốt lại kia càng không thể đưa tin cho tạ kỳ lần này bà phải tóm hết một lượt không tha cho ai lúc này ngoài đại điện loạn hết lên bỗng nhiên cháy khiến Trần Niệm cảm thấy không ổn, nhưng khi bà muốn rút, thì bị hai cái cột đổ xuống chặn lại, khi nhìn thấy toàn bộ người của mình ngã dưới đất, bà mới nhận ra trong khói có độc, không sai, trong khói này có độc, chỉ có người sử dụng nội lực mới phát độc, Trần Niệm nghe vậy quay đầu nhìn, quả nhiên ngươi chỉ giả ngốc, vốn dĩ ta lên kế hoạch hôm nay sẽ kết liễu ngươi, không ngờ ngươi đích thân tìm đến tận cửa, tạ kỳ dơ reo găm lên trước mặt bà, hoàng hậu nương nương đến lúc này rồi, vẫn còn nằm mơ làm nữ đế sao, thân tiên sinh sẵn sàng làm quân cờ, thực tế, người thân cận nhất bên cạnh bà vài tâm phúc của bà đã là người của ta từ lâu rồi hoàng hậu nương nương kế hoạch của bà thất bại rồi trần niệm lên kế hoạch bao nhiêu năm nay không chịu chấp nhận hiện thực rõ ràng bổn cung đã quản lý bà muốn nói là quản lý cả đất nước sao ha ha nương nương thông minh vậy bây giờ chắc đã nghĩ ra là ai cho ta thế lực và mưu đồ như này rồi chứ người phụ nữ bỗng bật cười thành tiếng cho dù ngươi giết ta những thế lực kia của ta cũng sẽ khiến ngươi thành cho bụi đừng quên ta còn có tạo nguyệt báo thò cho ta người đàn ông thu tay lại đúng là ta sẽ không giết bà, vì thứ ta muốn là, khiến bà sống không bằng chết. Người đàn ông nhếch môi, Trần Tư, ồ không, phải là Trần Niệm, chỉ bằng bà quay lại xem người đằng sau bà đi. Lúc này Trần Niệm giật bắn mình hét lên, sao tỷ lại ở đây, tỷ không sợ ta giết tạo người sao. Trần Tư bị đụng trúng nỗi đau túng chặt cổ bà, ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn, tỷ 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 không được như vậy, trên người tỷ còn độc của ta, còn nữa trên người tạ nguyệt và bệ hạ cũng có, tỷ không được giết ta, Trần Tư đột nhiên thu tay lại, đương nhiên ta sẽ không giết ngươi, vì chết quá dễ dàng với ngươi rồi trần niệm vẫn muốn vùng vẫy nhưng bị tạ kỳ cho một trưởng ngất tại chỗ từng món nợ đến lúc phải trả rồi sau đó anh đứng dậy nhìn trần tư vạn hoa độc trần niệm hạ bà chắc chắn có thể giải đương nhiên sau trận cháy này ta sẽ trở lại làm bản thân mà những thế lực kia đương nhiên cũng là thế lực của ta nói xong liền đi vào sâu trong đám cháy tạ kỳ kéo tay định ngăn lâm huyền lại đây là con đường cô phải đi nếu không chịu chút khổ cực sao có thể thấy được điểm khác biệt chứ sau khi xử lý hiện trường sạch sẽ tạ kỳ cùng lâm uyển giả làm người bị hại bước ra đại điện tạ nguyệt không thấy mẫu hậu đâu không chút do so dự sông vào biển lửa lâm uyển thấy vậy hơi đau lòng tạ nguyệt không những nhận địch làm mẹ bao nhiêu năm còn bị mẫu hậu hạ độc đến giờ anh vẫn chưa biết chân tướng sự việc cô nhìn tạ kỳ đang giả ngất trong lòng tại sao mình ngày càng không hiểu nổi anh luôn cảm thấy ngày càng xa cách anh hương gia khùng điên giả vờ thành đứa bé ngốc nghếch có trí tuệ ba tuổi rưỡi đối diện với tình địch bắt đầu bảo vệ thê theo kiểu giả nu lâm uyển đứng ngoài chiều đường vẻ mặt đầy u sầu bởi đây là lần đầu lão chồng ngốc của cô lên thượng triều nhưng tạ kỳ lên triều sớm xong dáng vẻ rụt rè đầy sợ hãi ngay ban nãy hoàng đế ủ bệnh đã lâu tuyên bố quốc sự sau này sẽ do anh em hai người họ cùng xử lý tuy triều đường phản đối nhưng hoàng đế yêu triều tạ kỳ vẫn kiên quyết với quyết định đó lâm uyển nhìn thấy tạ kỳ vẫy tay về phía anh mà anh nhìn thấy cô cũng thấy vui như hoa nở vui quá nương tử tới đón a kỳ về nhà nè lâm uyển thấy thế cũng cạn lời tên ngốc này lại bắt đầu giả nu dòi tạ kỳ tiến tới với vẻ mặt cưng chiều đang định cưng nựng vợ mình thì tạ nguyệt xông tới trước gọi lâm uyển tiếng gọi vang lên đột ngột khiến lâm uyển sững sờ đệ phải gọi là vương phi tẩu tẩu không được gọi thẳng tên thế ta thích gọi thế nào kệ ta tạ kỳ phát ra tiếng kêu gầm gừ như hổ con tên của nương tử chỉ có a kỳ mới được gọi người khác không được tạ nguyệt nghe xong cạn lời a kỳ nhỏ thế e là phu thê là gì còn chẳng biết ấy a kỳ tất nhiên hiểu rồi a kỳ đã nủ với nương tử rồi a nương từng nói chỉ có phu thê mới có thể nủ cùng nhau ha ha người nghĩ ta sẽ tin ư đừng có ăn nói xà lơ nha nhóc điều a kỳ nói đều là thật đệ chỉ là con nhãi nhép lại muốn ăn cả thiên nga trắng như nương tử nằm mơ đê lâm uyển nghe mà chỉ biết đứng bên cạnh lời hai tên này ấu trĩ quá tạ kỳ ôm lấy lâm uyển ái chà chà còn không mau về là không kịp đi nủ đâu á nương tử à chúng ta đi thôi ha tạ kỳ về nhà mặt không biểu tình gì nhưng lâm uyển lại rất nghi hoặc hoàng hậu giả đó bây giờ ở đâu kế hoạch sau lưng họ là gì tại sao không nói cho tạ nguyệt biết vụ mẫu thân hắn tạ kỳ thấy không vui nàng rất để ý đến việc ta giấu hắn nhỉ nàng đang xót hắn à ta không có ta chỉ là cảm thấy lời cô còn chưa nói hết đã bị anh chặn lại nàng thấy ta âm hiểm xảo trá hơn hắn vừa hay hắn cũng đang đi theo phía sau đó nếu thương xót hắn tại sao không qua đó nói với hắn lâm uyển bị hiểu lầm đang định giải thích thì tạ nguyệt đã xông tới lâm uyển à tại sao hôm qua muội lại xuất hiện trong điện lâm uyển định giải thích là lệnh của hoàng hậu thì tạ kỳ đã chen thêm một câu qua vừa qua đó chết nhiều người lắm đấy tạ nguyệt nghe xong thấy khó hiểu thật sự do mẫu hậu làm sao tạ kỳ tiến lên chen vô giữa đệ không được nhìn nương tử ta tạ nguyệt nghe xong kêu anh tránh ra nhưng tạ kỳ giả nu vẫn quyết không tránh lâm uyển cặn lời nhìn hai người hai tên ấu trĩ đứng đó cãi nhau cảnh tượng này nó cứ phải gọi là không ố rể tí nào một tên thích diễn một tên nu thật lâm uyển không chọc vô nổi định chuồn thì bị tạ kỳ kéo áo lại nương tử đi đâu định bỏ rơi a kỳ hả diễn xuất cỡ oscar như này khiến lâm uyển cũng bó tay cố nén cơn giận nặn ra một nụ cười sao có thể chứ a kỳ hiểu lầm rồi ta sẽ không bỏ rơi huynh đâu tạ kỳ nắm chặt lấy tay lâm uyển thế a kỳ theo nương tử cùng về nhà đi nủ ha lâm uyển xù lông nội tâm đang gào thét nủ cái đầu huynh ấy ai ngờ tạ nguyệt đột nhiên nói lâm uyển lẽ nào muội không muốn dược giải của độc vạn hoa sao lâm uyển nghe xong sửng sốt hắn lại biết mình trúng độc ư tạ nguyệt nói câu giải độc xong liền xoay người rời khỏi tạ kỳ vẫn kéo lấy lâm uyển không buông a kỳ cũng muốn đi theo lúc này ba người đã tới một căn lầu lớn lâm uyển nghi hoặc vụ ta trúng độc sao huynh biết ta cử người điều tra say rồi tên này lại nói ra mấy lời này một cách quang minh chính đại thế tạ kỳ vẫn diễn dáng vẻ ta sợ quá nương tử đừng đi mà đừng đi theo người xấu vương gia của ta ơi huynh diễn hơi lố rồi đó sau đó khi lâm huyền mở cửa ra thì bắt gặp một tên cướp đang tẩn một ông lão hắn thấy có động tĩnh liền ngưng lại động tác lâm huyền còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã vung ra một mũi phi tiêu sắc nhọn mũi phi tên sắc nhọn xoẹt qua gò má cô phi thẳng tới chỗ hai anh em nhà kia hai người họ đề cao cảnh giác nên nhanh chóng né được còn tên cướp kia gõng ông lão rồi nhảy qua cửa sổ chuồn mất. tạ kỳ xông lên kéo lâm huyền định đuổi theo. nương tử đừng bỏ rơi a kỳ mà. tạ nguyệt thấy họ trốn thoát liền kêu khỏi cần đuổi theo. lâm huyền vội vàng hỏi họ là ai. tạ nguyệt nói anh ta cũng không rõ. tạ kỳ lại lo lắng nhìn nương tử nhà mình. gò má của nương tử bị thương rồi hu hu. lâm huyền trừng mắt, huynh diễn lố quá rồi đó. thì ánh mắt của anh liền trở nên sắc lẹm. dám làm bị thương người của ông, chết chắc. lâm huyền thấy thế sửng sốt đứng đờ tại chỗ. tạ nguyệt trèo lên khung cửa sổ định đi. dược giải ta sẽ tự tìm. Tạ Kỳ xoay quay nhìn anh ta, sao Dự Vương đã đi rồi thế? Vở kịch này, nếu không có ngài thì đâu còn đặc sắc. Lâm Uyển thấy thế ngẩn người, rốt cuộc huynh ấy có biết mình đang nói gì không? Tạ Nguyệt cũng vô cùng kinh ngạc, của nhiên ngươi đang gỉa vợ á hả? Tạ Kỳ lại hóa trang thành dáng vẻ đứa trẻ ba tuổi tiếp lời, mẫu hậu luôn nghi ngờ ngươi giả nu, không ngờ ngươi thật sự đang khi quân. Vẻ mặt anh ngẩn ra, khi quân là gì vậy? Trước đó nương tử có dạy ta cách ăn nói như người lớn, đề phòng bị người ta ăn hiếp, đệ đang dạy ta khi quân sao? Tạ Nguyệt cũng bó tay nhìn sang Lâm Huyền. Lâm Uyển đứng đó bị nhìn đến toát mồ hôi hột, đúng thế, đều tại ta hết, là ta dạy không tốt. Ha ha, hóa ra là thế. Tạ Nguyệt bất lực phì cười, Tạ Kỳ chớp chớp đôi mắt to đen láy vô tội, lẽ nào A Kỳ nói gì sai ư? Lâm Uyển cười đầy cưng chiều, A Kỳ không sai, A Kỳ nói gì cũng đúng hết. Ai ngờ Tạ Kỳ càng nói càng ủy khuất, đều tại A Kỳ ngốc, là hôm đó A Kỳ nói lỡ lời, cho nên hoàng hậu nương nương mới muốn thiêu chết A Kỳ và nương tử. Lâm Uyển khi này đứng hình, cái đó, sao mình chẳng biết gì hết vậy? Tạ Nguyệt nghe xong nhìn họ, vụ hỏa hoạn hôm đó là do mẫu hậu tự làm đúng thế đám lửa đó do nương nương tự gây ra đó lớn lắm đó còn thiệt mạng bao người cơ lâm uyển bị anh quay như trong chóng tên này đúng là diễn đến nghiện rồi nhưng sau đó sự cố đã xảy ra vương gia điên cuồng sát phạt quyết đoán từ sau khi gặp cô thế giới của anh đã không chỉ còn thò hận thậm chí còn vì cô mà buông bỏ tất cả ngay ban nãy họ vì để lấy dược giải cho lâm uyển vô trong một biệt viện ngay sau đó vô số mũi tên phi đến chỗ họ sau đó bị một tảng đá chèn ép, ba người chạy tháo mạng, cuối cùng dừng trước một căn mật thất, tất cả hiểm cảnh ban nãy rõ ràng là để dẫn họ tới chỗ này. Lúc họ mở cửa ra, đã có một thanh niên che mặt kín mít ngồi đó, Dự Vương điện hạ quả nhiên thông minh, không phụ sự nhọc lòng bồi dưỡng của nương nương. Ngay sau đó, bên trên rơi xuống một chiếc lồng sắt nhốt họ lại, Tạ Nguyệt nhíu mày, người cố tình để lộ tin độc vạn hoa cho ta, là để chuẩn bị mấy trò này ư? Ha ha, điện hạ là người thông minh, chỉ cần điện hạ giết ả à đó, điện hạ sẽ được như ý nguyện nghe xong tạ kỳ bước lên bảo vệ cô sau lưng không được làm hại nương từ ta tạ nguyệt nghe xong cười khinh bổn vương không nu đến mức đó lại tới đây mà chẳng có tí chuẩn bị gì từ lúc ngươi bắt đầu răng màn thì ngươi xác định rồi tạ kỳ nhìn sang tạ nguyệt với vẻ bất ngờ từ lúc nào mà nó trở nên tâm cơ thế dự vương điện hạ quả nhiên lắm mưu lược lúc hẹn gặp cố tình gọi thiệu vương và vương phi thiết nghĩ chắc điện hạ đã đoán ra người răng bẫy nhỉ muốn biết đâu có khó cho dù tạ kỳ nu thật hay giả nu nhưng nay người có thể làm lung lay địa vị của mẫu hậu chỉ có hắn nên ngay lúc bắt đầu mục tiêu của các ngươi chính là ta đúng chứ lúc này lồng sắt giam giữ họ dần nâng lên dự vương rất có khí phách tạ nguyệt nhìn ra đằng sau trước tiên ta là dự vương của nước yến sau đó mới là con trai của hoàng hậu tất nhiên ta hiểu mình cần làm gì tên đó đưa một hộp dược tới người đó nói dự vương mà không tranh thủ ra tay với thiệu vương sẽ giao dược giải cho điện hạ tạ nguyệt xoay người nói với người đó trước đó tranh giành là vì bảo vệ bây giờ đã không còn ai cần ta bảo vệ rồi tạ nguyệt rời khỏi tên đó tháo lớp mạng che ra để lộ gương mặt thật ta phụng mệnh bệ hạ ở đây chờ đợi điện hạ nhưng tạ kỳ lại nói lúc này chỉ muốn đưa lâm uyển đi long thị vệ nhíu mày lẽ nào điện hạ chỉ vì mình lâm uyển quên đi huyết hải thâm thò của nguyễn gia ư quên đi gánh nặng nhẫn nhực của bệ hạ ư đại nhân sai rồi thò của nguyễn gia hận của phụ hoàng a kỳ chưa từng quên suốt 10 năm nay a kỳ luôn giả điên giả khùng người ngoài đều nói a kỳ may mắn nhưng a kỳ biết mấy năm này đều do long thị vệ âm thầm bảo vệ ta a kỳ không dám quên lâm uyển khi này sửng sốt hóa ra chỗ dựa của tạ kỳ là hoàng thượng long thị vệ nói hoàng thượng làm thế để hai anh em cùng nhau nhiếp chính một là sợ các đại thần không phục dù sao anh lúc này trong mắt mọi người vẫn là tên vương gia ngốc nghếch vô tri hai là hy vọng có thể mượn thế lực vững chắc sau lưng hoàng hậu sau đó ra lệnh lấy dược giải độc vạn hoa ra lâm uyển khi này liền nhận ra ngay tên này chính là người theo dõi cô hôm đó chẳng trách tạ kỳ lại điềm nhiên thế hóa ra là cùng hội à vụ dự vương chúng độc bệ hạ cũng mới biết do độc hậu quỷ kế đa đoan bệ hạ lấy đó để dẫn mồi nếu dự vương có dị động sẽ giết lập tức lâm nguyễn nghe xong hoảng hốt hoàng thượng lại nhẫn tâm giết cả tạ nguyệt nhưng sau đó long thị vệ nói tỷ bệ hạ hiểu lâm nguyễn trước đó là do độc hậu khống chế nhưng vẫn hy vọng tạ kỳ cố ngắt lời long thị vệ định nói a kỳ tạ ơn phụ hoàng thứ khác a kỳ tự có tính toán có một số chuyện a kỳ sẽ không can thiệp mong ngài quay về bẩm báo với phụ hoàng giúp ta vương ra vốn mặt lạnh xoay lưng phát liền đổi sang cưng chiều lâm uyển à mau ăn đi sau này nàng không cần lo lắng về tính mạng nữa thấy cô uống dược giải xong Hòn đá đè nặng trong lòng anh đã được gỡ bỏ. Cho dù thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ nàng. Về đến Vương phủ, Thì bề ngoài Tạ Kỳ khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng như mọi ngày, nhưng trong lòng lại vui hơn mọi ngày. Điện hạ, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Thẩm Mỗ nghỉ nên giết chết độc hậu. Tạ Kỳ ngắt lời, nói mình đã quyết sẽ không thay đổi. Nhưng thân là hậu nhân của Nguyễn gia, biểu ca của Tạ Kỳ, Thẩm Mỗ vẫn không cam. Dù sao phải xử tử độc hậu mới có thể ăn nói với người đã khuất. Nhưng Tạ Kỳ không muốn tranh cãi thêm. Lâm Nguyển còn đang đợi ta hôm nay không nói nhiều với tiên sinh nữa lúc này lâm huyền đang ngồi ngoài điện chờ đợi cô vốn nghĩ mình đang bảo vệ tạ kỳ nhưng trên thực tế lại là anh đang bảo vệ cô anh hiện nay đang gánh vác đại cục chắc sau này cũng không cần cô đâu nhỉ sao nương từ ngẩn ngơ ra đó thế dưới ánh mặt trời trói mắt thân hình của tạ kỳ vô cùng đẹp đẽ cô kéo tay anh muốn về nhà cô muốn quên đi tất cả thời khắc đẹp đẽ bởi đợi hệ thống hoàn thành nhiệm vụ cô sẽ quay về hiện đại mà cô lúc đó cũng chỉ còn lại những hồi ức này thôi thẩm tùng đứng trong góc lặng lẽ quan sát tất cả từ khi vương ra gặp cô ta tất cả đã thay đổi hôm sau lâm huyền đợi tạ kỳ ở ngoài cung vừa nói vừa chơi ai ngờ tạ nguyệt đã tới sau lưng cô còn đưa dược giải độc vạn hoa cho cô tuy mẫu hậu ta hiện vẫn hôn mê bất tỉnh nhưng với sự quật cường của bà ấy vụ này bà ấy sẽ không cho qua thế đâu muội cầm lấy dược giải sau này phải cẩn thận hơn ai ngờ tạ kỳ đột nhiên xuất hiện bị a kỳ nhìn thấy rồi đệ đệ muốn cướp nương tử của a kỳ đệ đệ xấu tính ghê đấy sau đó hai người họ tay trong tay a kỳ lạc đường rồi sau này a kỳ phải dẫn theo nương tử như thế khỏi khiến nương tử đợi nữa, Lâm Uyển trả lại hộp dược cho Tạ Nguyệt, nói cô đã có một viên dược giải rồi. Ngay sau đó, trong đầu cô tự dưng vang lên âm thanh của hệ thống, cơn đau đớn kịch liệt khiến Lâm Uyển lại hôn mê, đối diện với yêu cầu để quay về hiện đại, cô phải làm thế nào đây? Gái xuyên về cổ đại, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì bị yêu cầu quay về hiện đại, nhưng cô đã thích nam chính giờ không muốn về nữa, nếu từ chối, cô sẽ mất mạng sau 24 tiếng. Nhìn cô gái hôn mê bất tỉnh, Tạ Kỳ vô cùng suy sụp, ngay cả đại phu cũng không tìm ra nguyên nhân cô ngất xỉu thân tòng coi lâm uyển như kẻ bệnh lại mừng thầm hắn nói lâm uyển là người sát thủ bên phái độc hậu cử tới giữ lại mạng sống nam chính không thích người khác nói xấu lâm uyển cô ấy là vương phi của bổn vương năm lần bảy lượt cứu bổn vương khỏi nguy hiểm nếu ta buông bỏ cô ấy đó mới là kẻ vô tình thân tòng không bỏ cuộc vẫn muốn nói gì đó thì bị tạ kỳ cắt ngang hôm đó rõ ràng thân tiên sinh biết vương phi chúng vạn hoa độc nhưng lại không bẩm báo bổn vương mong chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai thân tòng vẫn nghĩ mình không sai nếu cô đã là người kẻ địch phái tới vậy không cần để cô ở lại bên vương gia lúc này tạ kỳ hoàn toàn nổi giận cho dù là trước đây hay bây giờ hay tương lai lâm uyển đều là người của bổn vương chuyện bên ngoài còn cần tiên sinh xử lý mấy ngày này không có lệnh của bổn vương tiên sinh không cần tới vương phủ nữa người đàn ông tới bên lâm uyển trái tim vô cùng bất an chỉ cần cô có thể tỉnh lại anh sẵn sàng dành cả đời để làm chàng ngốc bên cô cho dù phải buông bỏ hận thò buông bỏ quyền lực anh cũng sẵn lòng không biết qua bao lâu lâm uyển đã tỉnh lại nhìn thấy người đàn ông bên người hình như ta nghe thấy có người nói sẵn sàng buông bỏ quyền lực thỏa hận người đàn ông vừa định nói gì đó thì bị lâm huyền cắt lời mặc dù ta mong chàng là a kỳ nhưng ta biết chàng chính là tạ kỳ người đàn ông sững sờ nàng muốn nói gì lâm huyền biết mình sắp phải rời đi cô gượng cười ta muốn nói cho dù chàng là ai ta cũng thích người đàn ông đỏ mặt trái tim rộn ràng lâm huyền toát mồ hôi hột chàng đỏ mặt gì chứ lát sau lâm huyền không nỡ nhìn người đàn ông giả ngốc vì mình nếu ta không còn chàng vẫn sẽ vui vẻ như bây giờ sao cánh hoa rơi bay vào theo làn gió tựa như trái tim cô lúc này không biết nên trôi về đâu nàng sao thế có tâm sự gì sao lâm uyển sững sờ nhìn người đàn ông rõ ràng biết anh đang giả ngốc nhưng cô vẫn không khỏi say đắm dáng vẻ đơn thuần này nàng có tâm sự thì có thể nói cho a kỳ nghe lâm uyển biết rõ mình không còn nhiều thời gian cô bèn giơ tay lên sau đó kéo tay anh tên ngốc này giả ngốc quá rồi đấy người đàn ông mỉm cười chiều chuộng có những lúc không giả vờ trước mặt nàng ta lại thấy lạ lẫm nói xong anh lập tức chuyển sang chế độ gian xảo nếu nàng không thích a kỳ có thể thử dáng vẻ khác lâm huyền kinh ngạc thôi bỏ đi nghĩ tới cuộc đối thoại của hai người trước đó khi cô còn hôn mê lâm huyền tự nhủ anh ấy bảo vệ mình như vậy chỉ là vì không muốn người khác làm trái lời mình thôi chứ không phải quan tâm tới mình đúng là vậy chắc chắn là vậy nào ngờ giây sau cô đã suy sụp làm sao giờ không thuyết phục nổi bản thân rồi vì hệ thống bảo cô quay về địa điểm xuyên không để bắt đầu xuyên không cô gái đã lấy cớ đi ra ngoài nào ngờ một mũi tên đột nhiên lao tới lúc này cô mới biết cửa vương phủ đã bị vô số binh lính bao vây không phải chứ ta mới hôn mê một ngày tạ kỳ đã ngã ngựa nhanh vậy rồi nhìn thanh đao ngày càng tới gần lâm uyển sợ hãi vội quay người đóng cửa lại cô không hiểu không phải độc hậu đã bị bắt rồi sao lẽ nào tân hậu đã phản rồi khi cô muốn tìm người đàn ông hỏi cho rõ tên ngốc là anh lại cầm con hổ chạy tới đừng chơi trò giả ngốc nữa ta chán lắm rồi nàng chán nhanh thế có mới nới cụ đấy hiểu không vậy được nếu nàng đã chán thì ta không giả ngốc nữa lâm uyển phát điên bây giờ chàng không ngốc nữa nhưng chàng đang tỏ ra kêu với ta, trời ơi, có gì khác nhau chứ, vừa nghĩ tới mình sắp phải quay về hiện tại Lâm Uyển lại đau đầu, chàng sắp bị bắt rồi, có biết không hả, người đàn ông nở nụ cười tà mị, nàng đang lo cho ta sao, kịch tính chỉ vừa bắt đầu thôi, hoàng hậu bị bỏng tới hôn mê bất tỉnh, ta ở hiện trường nên thành kẻ hiểm nghi lớn nhất, nếu hoàng hậu không có địa vị gì, vậy thế lực ẩn nấp bên dưới sẽ tin bà ấy kiểu gì, lúc này Lâm Uyển mới biết, tất cả chỉ là thủ đoạn của anh, thấy Lâm Uyển kinh ngạc, người đàn ông lại đổi thành A Kỳ nàng cảm thấy a kỳ tàn độc lắm sao so với mưu kế vừa rồi mà lật mặt của chàng mới đáng sợ đấy người đàn ông mỉm cười vậy nàng thích như vậy không phải sao lúc này trong vương phủ người đàn ông bắt lâm nguyên chơi trò trốn tìm tại sao mình nghe thấy ba hai một lại bất giác muốn trốn nhỉ mình là ai mình đang ở đâu tại sao mình phải chơi trò trẻ con này lúc này hệ thống cảnh báo thời gian xuyên không chỉ còn 8 tiếng giờ vương phủ bị bao vây kín cô bắt buộc phải nghĩ cách thoát ra mới được nhưng tại sao trốn ở đây mình lại có cảm giác tự hào nhỉ nào ngờ người đàn ông đột nhiên xuất hiện khiến lâm uyển sợ giật mình a kỳ cầm kẹo vui vẻ khoa tay múa chân lâm uyển nhìn thấy kẹo thì ngây ra chàng vừa ra ngoài mua kẹo đúng vậy mặc dù nói phải lừa người của hoàng hậu nhưng muốn ra ngoài vẫn rất đơn giản nghe vậy lâm uyển như phát điên chàng cố tình đúng không tại sao vừa nãy chàng không nói chắc chắn mình bị chúng độc tới ngốc rồi nên mới nói cho dù anh ấy là ai cũng thích tạ kỳ là tên ác ma không phải cùng một người với a kỳ cô gái kéo người đàn ông xin anh đưa mình ra ngoài sau đó khi phải chui vào hang cún cô rất nghi hoặc, chàng không lừa ta chứ, chàng chui ra từ hang cún sao, nào ngờ người đàn ông phía sau lại tỏ ra vô tội, đương nhiên ta ra ngoài bằng khinh công rồi, A à Kỳ không chui cái này, ta nhận ra rồi, chắc chắn chàng cố tình, chàng suốt ngày trêu đùa ta, đâu có, nàng vu khống cho người ta, mẹ kíp, cái từ người ta này, là từ một nam tử hán như chàng có thể thốt ra sao, bây giờ lập tức, đưa ta tới nơi có thể dùng khinh công bay ra ngoài đi, lúc này Lâm Huyền đang đi trên đường thì đột nhiên nhận ra điểm bất thường mình là một người sắp phải xuyên về hiện đại, tại sao lại nắm tay anh ấy cả chặng đường? Có anh ấy ở đây sao xuyên không được, để có thể một mình tới nơi xuyên không? Lâm Uyển đưa A Kỳ tới quán trà, rồi nói mình tới phố bên cạnh mua kẹo hồ lô cho anh. A Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, Lâm Uyển cười ha ha, nếu chàng còn ra vẻ đáng yêu nữa, ta sẽ véo chết chàng. Cô khẽ hôn lên trán anh, đỏ mặt nói đây là cách người ở quê ta nói tạm biệt, ánh mắt người đàn ông ánh lên vẻ bi thương. A Kỳ không muốn tạm biệt, A Kỳ muốn đi mua với nàng. Lâm Uyển vội xua tay từ chối chỉ là đi mua kẹo hồ lô thôi mà, ta tự đi được, nương tử trột dạ à, ai không biết còn tưởng nương tử sắp rời khỏi A Kỳ đấy, Lâm Huyền căng thẳng, đâu có, lúc này Lâm Huyền quay người rời đi không dám quay đầu lại, xin lỗi, ta không phải người của thế giới này, thân phận hiện giờ, của ta là giả, thân thế cũng là giả, tất cả đều là giả, lúc này cô vô cùng đau đớn, quay về chỗ xuyên không gào lên với hệ thống, A Kỳ tạm biệt, gái xuyên không tới cổ đại rồi gặp được chân ái, giờ cô được hệ thống báo phải quay về hiện đại, nếu không về cô sẽ chết tại đây nhưng đối diện với sự chia ly cùng người mình yêu trái tim cô đau như gieo cứa cô hận bản thân không thể làm chủ cuộc đời mình cũng không thể chấp nhận thế giới không có anh lúc này một người đàn ông đi tới phía sau cô lâm uyển đầm điền nước mắt ngước đầu lên khi nhìn rõ người tới không phải tạ kỳ cô chợt thất vọng cô đang hy vọng gì vậy hy vọng anh sẽ tìm mình sao khi cô hôn mê ta luôn đợi cô ở bên ngoài vương phủ trước đó ta đã nói với cô nếu cô không muốn ở lại kinh thành ta có thể đưa cô rời khỏi đây lâm uyển bị ép đưa đi không khỏi sững sờ đợi đã, anh ta có vẻ mặt gì vậy, mình thân với anh ta như thế từ bao giờ, ánh mắt người đàn ông ấy nấy, đều tại ta, là ta không kịp phát hiện ra thân phận của cô, sau đó, người đàn ông um chặt cô vào lòng, Lâm Huyền, đi theo ta đi, Lâm Huyền hoang mang, chuyện gì vậy, tình tiết phát triển không đúng lắm, lẽ nào là kiểu bị tiểu thúc bá đạo yêu sao, huyết choa quá, quan trọng là mình còn chưa được tạ kỳ um như vậy bao giờ, cảnh tượng huyết chóa này, đã bị tạ kỳ đi theo suốt chặng đường nhìn thấy, rất lâu trước đó anh đã phát giác ra cô muốn rời đi, anh năm lần bảy lượt muốn giữ cô lại bây giờ cô lại nhẫn tâm thế tới mức vứt bỏ cả anh nào ngờ tạ nguyệt đột nhiên hun lên trán cô lâm uyển như bị xét oánh ngang tai cô vung vẩy tay chân tát bay đối phương dám xem sỡ bà đây chết đi lúc này hệ thống cảnh báo thời gian xuyên không chỉ còn 3 tiếng lâm uyển ôm đầu đau chết đi sống lại cô đẩy tạ kỳ đang muốn đi lên ra sau đó vội chạy ra khỏi rừng người đàn ông sững sờ tại chỗ ha ha người ca ca nhìn chúng quả nhiên không bình thường lâm uyển trốn trong bụi lau vẫn thấp thỏm Tạ Kỳ không tranh được vương vị nên giờ định cấp bạn gái sao? Đúng là vô liêm sỉ. Cô mệt mỏi nằm xuống đất. Tạ Kỳ thông minh như vậy, chắc anh đã phát hiện ra mình biến mất rồi. Bây giờ anh có buồn không? Nào ngờ hệ thống đột nhiên nhanh chóng chạy về một tiếng. Mày có ý gì hả? Mới có một lúc, đã trừ hai tiếng rồi. Quá đáng lắm rồi đấy. Giây sau, thời gian xuyên không chỉ còn một phút. Lâm Uyển đau đớn gào thét. Khi cô tưởng sắp quay về hiện đại, hệ thống lại hiện xuyên không thất bại vì nguyên nhân nào đó. Lâm Uyển mất đi ý thức rơi vào hôn mê. Bên khác, Lê Sương mất dấu Lâm Uyển đang quỳ dưới đất, người đàn ông trước mặt khó chịu, đã tra ra được khê đồng hệ thống mà Vương phi nói chưa? Lê Sương nói trong số những người liên quan tới Vương phi, không có ai tên khê đồng, quốc sư của Lam quốc ở phía tây, vừa hay có tên khá giống cái tên này, ánh mắt người đàn ông hoang mang, tức là, vì hắn nên nàng mới rời khỏi ta sao? Không biết qua bao lâu, Lâm Uyển bị hệ thống bón hành tới thảm hại cô lang thang trên phố, không biết mình có nên thấy may mắn vì lần xuyên không này thất bại không, bởi vì cô không biết, lần sau hệ thống có bắt cô đi nữa không? Bỗng nhiên mạch suy nghĩ bị tiếng huyên náo trước mắt kéo về, một người đàn ông bị đám nhóc vây quanh cười chê, mau nhìn đi, ca ca ngốc ở căn nhà lớn bị tỷ tỷ đáng yêu vứt bỏ rồi, đúng vậy, chắc chắn tỷ tỷ chê hắn ngốc quá nên bỏ mặc hắn rồi, các người nói linh tinh, nương tử của ta không ghét bỏ ta, anh mặt mũi nhem nhúc như, đứa trẻ không ai cần, cô đau lòng đứng tại chỗ, tại sao, rõ ràng tạ kỳ không ngốc, thậm chí còn nhiều mưu mô thủ đoạn hơn A kỳ, nhưng sao anh phải dùng dáng vẻ của A kỳ, mặc cho lũ trẻ bắt nạt chứ nào ngờ lũ trẻ không nói lại liền bắt đầu lấy đá ném aki lâm uyển xông tới trước mặt anh ta xem ai còn ra tay nhóc hư đốn bắt nạt người ta sẽ oánh nát đu yết mấy người khi vẫn còn hơi tức giận cô quay người lau vết bùn trên mặt anh đi chàng không ngốc tại sao phải như vậy vì ta đang cược cược nàng có quay về không có nỡ để người khác bắt nạt ta không cũng may ta thắng rồi lâm uyển sững sờ nước mắt bất giác tuôn rơi ngốc ạ à. chàng thắng rồi người đàn ông mỉm cười rạng rỡ ta sẽ không thua bởi vì ta không dám thua chỉ một câu đã khiến lâm uyển khựng người lẽ nào mình chỉ là một quân cờ trong ván cược của anh sao bỏ đi vốn dĩ anh ấy đã như vậy rồi cho dù là nhà cái thì sao chứ nương tử chúng ta mau về thôi ra ngoài lâu quá sẽ dọa lũ cả đấy lâm uyển hoang mang chàng thay đổi nhanh quá uổng công ta còn đau lòng cho chàng xem ra là ta tự mình đa tình rồi a kỳ thấy vậy vội tủi thân nương tử lại ghét a kỳ rồi ta sợ chờ đợi nhất vì khi ta còn rất nhỏ ta đã phải trải qua quá nhiều lần ly biệt ta sợ chờ đợi sợ bị bỏ rơi lâm uyển khẽ vỗ đầu anh ngốc ạ à, cho dù lúc nào đi nữa ta cũng sẽ không ghét bỏ chàng lúc này lâm uyển đã quay về vương phủ lâu lắm rồi cô không thể ngủ, bị hệ thống chi phối cô sợ tới nỗi nước mắt đầm đìa khi hệ thống còn cô vừa căng thẳng vừa sợ giờ nó không còn nữa cô càng căng thẳng càng sợ hơn nào ngờ sau đó cô đã sợ tới xón ra quần người đàn ông đột nhiên xuất hiện um lấy cô gái buộc phải trở lại trang phục thời hiện đại trong cuộc sống không có bữa tiệc nào mà không tàn chúng ta luôn phải đối mặt với sự chia ly có lẽ sự chia ly đó đến vào ngày mai hoặc có thể dây tiếp theo tâm trạng bất an này khiến cô gái trong suốt thời gian dài mất ngủ và người đàn ông cũng sợ mất đi cô ấy nhân lúc cô ấy không chú ý anh này đã bỏ lên giường có lẽ chỉ khi tận mắt trông thấy đối phương mới khiến ta cảm thấy an toàn đôi mắt cô gái hiện lên vẻ đầy bất đắc dĩ và đau khổ thỉnh thoảng cô ấy mới đến đây mới có một tháng thôi mà đã khó khăn quá rồi cô ấy có thể tưởng tượng được chắc hẳn anh ấy đã phải trải qua nhiều biến cố mới tồn tại được đến bây giờ sáng sớm hôm sau lâm uyển đã thức giấc đang xử lý công văn cho a kỳ các thế lực còn sót lại trong quân đội và kyoto sau vụ đầu độc gần đây đã bị loại bỏ sau đây bọn họ chỉ cần tiêu diệt các phe phái giang hồ và thương nhân còn sót lại thôi như vậy thì tạ kỳ có thể sống là chính mình và ngừng giả vờ làm mấy chuyện ngốc nghếch trẻ trâu mãi sau này cô ấy mới nhận ra được âm mưu của kẻ thò nhà hoàn bên cạnh cô ấy được cử đến để theo dõi nhất cử nhất động của cô ấy và cô ấy có thể cảm nhận rõ ràng điều đó có sự thò địch sâu sắc trong ánh mắt của cô nha hoàn kia không ngờ lúc này a kỳ đã thức giấc nhưng anh chàng đã thay đổi khác so với đêm qua nhưng bị nha hoàn kéo qua đẩy lại tranh giành lâm uyển với anh ấy sau đó anh ấy cố tình ngã xuống đất và cảm thấy đau khổ nương tử dữ dằn quá nàng không thích a à kỳ nữa à lâm uyển nhân cơ hội này để giúp đỡ người đàn ông đứng lên ở quê của cô nàng anh chàng thừa khả năng giành giải nam diễn viên xuất sắc đã muốn thế thì lâm uyển cho chàng được ý nguyện vậy cô ấy cố ý cũng diễn với chàng trai anh ấy chắc cũng không phát hiện ra đâu thôi chết mình hát kiểu gì bây giờ mệt mỏi lâm uyển quỳ xuống đất tôi muốn ở một mình cô ấy bất ngờ quay đầu nhìn lại thấy mình trong gương bị vẽ lên mặt một hình xấu xí không ngửi được vì anh chàng này phải giả vờ là một đứa trẻ nghịch ngợm thế để tôi cho anh ấy một tuổi thơ trọn vẹn lúc này lâm uyển người luôn thích ăn uống đã mất đi cảm giác thèm ăn cô ban đầu muốn tiết lộ thân phận thực sự của mình nhưng gần đây anh ấy lại bắt đầu giả ngây giả ngô trong phủ chắc hẳn lúc này anh ấy đang gặp phải điều gì đó khó giải quyết lúc này người đàn ông đột nhiên nói rằng phi hoa các dạo này hành động thường xuyên bèn hỏi lâm uyển người xuất thân từ đó còn nhớ chuyện liên quan không lâm uyển chỉ muốn tiết lộ thân phận thật sự của mình nhưng cô ấy lại bị nha hoàn đến trực tiếp cắt ngang và giục họ ăn nhanh lên lâm uyển ném cho nha hoàn một ánh mắt sắc lẹm người này là cố ý sao sau đó cô ấy giả vờ lật đồ ăn qua lại cứ giục mình ăn mãi hay là trong mấy món này có tờ giấy gì nhỉ không ngờ a kỳ lại hất đồ ăn xuống đất lúc này cô ấy mới nhận ra bữa ăn này có gì đó đáng nghi nhìn thấy rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình thế là cô ấy đứng dậy và bắt đầu hành động trách a kỳ không hiểu a kỳ trông có vẻ khó chịu ta không thích ăn những thứ này a kỳ chỉ muốn ăn kẹo hồ lô lâm uyển lên tiếng ra lệnh cho ai đó đi mua kẹo hồ lô cho người đàn ông, nhưng xung quanh không có ai để ý đến lời cô nói cả. Hu hu hu, bỏ đi, mình là một bà vương phi đâu có thực quyền gì. Để tránh cho A Kỳ khỏi gặp nguy hiểm, Lâm Huyền cầm bát cớm lên và muốn giải quyết nó cho anh. Người đàn ông chỉ muốn ngăn cô ấy lại, nhưng lại bị Lâm Huyền ngăn lại. Cô dùng mắt ra hiệu cho anh không được lộ diện. May mắn thay, một con mèo hoang bất ngờ nhảy xuống từ bức tường trong sân, tình cờ nhảy xuống chỗ Lâm Huyền và làm vỡ cơm. Con mèo hoang đói khát chỉ cần lím một cái, liền bị chúng độc rồi sòi bọt mép ngay bên cạnh đống cơm lâm huyền kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt nếu vừa rồi tôi ăn nó thì sao ngay cả mèo cũng ngỏm được nhưng đây là cái cớ để có thể làm ầm lên người đâu trong cơm có độc nhưng cung điện không có gì ngoài tiếng la hét của cô không có chuyển động nào cả mệt thật mình hét đến nỗi cổ họng sắp toi rồi mà không ai thèm để ý lúc này tạ kỳ nói nhóm tỷ nữ và thị vệ qua một đêm lại thay người mới anh không muốn cô mạo hiểm mạng sống như ban nãy anh sợ mất cô lần nữa sau khi nghe điều này lâm huyền đã gật đầu đồng ý nhưng người đàn ông đó đã choáng váng nương tử kêu quá ở bên khác tạ nguyệt đang ngâm mìn trong nước nóng thì chợt nhận thấy sự bất thường của lâm uyển vào ngày hôm đó cô ấy hoàn toàn không nhận ra mình sau đó chim bồ câu đưa thư xuất hiện một lá thư mật báo được gửi đến khoảnh khắc mở nó ra anh hoàn toàn không tin được vào mắt mình nắm chặt lá thư trong tay anh ta cười lớn thập nhất mất trí nhớ không còn nhớ gì nữa he he sao có thể như thế được sát thủ số một của phi hoa các chưa từng xảy tay lần nào nhưng lại mất trí sao thập nhất rốt cuộc nàng đang chơi trò gì vậy ngày hôm sau lâm uyển vẫn đang băn khoăn không biết có nên nói rõ lai lịch của mình cho tạ kỳ biết hay không cậu ấy có chấp nhận được việc mình là người xuyên không không nhỉ nhưng cô ấy sợ một ngày nào đó hệ thống đưa cô về thế giới thực tại nhưng giây tiếp theo cô giật mình vì người đàn ông phía sau mình nương tử xấu tính quá sao tối qua nàng lại khóa trái cửa làm a kỳ không thể vào được thế xin đấy vào phòng người khác mà cậu cứ tự nhiên như không ấy nhỉ đừng nghĩ rằng cậu ba tuổi rưỡi thì muốn làm gì thì làm nhé tôi không mắc lừa cậu đâu nương tử không thích con người này của a kỳ nữa à ta biết rồi chắc nương tử trách ta buổi tối không làm gì cho nương tử đúng không ha ha cậu biết mới là đó người đàn ông chợt nghiêm túc nhìn lâm uyển ta nói nghiêm túc mà duy trì nòi giống cho hoàng gia là nhiệm vụ không thể thoái thác lúc này sắc mặt lâm uyển đen lại cậu thử nói lại một lần nữa xem hu hu nương tử a kỳ biết lỗi rồi lâm uyển nhìn cô hầu gái luôn lảng vảng trong ngoài phòng bọn họ theo dõi mình không rời mắt chắc xiền thưởng cũng không ít đâu sau đó cô liền um a kỳ và giả vờ dạy anh ấy cách luyện thư pháp tạ kỳ nhẹ thì thầm hỏi cô tại sao nàng không phải con gái thứ sử vậy mấy thứ kỳ quặc này nàng học ở đâu thế ở quê nàng à Lâm Uyển không quay đầu lại, nói rằng sau khi tỉnh lại thì không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó nữa. Đúng lúc hai người đang vui vẻ thì người hầu nói vọng vào, "Bẩm báo vương phi, dự vương đang ở ngoài, xin được gặp nương nương ạ." À. Trên đường đi, người đàn ông nhắc nhở cô rằng Tạ Minh là các chủ của Phi Hoa Các, vì muốn sau này có thể thuận lợi ngồi lên ngai vị nên Độc hậu đã bỏ ra không ít công sức bồi dưỡng vị đệ đệ này của ta. Lúc này Lâm Uyển chợt nhận ra, hóa ra người này là đứa con bị bỏ rơi của Độc hậu, nếu để bị phát hiện là thống lĩnh phe sát thủ, chắc chắn cậu ta không thể có được ngai vàng khi hai người tới cửa cô bé mặc y phục màu hồng bật khóc vì sung sướng trước khi lâm uyển phản ứng lại cô đã được người bên kia um lấy tỉ tỉ cuối cùng muội cũng tìm thấy tỉ rồi tỉ tỉ cũng không tìm đến muội có phải tỉ đã quên tư cầm rồi phải không lâm uyển rơi vào trạng thái bối rối ôi trời mình còn có cả muội muội sao không ai nhắc mình sao người ta đã đem tới rồi vậy ta rời đi trước nhé lâm uyển vội vàng ngăn anh ta lại bây giờ phủ chiêu vương đang bị giám sát đến nỗi một con kiến không thể chui lọt được tôi không chắc có thể đưa thêm người vào yên tâm đi những người này là người của Hoàn Hậu, đống rác rưởi này không dám ngăn cản ta đâu." Lâm Uyển cười ngượng ngùng, "Chắc tại tôi hay thương hại người khác nên tôi mới thất tạ Nguyệt cậu là anh chàng cao to ngốc nghếch." Khóe miệng người đàn ông hơi nhếch lên, "Lâm Uyển, sớm hay muộn cô cũng sẽ nhớ ra thân phận khác của ta thôi." Trái tim của Lâm Uyển chợt thắt lại khi nghe điều này, "Thân phận khác là sao?" Bạn trai cũ đang mập mờ, hay là yêu đơn phương, mắt nhìn người của Lâm Uyển chắc không tệ vậy chứ? Sau khi về cung A Kỳ vô cùng ghen tị, "Ôi ta không muốn cô gái này um vợ mình tí nào." nhìn hai người sắp oánh nhau vừa đến nơi lâm uyển giỏi quá có vẻ như trong tương lai mình sẽ không bao giờ có được một sinh nhật vui vẻ tạ kỳ nhìn người phụ nữ đang bám lấy lâm uyển tại thời điểm này tạ minh đặc biệt phái từ cầm tới đây lẽ nào hắn ta đã nghi ngờ danh tính của lâm uyển vì thế lâm uyển nàng không phải là sát thủ của phi hoa các thế thì rốt cuộc nàng là ai chính là triệu vương điện hạ kẻ giết người không chớp mắt nhưng bây giờ anh phải đóng giả một vương ra ngốc nghếch với chỉ số iq ba tuổi để làm cho kẻ thò không đội trời chung mất cảnh giác anh chàng đã diễn cùng vợ mỗi ngày cô gái dễ thương với khuôn mặt bất ngờ bước vào nhà lâm uyển quyết định thử tự nấu ăn cô gái tỏ ra không vui khi thấy chị gái bận rộn như vậy bởi vì đây không phải là công việc mà một vương phi nên làm lấy một kẻ ngốc như anh quả thực là xui xẻo suốt tám đời nương tử ơi có người mắng a kỳ là tiểu tử ngốc hu hu nhưng đây là lần đầu tiên lâm uyển nấu một bữa cơm như vậy nên cô ấy không thể tránh khỏi lúng túng nếu tư cầm là con gái của thứ sử muội muội của lâm uyển sao có thể không nhận ra tỷ tỷ của mình được cô ta do tạ nguyệt đứa đến vậy thì chỉ có thể là người của phi hoa các thôi người mà lâm thập nhất cũng quen một lát sau lâm uyển hổ thẹn mang đồ ăn nhẹ đã chuẩn bị sẵn tới tạ kỳ từ chối nếm thử với vẻ mặt khinh thường đối mặt với những lời nịnh nọt có cánh của nương tử mình tạ kỳ trực tiếp đưa cơm nắm đúc vào miệng cho lâm uyển nương tử nếm thử trước nhé lâm uyển tưởng như mình đã nuốt cả túi muối mặn khủng khiếp kim nén sự mặn chát cô cố nở một nụ cười rạng rỡ a kỳ giỏi nhất quả đất giờ còn biết chia sẻ với người khác nữa a kỳ ăn nốt đi nó thực sự rất ngon đó hừm hừm món ăn khó nuốt như này. Đã giải vờ thì dù sao cũng phải tìm được người chịu thay chứ. Không ngờ, người đàn ông đột nhiên đưa tay lau cơm trên khóe miệng cô. Sự nhẹ nhàng khiến tim Lâm Uyển đục loạn xạ. Khuôn mặt của người đàn ông ngày càng gần hơn. Cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương. Khoảnh khắc nụ hôn rơi xuống, Lâm Uyển ngay lập tức mất đi suy nghĩ. Sau đó, người đàn ông chạm lên khóe miệng mà vẫn chưa hài lòng. Hóa ra hôn con gái, lại mặn đến thế sao? Lâm Uyển đỏ mặt muốn nói điều gì đó, thì bỗng nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của em gái. Tiểu tử ngốc, người vừa mới hôn tỉ tỉ ta đúng không? Đôi mắt của người đàn ông đang bối rối trong giây lát chợt lóe lên vẻ lạnh lùng, nhưng trong giây tiếp theo anh đã trở lại hình dáng của Aki. Nương tử rất thích chơi trò thơm moi với Aki, ngày nào chúng ta cũng thơm moi mà. Tư Cầm nghe thấy liền kéo Aki đi, tên ngốc đáng ghét hư này, ngươi dám hôn tỉ tỉ của ta sao? Để xem ta rạch miệng của ngươi ra như thế nào nhé. Lâm Uyển thấy vậy vội vàng nhảy vào giữa hai người để ngăn trận chiến lại, nhưng người đàn ông lại âu yếm lau khóe miệng cho cô ấy, sau đó nói thầm vào tai cô ấy, nàng sợ ta sẽ kết liễu cô ta ư lâm uyển sững sờ tại chỗ khi thấy cậu ta biết suy nghĩ của mình khoảnh khắc vừa rồi đó biểu cảm của anh ấy đến mức cô nghĩ chuyện đó thực sự sẽ xảy ra đôi mắt của người đàn ông chợt trông như bị tổn thương nương tử vì người khác mà đẩy a kỳ ra xa lúc trước là dự vương giờ đến cả tư cầm cũng vậy tim lâm uyển thắt lại khi nghe điều này cậu ấy đang ghen tị hay là chỉ muốn chiếm hữu không ngờ người đàn ông chỉ một miếng đã nuốt chửng nắm cơm a kỳ ăn cơm nắm nương tử đừng giận ta nữa nha eo ôi mặn chất mất trong cơm nắm này chắc chắn có độc hu 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 a kỳ sẽ bị mặn đến chết mất tư cầm tinh nghịch bật cười ha 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 may mà ta thông minh cho nhiều muối vào cơm nắm cho ngươi mặn chất đi cái tội dám bắt nạt tỷ tỷ của ta à dù ngươi có muốn làm gì đi nữa thì cũng đừng hòng làm tổn thương tỷ tỷ của ta nhá tối đến lâm uyển mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi bất ngờ một con gieo găm xuất hiện kề vào cô nói đi rốt cuộc cô là ai lâm thập nhất rốt cuộc đang ở đâu lâm uyển sợ hãi toát mồ hôi lạnh cô cô bình tĩnh lại đã tôi là lâm thập nhất này cô bốc phét ít thôi lâm thập nhất nổi tiếng là sát thủ huyết lạnh cô không phải là cô ta ánh mắt của lâm huyền thay đổi cô ấy nói rằng cô ấy đã bị mất trí nhớ và không thể nhớ được gì cả tư cầm không muốn tin điều đó một người khi bị mất trí nhớ thì chỉ quên một số việc thôi không thể nào tính cách cũng thay đổi luôn được lâm huyền nghe thấy điều này cô cố gắng hết sức để tự vệ vậy tại sao cô biết tính cách thật của tôi không phải như thế là một cô gái bình thường ai chả muốn làm tiểu công chúa ai muốn luôn lạnh lùng như vậy chứ tư cầm nghe cô ấy nói thế lưỡng lự một lúc nhưng giây tiếp theo cô ta liền cởi áo khoác của lâm huyền ra dù tỷ tỷ của ta có mất trí nhớ thì cũng không thể quên ta được tuy nhiên vết bớt ở góc vai cô ấy thực sự có lúc này tư cầm đành phải tin người trước mặt này thực ra là tỷ tỷ của mình ở đâu đó trong cung điện lê sườn vừa người trở về sau cuộc điều tra bày tỏ sự không tin tưởng tìm ra danh tính của tư cầm ở phi hoa cát và ngay bây giờ cô ta còn suýt tấn công lâm huyền tạ kỳ cười nham hỉm nhẹ nhàng nói điều nhỏ nhặt này không có gì đáng sợ nếu một chút bản lĩnh này cũng không có thì cô ấy không xứng với tình cảm của ta lê sương nghe thấy tạ kỳ thì thầm với mình như thế khuôn mặt của người đàn ông chợt thay đổi nghiêm túc gọi thiệu đào về phủ có cô ấy ở đây tư cầm này chắc không thể tiếp tục làm phiền lâm uyển được nữa đâu ở cảnh khác tư cầm người đã luôn kìm nén cảm xúc của mình giờ đây đang ôm lâm uyển khóc lớn muội xin lỗi tỷ tỷ chỉ là tư cầm sợ tỷ tỷ không còn nữa thì sẽ ra sao nếu không có tỷ tư cầm sẽ không còn người thân ở thế gian này nữa lâm uyển nhẹ nhàng ôm um cô ấy vào lòng đúng lúc cô đang định an ủi thì tiểu nha đầu kia đột nhiên hỏi vì tỷ đã mất trí nhớ, ngay cả dự vương tỷ tỷ cũng quên rồi sao? Lâm Uyển cảm thấy xịt keo ngay lập tức sau khi nghe điều này, không phải chứ, chẳng lẽ trước đây dụ vương thật sự có liên quan gì với Minh sao? Vậy thì anh ta giỏi giả vờ lắm phải không? Hai anh em nhà này đều là sinh viên chuyên ngành điện ảnh sao? Hành động như không có gì vậy, lần tới, như mọi khi A Kỳ đưa nương tử mình đi diễn kịch trong nhà, và có một người phụ nữ đang theo sau họ, Tư Kỳ nhanh chóng tóm lấy người phụ nữ, nhưng đối với vấn đề này, Lâm Uyển đã quen với điều đó từ lâu không sao chắc cô ta chỉ đi ngang qua thôi bỏ qua để cô ấy đi đi cô gái đáp lại bằng một nụ cười nhưng khi Lâm Huyền rời khỏi đó một giây sau Tư Kỳ liền lật mặt nhanh hơn bánh tráng nói đi rốt cuộc ngươi là người của ai phái tới đây ở nơi khác một người phụ nữ mặc đồ đỏ đang cầm kéo tỉa hoa của cây cảnh nô tỳ bên cạnh nói nương nương người chúng ta phái đến đã bị phát hiện rồi ha ha vậy sao vậy thì ta sẽ trực tiếp đi gặp cô ta ta muốn tận mắt xem xem rốt cuộc là ai mà có thể chiếm được trái tim của Vương gia vương gia cả đời nổi danh, không ngờ rằng, người bạn tâm tình mình đã nuôi dưỡng bao năm nay, thế mà suýt kết liễu vợ mình. Vừa rồi, đột nhiên có một người nổi tiếng đến cung điện, tuy nhiên, điều làm Lâm Uyển ngạc nhiên là, người phụ nữ quyến rũ này thực chất là vợ lẽ của vương gia, và cô ấy đã kết hôn với ngày ấy từ 7 năm trước rồi. Lâm Uyển người không biết bất cứ điều gì trước đây cảm thấy hoa đá, không thể chấp nhận được, anh chàng này thực sự đã có một cô vợ nhỏ ở bên mình bấy lâu nay, tại sao không ai nói với mình nữa chứ? Sau khi đã vấn an xong Thiệu Đào lịch sự chào tạm biệt Lâm Uyển, khi Thiệu Đào đến phòng khác, liền phát hiện thuộc hạ của mình đã bị đối phương đánh thành đầu heo người phụ nữ vô cùng tức giận khi nhìn thấy điều này cả hai đều là quân cờ của điện hạ cô ta dựa vào cái gì mà dám coi nhẹ ta thiệu đào lẻn ra khỏi cung điện và đến một hang động cô ta đang hiểu lầm rằng vương gia đột nhiên gọi mình về phủ trông chừng lâm uyển chắc có ý bảo mình trừ khử cô ta chỉ cần trừ khử được người phụ nữ này ta sẽ là người tin cậy nhất của vương gia ta sẽ không còn là tấm lá chắn mà mọi người hay bàn tán là người đàn bà lửng lơ nữa ta sẽ là nữ quân sư số một dưới trướng vương gia tất cả đều là của thiệu đào ta ha 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 nhưng cô ta rất nhút nhát chỉ sau khi bước được vài bước đã rất sợ hãi thậm chí ả à ta còn sợ hãi trước côn trùng trong hang và trở nên không tự chủ được lúc này có một người đàn ông đang ngồi sâu trong hang với đôi mắt lạnh lùng ta cứ nghĩ chắc vương phi nương nương bản lĩnh lắm mới tìm đến đây nhưng không ngờ chỉ có một rễ cây đã làm nương nương rụt rè đến vậy người phụ nữ kia đã bị dọa sợ đến mức phát khóc sĩ tử có thể ngỏm chứ không chấp nhận bị sĩ nhược, ta sẽ giảm nửa bạc cắt nửa bạc nhé trong cung điện người phụ nữ trốn trong góc im lặng quan sát mọi hành động của lâm uyển vương gia của ta phải chịu khổ rồi ngày nào cũng phải diễn kịch với hai tên ngốc này để xem hôm nay ta trừ khử cô thế nào nhé. vì vậy cô ta đã thả con rắn độc nhận được từ thầy phù thủy. lúc này trong phủ vang lên tiếng la hét. người phụ nữ cười với vẻ mặt đầy tự hào. nhưng khi cô ta nhìn lại chỉ thấy lâm huyền đang bắt rắn với vẻ mặt thích thú. ảo tưởng của cô tan vỡ và cô ta hóa đá ngay tại chỗ. con rắn cô ta sợ nhất thực ra nó giống như một món đồ chơi trong tay lâm huyền. khoảnh khắc lâm huyền buông tay con rắn bỏ chạy lao thẳng vào chân trác phi và người phụ nữ bị rắn bỏ phải đã tốc biến khỏi chỗ đó thật nhanh sao chắc phi lại ở đây nhỉ có một âm thanh thất thanh vang lên cứu với y một lát sau người phụ nữ bất đắc dĩ lại xuất hiện dù sao cô ấy cũng là vợ lẽ của chiêu vương gia cũng là người hiến kế của chiêu vương nữa cô ta cũng chính là chủ tịch hội hỗ trợ tạ kỳ ba tuổi chỉ cần lâm huyền uống bát canh độc này dù chỉ một ngụm nhỏ sẽ cô ta không ngờ lâm huyền đột nhiên xuất hiện từ phía sau thiệu đào đang làm việc lén lút sợ hãi tột độ cô ta trực tiếp đánh đổ món súp độc trong tay làm sao đây hình như mình uống phải thuốc độc rồi hu 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 lâm huyền bối rối bước tới thì bỗng nhìn thấy thiệu đào với vẻ mặt sợ hãi ta đã uống chút thuốc nào chưa ta đã uống chút thuốc nào chưa vậy trả lời đi chắc là uống rồi đấy lâm huyền hỗn loạn đáp lại giây tiếp theo người phụ nữ tốc biến chạy vào nhà hu 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 ta sắp hẹo rồi ta đã vô tình uống nó thuốc độc do chính tay ta tự pha chế hu 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 đồng thời bên này lâm huyền đột nhiên cảm thấy bụng đau dữ dội cô ấy không hiểu nổi mình đâu có uống bát canh độc đó đâu nhỉ bụng mình đau quá đối mặt với lâm huyền đang bất tỉnh người đàn ông vô tâm vẫn đang chơi với con búp bê trên tay mình Điều này gần như khiến Tư Cầm cảm thấy rất tức giận, nếu như tỷ tỷ ta có mệnh hệ gì, nhất định ta sẽ giết ngươi để ngươi xuống hoàng tiền bầu bạn với tỷ ấy. Không ngờ thân tiên sinh lại bất ngờ xuất hiện, anh ta nói rằng có thể chữa khỏi bệnh cho Vương phi, ở con người anh ta toát lên khí chất thanh tao. Tư Cầm sững sờ trong giây lát, người này, ăn nói dịu dàng dễ nghe thật đó. Tiểu A Kỳ bên cạnh hợp tác vỗ tay, đúng vậy, đúng vậy, y thuật của thân tiên sinh giỏi lắm, còn chữa được bệnh cho cả tiểu hoàng nữa. Ngoài tiểu hoàng ra, còn có tiểu hoa, tiểu hắc, tiểu bạch tiểu thân tiên sinh đang chuẩn bị hành lễ với vương gia thì lại bị tư cầm kéo đi mất vương gia cái quái gì chứ hắn là một tên tiểu tử ngốc thôi kệ hắn đi mau qua đây xem bệnh cho tỷ tỷ ta trước đã một lát sau thân tùng nhìn cây kim bạc bị đen đi nói rằng vương phi vừa bị đầu độc không có gì nghiêm trọng khi nghe điều này tư cầm bùng nổ ngay tức khắc chúng độc mà ông bảo không nghiêm trọng à lại còn nói thế ngươi nói chuyện không để ý tới cảm xúc của người khác sao ý tôi là độc trên người vương phi có thể trị khỏi bằng thuốc chỉ cần tìm vu cổ sư người đã hạ độc là được Tư cầm nghe vậy liền hỏi vị trí của vu cổ sư. Tiểu A Kỳ vỗ tay vui mừng nói. A Kỳ biết đó, hắn ở động bàn sơn. Nhưng giây tiếp theo tạ kỳ trở lại dáng vẻ nghiêm túc. Cho nên, cô muốn đi tìm thuốc giải sao? Khi tư cầm nhìn thấy điều này, cô ấy nhận ra người đàn ông này đang giả vờ ngốc nghếch. Nhưng cảnh tượng này khiến thân tùng ngạc nhiên. Anh ta không ngờ vương ra lại lộ bộ mặt thật vào lúc này. Và làm sao anh ấy có thể tin tưởng cô gái này được? Lúc này tư cầm nóng lòng vội chạy ra ngoài tìm thuốc giải. Thân tùng bối rối nhìn bóng dáng rời đi của đối phương. Ta còn chưa nói xong mà ta biết thuốc dài ở đâu đó lúc này tạ kỳ đột nhiên nhìn về phía thân tùng nếu như ta nhớ không lầm ta đã từng nói với thân tiên sinh rằng nếu không có việc gì thì không cần đến vương phủ thân tùng thấy thiệu đào được gọi về phủ nghĩ rằng vương gia có kế hoạch nào đó không ngờ được vương gia chỉ dùng cô ta để kích động vương phi thân tiên sinh mặc dù rất thông minh nhưng không hiểu nhiều về tình cảm nam nữ rồi ta sẽ không gài ai vào để thăm dò tình cảm của lâm uyển dành cho ta đâu thiệu đào có việc khác để làm thật đáng tiếc là thành công thì ít thất bại thì nhiều thân tiên sinh xuất hiện đúng lúc như vậy không lẽ cũng âm mưu với thiệu đào hạ độc lâm uyển vương gia hiểu lầm thân tùng rồi thần không bao giờ cùng phe với người nu ngốc đâu chỉ có vương gia mới nể tình bạn hồi nhỏ mà giữ người đàn bà ngốc nghếch đó bên cạnh thôi ngày trước thiệu đào là con át chủ bài của vương gia cô ta hành động ngang ngược trong phủ đánh lừa được tai mắt của hoàng hậu cũng coi như dùng được việc lúc này lâm uyển khi hôn mê bất tỉnh mới phát hiện hệ thống đang hỗn loạn sau đó hệ thống đã ngắt kết nối với cô ấy một lát sau lâm uyển đột nhiên mở mắt tỉnh lại cô ấy vô thức hét lên hệ thống điều này khiến người đàn ông bên cạnh cảm thấy lo lắng lại là hắn rốt cuộc khê đồng có quan hệ như thế nào với lâm huyền mà ngay cả khi mất trí nhớ lâm huyền vẫn nhớ mãi không quên được hắn lúc này tư cầm đã quay trở lại đá cửa mở ra tên thị vệ chất tiệt dám ngăn không cho ta ra ngoài khi biết lâm huyền đã tỉnh cô ấy lập tức lao về phía trước hu hu tỉ tỉ à tư cầm còn tưởng tỉ sắp ngỏm rồi tỉ tỉ muội nói cho tỉ nghe nè tên ngốc này cứ giả nu mãi thôi hắn giả ngốc để trêu đùa tỷ thôi hu 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 nương tử cô ấy lại gọi ta là đồ ngốc nữa rồi lúc này trong hang bàn sơn phía sau núi vu cổ sư đang bị bón hành sống dở chất dở ông ta cầu xin người đàn ông trước mặt tha mạng cho mình tiên sinh đã lợi dụng sự ngu ngốc của trác phi để hạ độc lên y phục của cô ta ông đã khiến người tôi yêu bị liên lụy đáng lẽ ông phải đoán được chuyện gì sẽ xảy ra với mình chứ lúc này người đàn ông trông như vừa bước ra từ cánh cổng địa ngục có một con đường dẫn đến thiên đường nhưng anh ta không đi theo nó không có cửa địa ngục thì ta cứ đâm đầu mà lao vào thôi đi vào đi đốt nơi này cho ta người đàn ông nhìn thanh kiếm dài nhuộm đỏ huyết trên tay hạ thủ người không làm cho ta vui vẻ được nhưng nó có thể giúp chúng ta sống sót trong quá khứ ta làm thế là để báo thò nhưng sau khi gặp được nàng chỉ vì muốn bảo vệ nàng thôi ta muốn làm a kỳ hồn nhiên vui vẻ trong lòng nàng nhưng ta biết ta không thể làm được chàng trai nghĩ rằng mình có đủ năng lực để bảo vệ người mình yêu cô lại vì cứu anh mà bến mất khỏi thế giới của anh mới vừa lúc nãy hoàng hậu vừa mới tỉnh lại đã gọi lâm uyển vào cung bà bảo lâm uyển cùng chiêu vương đi tới chùa pháp hoa cầu phúc cho nhân dân dụ thế lực cuối cùng của độc hậu xuất hiện để diệt cỏ tận gốc hôm họ đi cầu phúc bách tính đã tập trung bên ngoài chùa pháp hoa mà trong đây chắc chắn có thế lực của độc hậu chàng trai nghịch con hổ bông trong tay nói mình đã trừ khử cả phi hoa các rồi từ nay trở đi sẽ không còn ai biết tới thân phận của lâm thập nhất lâm uyển thấy khá bất ngờ anh để ý tới thân phận của tên sát thủ đó tới vậy sao nếu như cô nói cho anh biết mình là người hiện đại anh ấy cũng sẽ để ý như vậy sao sau khi xe ngựa dừng lại hòa thượng dẫn đường cho họ đã đợi sẵn ở ngoài lúc này hai người được đưa vào rừng tre mới nhận ra đối phương định ra tay ở nơi này để đối phương lơ là cảnh giác vợ chồng diễn viên này đã vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ rất nhanh sau đó có rất nhiều sát thủ đã xuất hiện nhìn thấy người phụ nữ đang bảo vệ mình ánh mắt của tạ kỳ trở nên sắc bén nương tử việc nặng nhọc như giết người này vẫn nên để ta làm thì hơn thấy vậy đám sát thủ thấy không vui chiêu vương quả nhiên đang giả ngốc lừa dối người đời lâm Nguyễn cố tình đứng trước mặt tạ kỳ ta biết các ngươi là người của độc hậu nếu biết điều thì mau đầu hàng đi mấy người khoái chí đi tới hôm nay các ngươi đừng hòng sống sót rời đi thấy thời cơ đã chín muồi lâm uyển liền kéo tạ kỳ sang một bên ngay sau đó cái lưới giấu dưới đống lá khô đã trói chặt mấy người lại lâm uyển rất vui xin lỗi nhé sau đó cô đã chắp tay xin tạ tội với phật tổ con giết người trước cửa chùa xin các vị thần linh đừng trách phạt chuyện này không liên quan gì tới a kỳ cả tạ kỳ đứng đơ ra nhìn cô nghĩ thầm người phụ nữ này chỉ có nghĩ cho anh nhưng ngay sau đó cô đã vui sướng nâng mặt anh lên xin lỗi a kỳ ta biết chàng muốn tự ra tay nhưng ta đã hứa với tân hậu rồi a kỳ kể từ hôm nay chàng không cần giả ngốc nữa chàng có thể làm chính mình một cách đường đường chính chính. Hành động bất ngờ này làm mặt anh đỏ ửng, nhưng anh còn chưa kịp tận hưởng hạnh phúc này, có một mũi tên đã bắn vào người Lâm Uyển. Cô giật mình, "A Kỳ, trong rừng có mai phục, mũi tên này có độc, chúng ta phải mau chóng rời đi." Nghe thấy có độc tạ kỳ đã dùng mình, anh cứ nghĩ rằng mình đã có đủ khả năng bảo vệ cô, nhưng bây giờ, cô lại bị thương vì anh. Thấy kẻ địch tới ngày càng gần, Lâm Uyển cố nén đau bẻ gãy mũi tên, thấy vậy tạ kỳ rất đau lòng, "Lâm Uyển mau đi đi, nơi này để ta giải quyết." nhưng lâm uyển chỉ muốn bảo vệ anh lại rút kiếm từ trong ô ra và bảo anh mau rời đi lúc này lê sương đã dẫn theo người tới nơi nhưng sau một lúc đọ sức thích khách lại không giảm bớt mà ngày càng đông hơn rõ ràng lúc trước đã sắp xếp ổn cả tại sao lại vẫn như vậy nhìn thấy cứ tiếp tục như vậy tình hình sẽ trở nên bất lợi lâm uyển liền muốn tách tạ kỳ ra nên cô nói mình ở lại phòng thủ bảo anh tìm cơ hội đi ra vòng ngoài kiểm tra tình hình nhưng anh không chịu rời đi lúc trước mỗi lần bỏ nàng lại ta đều rất hối hận lần này ta sẽ không rời xa nàng đâu lâm uyển lúc này có thể cảm nhận được anh đang sợ mất đi cô hóa ra cô vẫn chưa cho anh đủ cảm giác an toàn cô kéo tay anh a à kỳ ta sẽ không sao đâu đợi chàng an toàn quay lại ta sẽ nói cho chàng biết một bí mật một bí mật liên quan tới thân phận thật sự của ta nhưng ở trước nguy hiểm anh không quan tâm những thứ này ta không muốn nghe ta chỉ biết bây giờ nàng đang bị thương anh còn chưa nói xong lâm uyển đã quay người đánh bay thích khách yên tâm đi cho dù bị thương ta vẫn có thể đối phó mấy kẻ yếu đuối này Tình hình này cho thấy chắc chắn là xung quanh đã xảy ra vấn đề, vì đại cục, chàng phải đi kiểm tra xem. Khi cô đã liều mình mở đường cho anh, Tạ Kỳ chỉ có thể nghiến răng, quay người chạy ra ngoài. Lâm Uyển đợi ta, nàng nhất định phải đợi ta quay lại. Lâm Uyển lúc này cầm kiếm lên, ta là sát thủ đứng đầu Phi Hoa Các, chỉ dựa vào các ngươi. Nhưng ngay sau đó, đám người mặc đồ đen này đã bao vây cô. Trời, không có đạo đức võ nghệ, các ngươi đông quá đó. Khi cô đang dốc hết sức để chống đỡ, vì chỉ có một mình, nên cô nhanh chóng thua trận nhưng khi nhìn thấy người tới cô đã vô cùng ngỡ ngàng đã lâu không gặp vương phi điện hạ người cố tình cử nhiều thích khách như vậy mục đích là để dụ tạ kỳ rời đi thân tùng đã đẩy cầm cô lên vương phi quả nhiên thông minh chỉ tiếc là hôm nay ngươi phải chôn xác ở đây lâm uyển cảm thấy khó hiểu người rõ ràng là người của tạ kỳ tại sao còn muốn giết ta nhưng ngay sau đó cô đã kiệt sức và ngã xuống đất thấy vậy thân tùng cười đầy đắc chí ngươi mà sống sẽ chỉ làm cho tạ kỳ mất ý chí chiến đấu không muốn đoạt quyền chỉ khi ngươi chết mới có thể làm hắn cảm thấy căm hận giúp hắn quay về làm chiêu vương điện hạ huyết lạnh quả quyết lâm huyền nhăn mày nhìn chằm chằm vào thân tùng tạ kỳ như vậy thật sự tốt sao là tốt hay xấu cũng không liên quan tới ta huống hồ ta chỉ được có chút quyền thế này từ chỗ độc hậu chút thế lực này nào có đủ chỉ khi khiến tạ kỳ và tạ nguyệt chiến nhau ta mới có thể có được thứ ta muốn lúc này lâm huyền mới biết được mục đích của hắn là muốn có quyền lực thân tùng đã giơ tay lên sau đó định lấy mạng lâm huyền nhưng ngay sau đó có một mũi tên đã đun xuyên qua tay hắn lúc này tư cầm hớt hải chạy tới chỗ lâm uyển nhìn thấy tỷ tỷ đau đớn như vậy cô vô cùng căm hận không ngờ tiên sinh mà ta nghĩ luôn cứu giúp người khác lại là một ác ma lúc này thân tùng hơi bất ngờ kế hoạch mình đã ấp ủ từ lâu lại bị nhóc phá hỏng xin lỗi ta làm ngươi thất vọng rồi nhưng chỉ một mình nha đầu nhà ngươi còn mong có thể dẫn ả thoát được sao đừng nằm mơ nữa tư cầm cười nhạt ta đã nói ta chỉ tới một mình từ lúc nào chứ tiếng động bất ngờ đã làm cho đàn chim bay toán lọ ẩn thân tùng giật mình có dự cảm không lành phía bên này chiếc xe ngựa lao nhanh trong rừng mà trong xe ngựa một người đàn ông đang nắm chặt tay lâm uyển ánh mắt của anh tỏ rõ sự đau lòng và ái náy xin lỗi đều tại ta đã tìm thấy muội quá muộn lâm uyển mơ hồ nhìn không rõ người trước mặt cô thều thào hỏi mình đang đi về đâu người đàn ông hơi mở mồm ra chúng ta về nhà ngôi nhà thật sự của muội lúc này tạ kỳ quay lại vô cùng đau đớn người quan trọng nhất trong đời anh đã không còn ở đây chàng trai có được cả thiên hạ nhưng lại mất đi người phụ nữ mình yêu nhất anh đã tìm khắp mọi nơi cô có thể đi nhưng không tìm thấy dấu vết nào về cô Lúc này, anh tha từ bỏ mọi thứ để cô quay lại, thân Tùng Mưu Mô như ngồi trên đống lửa, thậm chí còn không màng khuyên ngăn xông thẳng vào thư phòng của Tạ Kỳ, khuyên anh đừng có bỏ bê chuyện lớn vì tình cảm nam nữ, Tuy thế lực của Độc Hậu đã bị xóa bỏ, nhưng vẫn còn phải giải quyết sự vương, Tạ Kỳ nhăn mày, không muốn nghe thêm câu nào. Sau khi thân Tùng rời đi, có một bóng người đi ra từ sau tấm bình phong, hắn đúng là con rắn độc Mưu Mô mà, nhưng hình như hắn đã quên mất một chuyện, đó chính là tình cảm giữa huynh đệ ta, tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Thân Tùng là gián điệp hai mang, thế lực còn lại của độc hậu và đám tay chân của nguyên gia đều nằm trong tay hắn chả trách hắn vẫn có dáng vẻ của quyền thần đứng đầu dã tâm cực lớn theo đệ thấy mục đích cuối cùng của hắn chắc là ngai vàng nhưng tạ kỳ như mất đi linh hồn không nói gì cả làm cho tạ nguyệt tức tới nỗi giơ tay lên đệ đã hiểu cả rồi huynh đang cố tình muốn lười biếng nên mới đẩy ngai vàng sang cho đệ đúng không rõ ràng huynh mới là chữ quân mà phụ hoàng và mẫu hậu coi trọng huynh lại cố tình lười biếng tạ kỳ cúi người nhìn xuống con hổ bông mà lâm huyền làm cho anh thiên hạ này sớm đã không phải thứ ta muốn thấy vậy tạ nguyệt rất bất lực lẽ nào huynh vẫn đang đợi nàng ấy sao từ rất lâu trước đó nàng ấy là lâm thập nhất của phi hoa các lạnh lùng huyết lạnh sau đó lâm huyền tới bên cạnh huynh rất khác ngay từ lần đầu nhìn thấy lâm huyền đệ đã biết nàng ấy không phải lâm thập nhất lâm huyền ở bên cạnh huynh trở nên cởi mở hơn chắc hẳn nàng ấy đã rất vui khi ở bên cạnh huynh sau chuyện hôm đó chỉ tìm thấy vết huyết của nàng ấy ở trong rừng tre đệ đã dùng tất cả các thế lực cũng không tìm thấy nàng ấy liệu lâm huyền có phải đã không đâu ánh mắt của tạ kỳ vô cùng kiên định với tính cách của thân tùng nếu hắn đã thật sự giết lâm uyển hắn đã sớm mang sắc tới cho ta thấy để ta không còn hy vọng nữa huống hồ tư cầm đó cũng đã biến mất tạ nguyệt nhăn mày lúc trước độc hậu sợ nàng ta gả vào chiêu vương phủ sẽ bị huynh phát hiện nên đã hủy hết mọi thông tin của lâm thập nhất ở phi hoa các nửa tháng trước độc hậu đi gặp ông bà không thành tinh thần hỗn loạn bây giờ tư cầm cũng mất tích thiên hạ này e rằng đã không còn ai biết được thân phận thực sự của nàng ấy nữa phía bên này tại nơi nào đó ở lam quốc lâm uyển màn tạ kỳ đang vất vả tìm kiếm đang ở đây mà bên cạnh cô có một người đàn ông, do Lâm Uyển bị trúng độc nên đang hôn mê, thế nên ngày nào anh cũng tới chăm sóc cô, mỗi khi nghĩ tới những khó khăn mà cô đã phải trải qua, anh đều rất đau lòng, kể từ hôm nay, ta tuyệt đối không cho phép ai làm tổn thương muội nữa. Một tháng sau, Lâm Uyển mở mắt ra cảm thấy mình đã có một giấc mơ dài, trong mơ cô tới một nơi xa lạ, nhưng khi cô nhìn sang xung quanh cô vô cùng hoảng loạn, môi trường xa lạ cùng với một đám người không quen biết, khi nha hoàn gọi cô là công chúa, Lâm Uyển đã đờ ra, công chúa gì chứ? lẽ nào mình lại xuyên không rồi sao mà nghe thấy âm thanh tư cầm đã đẩy cửa đi vào chạy xa vào vòng tay lâm uyển và khóc to tốt quá rồi cuối cùng tỷ tỷ cũng không sao rồi nhìn thấy người quen lâm uyển đã thở phào may quá mình không có xuyên không đúng là suýt nữa bị dọa chết mà lâm uyển lúc này vẫn rất ngơ ngác đây là đâu tạ kỳ đâu chàng ấy vẫn ổn chứ nghe thấy tư cầm nói anh đã trở thành nhiếp chính vương oai phong lẫm liệt của khánh quốc cô mới yên tâm lâm uyển nhìn vào bản thân ở trong gương bây giờ cô là thập nhất công chúa của lam quốc nhưng cô luôn cảm thấy không đúng lắm. Sau khi sửa soạn xong, Tư Cầm vui tới nỗi hai mắt sáng rực, công chúa điện hạ thật xinh đẹp, Lâm Uyển đã véo má cô, lúc trước không phải ngươi luôn gọi ta là tỷ tỷ sao? Tư Cầm ôm mặt tỏ vẻ đáng thương, người ta chỉ là muội muội tạm thời thôi, ở trong cung, muội chỉ là cung nữ của công chúa mà thôi. Lâm Uyển hỏi mình đã nủ bao lâu rồi, nghe thấy mình đã nủ một tháng, cô muốn nổi điên lên, tại sao? Tại sao sau khi tỉnh lại mọi thứ đều thay đổi vậy? Phía bên này, Lê Sương đang vội vàng tới tìm vương gia, Nói mình đã tìm thấy tung tích của Vương phi, mà nghe thấy vậy Tạ Kỳ đã giật mình, vốn dĩ Lam quốc phía Tây luôn muốn bắt tay với Khánh quốc, nên đã cử sứ giả đưa tranh của công chúa tới Lễ bộ, mà quan Lễ bộ phát hiện, công chúa này rất giống Vương phi, nghe thấy vậy anh lại thấy hơi sợ hãi, sợ người trong tranh không phải người mình đang mong ngóng, anh run rẩy mở từ từ cuộn tranh ra, khi nhìn thấy người trong tranh, đầu anh không nghĩ được gì cả, Tạ Nguyệt tò mò ghé lại nhìn, nữ tử trong tranh nhìn trông hình như nhỏ tuổi hơn Lâm Uyển, đây thật sự là Lâm Uyển chúng ta quen sao, liệu có phải chỉ là trùng hợp hay không? Tạ Kỳ mỉm cười, có phải trùng hợp hay không? Kiểm tra là biết, nếu như sứ thần Lam Quốc đưa bức tranh tới ngỏ ý kết minh, vậy khánh quốc ta cử sứ thần đi gặp đối tượng hòa thân, cũng là điều hợp lý. Huynh nói có đạo lý, nhưng không phải huynh đã có vương phi rồi sao? Anh mỉm cười, Lâm Uyển, lần này, ta sẽ không buông nàng ra nữa. Tìm được vợ, anh chàng đã không ngại xa xôi tới nước khác xem mắt, làm cho cô vợ rất tức. Mới vừa lúc nãy, cô gái xuyên không tới mới được biết, nguyên chủ là thập thất công chúa không được yêu quý của Lam Quốc, mà mẹ của cô đã bị các phi tử khác vu oan bị đày vào lãnh cung từ nhỏ nguyên chủ đã bị ghẻ lạnh mong muốn lớn nhất chính là có một ngày có thể đưa mẹ ra khỏi lãnh cung cuối cùng sau khi trốn được khỏi đất nước cô quyết định làm giả thân phận vào phi hoa các để tiếp cận hoàng tử tạ nguyệt của khánh quốc và muốn mượn tay tạ nguyệt để làm chấn động lam quốc nhưng lại bị độc hậu tính kế gả cho chiêu vương tạ kỳ và đã mất mạng vì chuyện này những cú ngoặt gấp này làm cho lâm Nguyền muốn nổi điên nếu như nguyên chủ biết được tạ kỳ là một thiên thần e rằng không có chuyện của tạ nguyệt nữa cái này bởi vì lúc đó nghe được mọi người nói chiêu vương là một tên ngốc nên mới chọn dự vương đó khi tới nơi ở của mẹ nguyên chủ lâm huyền bỗng có cảm xúc kỳ lạ nhưng khi đi tới cổng cô đã nghe thấy tiếng người ở bên trong lúc này một người phụ nữ áo hồng đang đứng trước mặt mẹ cô kể khổ mà người này chính là thất công chúa rất được yêu chiều vân lan thấy vậy lâm huyền rất tức thấp kém đúng là quá đáng cô tức giận đẩy cửa đi vào ta tới thăm mẫu phi của ta người không liên quan mời ra ngoài vân vi bỗng đi tới làm cho vân lan không vui nghe nói muội đã mất trí nhớ không ngờ sau khi mất trí lá gan cũng to hơn nhiều, hành động thô lỗ hơn nữa, chi bằng để người làm tỷ tỷ này, dậy lại muội, nói xong cô đã định vung tay, nhưng Lâm Uyển có tên là Vân Vi, lại không để ý thủ đoạn này, cô đã quật ngã Vân Lan, làm cho Vân Lan ngã dập đào, xin lỗi, ta quả thực không thể kiểm soát hành động của mình, mong tỷ tỷ đừng có trách, Vân Lan xoa đào, Vân Vi không lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng, phụ hoàng thật sự muốn đặc xá cho mẫu phi của ngươi, nên mới hủy lệnh giam giữa sao, ta nói cho ngươi biết, phụ hoàng làm như vậy, là vì muốn tuyên bố cho ngươi đi xuất giá vào tiệc thọ ngày mai. Ha ha, chắc hẳn phu quân xấu xí của ngươi, bây giờ đã đang trên đường tới đây rồi. Nói xong Vân Lan đã vừa ôm đào vừa rời đi, Lâm Uyển lại ngơ ngác đứng im một chỗ. Trời, không phải chứ, sao lại phải kết hôn rồi? Mình là ai? Mình đang ở đâu? Thế giới này bị làm sao vậy? Hệ thống đâu? Hệ thống mày chạy đi đâu rồi? Ông trời ơi, ai tới cứu con với? Lúc này tiếng ho của Sầm Phi đã kéo Lâm Uyển về thực tại. Cô vội vàng đi tới chỗ bà, nhưng cô không phải là Vân Vi. Không thể gọi bà là mẹ được, nhưng Sầm Phi đã để ý tới cô, Vi Nhi không muốn xuất giá đúng không? Lâm Uyển nhìn xuống dưới, nói ở một nơi nào đó cách xa đây, có người đang đợi cô. Sầm Phi rất thương con vô cùng ấy náy, là mẫu phi vô dụng, không thể bảo vệ được con. Vốn dĩ là Vân Lan công chúa được gả tới đó, nhưng nàng ta không chịu, phụ hoàng con mới muốn để con thế vào, thế nên con mau chạy trốn đi, đi xa vào. Lúc này nước mắt của Lâm Uyển đã rơi như mưa, mẫu phi, Vi Nhi đã lớn rồi, Vi Nhi sẽ không để người ở lại một mình đâu bây giờ tới lượt con bảo vệ người phía bên này tạ kỳ đang nhìn xuống bức tranh trong tay từ nhỏ sống ở lãnh cung thế nên cho dù nàng ấy ra khỏi quốc đô cũng không có ai để ý thế nên điện hạ cảm thấy vương phi là thập thất công chúa đã lén xuất cung sao đúng hay không khi nào gặp sẽ rõ chỉ là anh vẫn không hiểu nếu thật sự là cô ấy tại sao lâu như vậy cô không tới tìm mình vào hôm tiệc thọ của hoàng đế lam quốc tất cả mọi người đều đang đợi sứ giả của khánh quốc vân lan tỏ ra vui sướng trên nỗi đau của người khác nghe nói phu quân tương lai của ngươi vô cùng xấu xí tính tình nóng này chút nữa được gặp người thật có phải ngươi rất mong chờ đúng không muội muội tốt của ta lâm uyển không buồn để ý nhưng sao những gì cô ta miêu tả lại quen như vậy lúc này một người đàn ông đi từ từ vào đại điện khí thế đế vương của anh làm mọi người giật mình khi lâm uyển ngẩng đầu lên cô đã đứng hình người trước mặt cô chính là tạ kỳ mà cô ngày đêm nhung nhớ mà thấy anh hoàn toàn khác với lời đồn làm mọi người xung quanh không ngờ được anh bình tĩnh ngồi ở đối diện cô lâm uyển cảm thấy não mình như bị co lại sao người tới lại là anh ta hơn nữa chồng anh ta như không nhận ra mình vậy, là vì mình che mặt sao? Nhưng thực ra, anh chỉ giả vờ bình tĩnh mà thôi. Trái tim của anh, đã đục nhanh kể từ khi nhìn thấy cô, nhưng anh cảm thấy rất khó hiểu, muốn cô đích thân giải đáp. Ngày hôm sau, Lâm Uyển lo lắng bừng tỉnh, trong bữa tiệc thọ hôm qua, cô không có cơ hội nói chuyện với Tạ Kỳ, mọi chuyện phát triển theo hướng cô không thể ngờ được. Trong đại điện, Vân Lan đã bị Tạ Kỳ hấp dẫn bởi vẻ ngoài đẹp trai của Tạ Kỳ đang vô cùng hối hận, nặng nặc đòi được thành thân. Lâm Uyển cạn lời, chị gái này, có phải bị bệnh về đầu óc không? Nhưng khi cô đi vào đại điện, cô mới phát hiện Tạ Kỳ cũng đang ở đây. Hai người lại gặp nhau, như vừa mới kết thúc một chuyến du lịch vậy. Thấy vậy Vân Lan vô cùng tức, cô không thể để Vân Vi gả cho người mình thích được. Hoàng đế Lam Quốc hơi ngại ngùng, tuy ông rất thích thất công chúa Vân Lan, nhưng lúc trước ông đã gửi tranh của thập thất công chúa Vân Vi qua đó, nên chỉ có thể nói, hai đứa con gái của mình đều đã phải lòng anh. Tạ Kỳ mỉm cười, bệ hạ đang muốn bổn vương, chọn ra một trong hai công chúa làm vương phi khánh quốc sao. Nói xong anh đi từ từ lên trước, cố tình đi tới chỗ Vân Lan trước, khen cô xinh đẹp, tuy che mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vẻ thanh lịch nho nhã. Vân Lam vui mừng vì nghĩ rằng anh đã để ý mình. Lúc này ánh mắt của anh nhìn sang Lâm Uyển, thấy cô có vẻ ngập ngừng muốn nói gì. Lâm Uyển nghĩ rằng anh không nhận ra mình nên vô cùng căng thẳng. Không biết Vân Vi công chúa, lúc trước có từng tới Khánh Quốc bao giờ chưa? Nghe thấy vậy, Hoàng đế vội vàng phủ nhận, nói rằng cô chưa từng ra khỏi Lam Quốc, mà những lời Lâm Uyển đời di định nói, lại bị nuốt xuống bụng. Nguyên chủ Vân Vi lén xuất cung, nếu như bây giờ cô nói ra, chắc chắn sẽ làm sầm phi liên lụy vân vi công chúa ngươi thật sự chưa từng tới khánh quốc sao lâm uyển nắm chặt đuôi váy cô rất muốn nói với anh nhưng cô không thể khi hoàng đế hỏi anh chọn cô công chúa nào anh lại không trả lời thẳng nghe nói ngày mai là lễ hội thiền hoa của quý quốc nam thành nữ tú có thể tới tìm tri âm dưới ánh trăng bổn vương rất muốn được tới đó cho dù người đó có xuất thân thế nào chỉ cần có duyên sau khi ra ngoài lâm uyển vô cùng tức giận sắc ta còn chưa lạnh hắn ta đã chạy tới đây xem mắt nóng lòng muốn nạp vương phi mới như vậy đúng là quá đáng của nhiên nam nhân đều là kẻ không đáng tin tư cầm phe phẩy quạt cho cô hạ hòa có lẽ là chiêu vương điện hạ chưa nhận ra người lâm uyển tức tới nỗi đang định đúng vào cột gỗ nhưng ngay sau đó có một bàn tay đã nắm lấy tay cô vi nhi cuối cùng muội cũng tỉnh rồi làm ta lo lắng rất lâu người đàn ông này xuất hiện làm cho lâm uyển giật mình trời tên này lại là ai đây không lẽ là nợ phong lưu của vân vi sao ánh mắt lạ lẫm của cô làm anh ngập ngừng nhưng ngay sau đó anh đã kéo tay cô định rời đi muội yên tâm có ta ở đây Ta sẽ không để muội phải gả tới Khánh Quốc đâu." Lâm Uyển đang định nói gì, nhưng cánh tay còn lại của cô lại bị nắm lấy. Khi quay người lại cô đã đưa ra, tên Tạ Kỳ này chui ra từ đâu vậy? Bị hai người đàn ông kéo tay cô vô cùng ngại ngùng. "Ông trời ơi, ai đó cứu con với." Hai người rõ ràng là vợ chồng nhưng bị ép tách nhau ra, khi gặp lại họ không thể nhận lại nhau. Nhìn thấy vợ sắp bị người đàn ông khác kéo đi, Tạ Kỳ ghen tuông liền đi tới kéo cô lại. Hai người mỗi người kéo một tay, ai cũng không chịu buông tay, mà phản ứng kỳ lạ của cô gái đã làm anh lại hỏi ra câu hỏi đó. Vân Vi công chúa vẫn chưa trả lời ta, lúc trước ngươi có từng tới Khánh quốc chưa? Nghe thấy vậy anh chàng kia thấy không vui, ngươi là ai? Ngươi lại là ai? Tạ Kỳ cũng hỏi lại với vẻ bực tức, nhìn thấy hai người đàn ông đều lộ ra sát khí, Lâm Uyển vội vàng nói có phải đã có hiểu nhầm gì không? Khi Tạ Kỳ buông tay ra, anh chàng kia đã lôi Lâm Uyển ra sau người mình, cho dù ngươi là ai, chỉ cần ngươi dám động vào một ngón tay của hoàng muội ta, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá. Nghe thấy từ hoàng muội Tạ Kỳ đã đưa ra, hóa ra là Tam hoàng tử của Lam quốc, tiểu vương Tạ Kỳ thất lễ rồi lâm uyển lúc này mới biết anh chàng trước mặt là tam hoàng huynh của nguyên chủ vân vọng thư vân vọng thư bảo vệ lâm uyển thật chặt xin hỏi tại sao nhiếp chính vương lại quấy giày hoàng muội ta lẽ nào đây là lễ nghi đặc biệt của khánh quốc sao tạ kỳ vẫn nhìn vào lâm uyển nói cô rất giống một người quen cũ của mình ta có thể thay hoàng muội trả lời câu hỏi của ngươi muội ấu chưa từng tới khánh quốc không phải người quen chưa từng gặp nhau trong tương lai cũng sẽ không có quan hệ gì với ngươi tạ kỳ nhìn vào lâm uyển luôn tránh mặt mình nếu công chúa không tiện trả lời Vậy tiểu vương ta sẽ ngồi đợi công chúa trong lễ hội thiền hoa ngày mai." Lâm Uyển nhìn sang phía Tạ Kỳ rời đi, Vân Vọng Thư đã nhìn thấy hết vẻ mặt của cô. Khi anh đang định nói gì, Lâm Uyển lại lấy cớ vội vàng rời đi. Bây giờ, cô không có ký ức gì về anh, cô vẫn nên mau chạy thì hơn. Anh đứng im một chỗ, sau đó hỏi người đằng sau đã sắp xếp mọi chuyện đến đâu rồi? Thuộc hạ nói đã sắp xếp thỏa đáng. Vân Vọng Thư nhìn sang phía Lâm Uyển rời đi, "Vi Nhi, muội yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ không để phụ hoàng lấy hạnh phúc của muội ra đặt cược đâu." vào hôm diễn ra lễ hội cả thành rực sáng ánh nến tràn ngập hương thơm đối với vân vọng thư tư cầm nói bây giờ anh vẫn chưa biết vân vi đã là chiêu vương phi của khánh quốc hơn nữa tỷ tỷ lé xuất cung đương nhiên càng ít người biết càng tốt lâm uyển thở dài trả trách lại phiền phức như vậy nhưng cô rất tò mò về phản ứng của vân vọng thư cô tự dưng muốn biết anh là người như thế nào tam hoàng tử đương nhiên là người thân quan trọng nhất của tỷ tỷ ngoài sầm phi nương nương lâm uyển có chút buồn bã người thân quan trọng nhất sao đáng tiếc ta đã không còn nhớ huynh ấy nữa vậy tỷ tỷ định đêm nay sẽ nói với chiêu vương mình chính là lâm uyển sao chuyện này chắc chắn không thể nói ầm lên với chàng ấy được không được để cho ai biết chiêu vương phi chính là vân vi công chúa tự ý xuất cung vậy tỷ tỷ có thể nhân lúc lễ hội nói cho ngài ấy biết ha ha về chuyện lâm uyển còn chưa rõ sống chết hắn đã chạy tới nước láng giềng xem mắt ta còn chưa tính với hắn đâu lúc này lâm uyển đã đưa ra khi đi tới đầu bến sông có rất nhiều thuyền hoa muôn màu màu đang đi qua đi lại trên sông lại có nhiều thiên kim tới tham gia hoạt động này như vậy cái đó cũng không biết là kẻ nào lại tung tin có thể gặp điện hạ ra ngoài, e rằng các thiên kim nổi tiếng trong cả thành đều đã tới. nghe thấy vậy lâm huyền rất tức. tạ kỳ, người đúng là kẻ lăng nhăng. lúc này anh chàng bị mắng đang hắt xì liên tục. lê Sương đã mang khăn quàng đến cho anh và tỏ ra lo lắng. nghe nói tính cách của cô công chúa đó rất lạnh lùng, khác xa tính cách của vương phi. nàng ấy thật sự là vương phi sao? anh mỉm cười, phải hay không? lúc nữa sẽ rõ. nếu nàng ấy là lâm huyền, biết được lần này ta tới hỏi cưới, e rằng sẽ nổi nóng đó. phía bên này lâm huyền rất tức vì bị chặn đường cúa đáng lắm rồi ở thời cổ đại mà có thể bị tắt thuyền ta phải trèo tới khi nào mới tới được giữa hồ đây tư cầm nhìn sang xung quanh tỉ tỉ có phát hiện những con thuyền này đang cố tình chặn chúng ta không thấy vậy lâm uyển nhận ra đúng thế vân lan đang dở trò sau lưng cô chính là để cô bị chặn ở đây không đi đâu được phía bên này vân lan đắc chí ngắm tác phẩm của mình ha ha muội muội tốt của ta ngươi hãy ngoan ngoãn ở đó đi chiêu vương điện hạ chỉ có thể là của mình ta lúc này ngày càng có nhiều thuyền đến chặn lâm uyển cho dù cô trèo thế nào cũng chỉ nhích từng tí một cứ như thế này cô không thể trèo được tới chỗ anh lúc này tư cầm chỉ ra giữa hồ đèn lồng trên thuyền của điện hạ vẫn còn sáng chứng tỏ bây giờ vẫn chưa gặp được nữ chủ nhân lâm huyền ngơ ngác nhìn về đằng trước ngày càng có nhiều thuyền tới chặn cô xem ra chỉ có thể bỏ đi nghe thấy vậy tư cầm ngạc nhiên người bỏ cuộc sao lâm huyền vứt mái trèo trong tay đi ta nói trò lãng mạn như vậy không thích hợp với ta sau đó cô giật đèn lồng của mình xuống định khinh công bay tới giữa hồ cô chạy như bay trên những con thuyền đang chặn đường mình làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngạc nhiên mà bên này hạ kỳ đang lo lắng đứng đợi ở đầu thuyền điện hạ theo như tin vừa nhận được thập thất công chúa đã bị thuyền của thất công chúa chặn ở bờ đông e rằng trong thời gian ngắn không thể thoát thân anh sầm mặt lại không nói gì cái tay nắm chặt đang phát ra tiếng cách cách nếu như điện hạ nóng vội bây giờ thuộc hạ có thể đi đón thập nhất công chúa anh nhìn ra xa không cần nữa người ta đang đợi sẽ không dễ dàng bị khó khăn hạ gục tới vậy đâu anh cứng miệng như vậy làm lê sương cạn lời rõ ràng rất căng thẳng nên mới ra ngoài hóng gió e là trong lòng đã vô cùng thấp thỏm rồi một lúc lâu sau vẫn không có chiếc thuyền nào tới gần giữa hồ làm cho tạ kỳ thức tới nỗi nắm chặt tay lại bổn vương không được lòng người tới vậy sao chắc là thất công chúa đã chặn những tiểu thư định tới gần ngài lại rồi một lúc sau có một chiếc thuyền hồng đang đi tới gần vậy thì người tới có phải là nàng ấy không vốn nghĩ rằng mình đã mất đi người mình yêu nhưng cô lại xuất hiện trong mắt anh với một thân phận khác để được nhận lại vợ tạ kỳ đã không ngại xa xôi sang nước khác xem mắt còn vô tình bị thiên kim cả thành bao vây đến cả cô vợ của anh cũng bị kẻ xấu chặn ở giữa đường làm cho tạ kỳ nóng vội tới mức suýt bay sông một lúc lâu sau có một chiếc thuyền hồng từ từ tiến gần tới mà người trên thuyền là vân lan đang bị lâm uyển đe dọa đang cố gắng chèo thuyền anh nhìn chằm chằm vào người đang tiến lại gần mình anh biết cô sẽ nghĩ mọi cách để tới chỗ anh lâm uyển cầm đèn lồng lên nhảy lên ở trên không trung cô như là tiên nữ đang chạy về phía người mình yêu người mình yêu đang ở trước mắt lúc này cô có thể cảm nhận được tim mình đang đục nhanh chỉ là hình như cố gắng sức quá nên không phanh kịp trở nên hoảng loạn sắp đùm vào mất rồi khi rơi xuống Tạ kỳ đã ôm um chặt cô vào lòng, người đã chiếm lấy cả thế giới của anh. Anh biết người anh đợi đã tới. Lúc này, cả thế giới dường như trở nên yên tĩnh, chỉ có hai trái tim đang đục mạnh vì nhau. Họ đã rất lâu rồi chưa um nhau như vậy. Lâm Huyền đứng dậy ôm đầu, nhưng ngay sau đó cô đã được anh um vào lòng. Đừng có cử động, giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai cô. Lâm Huyền ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt điển trai đang ở ngay trước mặt, làm tim cô đục nhanh. Lúc này, nhiệt độ và hơi thở quen thuộc đó, trong những ngày tháng dài đằng đẵng, cảm giác như đã bị lãng quên bỗng ùa về, những ký ức khi xưa bỗng hiện lên trong đầu anh, người phụ nữ này, chính là người anh vất vả tìm kiếm, chiêu vương phi, độc nhất vô nhị, không ai thay thế được, lúc này Lâm Uyển như một chú mèo, nằm cuộn mình trong vòng tay anh, mặt cô đỏ ửng cô thở vội vàng, khi hai người đang tận hưởng sự vui thích vì được gặp lại nhau, Lê Sương bỗng xuất hiện sau hai người, làm Lâm Uyển giật bắn mình nhảy ra khỏi người anh, cái đó, thuộc hạ không có ý quấy rầy, thuộc hạ chỉ muốn nói, thuyền của chúng ta đã bị cháy, nghe thấy vậy Lâm Uyển sợ xanh mặt, tạ kỳ vội vàng đi tới an ủi cô sau đó bảo lê sương đi tới chỗ con thuyền gần nhất khi hai con thuyền lại gần nhau anh đã lập tức kéo lâm uyển sang con thuyền kia nhưng lâm uyển lại quay người nhặt đèn lồng của mình lên thấy anh tỏ ra khó hiểu lâm uyển chu môi lễ hội thuyền hoa tìm chi âm dưới trăng đèn lồng chính là tín vật định tình nếu như đánh mất sẽ không được tính nữa anh đã bật cười khi thấy cô dễ thương như vậy sau đó liền dìu cô lên một con thuyền khác mà vân lan đi từ trong thuyền ra nhìn thấy hai người nắm tay nhau liền nổi giận ta nói mà sao con thuyền này quen vậy đúng là oan ra ngõ hẹp mà đèn lồng của ngươi đã tắt rồi lại còn vẫn dám nắm tay điện hạ cúa đáng lắm lâm huyền chớp mắt không có ai nói đèn lồng phải sáng mãi nhưng ngươi lại dám âm thầm phóng hỏa suýt nữa xảy ra án mạng ngươi mới quá đáng ý người 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 vụ oan ta bổn công chúa không phóng hỏa đâu sau khi suy nghĩ tạ kỳ nói không phải do cô ta làm phóng hỏa trên sông không thể giết được người trừ phi đúng lúc này nhà hoàn chạy tới nói thuyền phu lái thuyền đã biến mất nhận ra vấn đề tạ kỳ cảm thấy không ổn lập tức bảo mọi người nhảy khỏi thuyền bùm hai con thuyền đã phát nổ sau khi thoát khỏi nguy hiểm lâm uyển ở trên bờ cô không hiểu rốt cuộc là ai muốn giết vân lan nhưng nhìn thấy tạ kỳ chạy hớt hải tới cô mới nhận ra người đó muốn vân lan và tạ kỳ chất chung nhưng rõ ràng anh vừa mới tới đây vậy rốt cuộc là kẻ nào đã làm chuyện này thấy hai người lại tình tứ bên nhau vân lan vô cùng tức giận vân vi người đã mất đi tư cách rồi còn không mau buông tay của điện hạ ra vợ chồng họ cảm thấy cạn lời vừa nãy đã suýt chết mà cô ta lại chỉ nghĩ tới chuyện này chắc là đầu óc không được thông minh lắm ngươi đừng quên đèn lồng của ngươi đã tắt thế nên ngươi bắt buộc phải nhường nhưng hoàng tỷ có phải tỷ đã quên đèn lồng của tỷ đã bị vỡ vụn rồi không nghe thấy vậy vân lan cười đều ai nói bổn công chúa chỉ có một cái nhìn đây đèn lồng của nơi này đều đã bị ta mua rồi nào ngờ tạ kỳ bỗng cười thành tiếng thất công chúa châm cả phố đèn cho bổn vương bổn vương đương nhiên rất vui khi nói ánh mắt của anh không nhìn vào cô mà là nhìn sang lâm huyền nghe thấy vậy vân lan đờ người ra mặt bỗng đỏ ửng ngay sau đó liền chạy về phủ bây giờ bổn công chúa phải về trao chuốt lại sau đó tạ kỳ nhìn sang lâm huyền còn sớm thập nhất công chúa đi dạo với bổn vương đi lâm huyền đang ghen đã chu môi ra không phải người rất thích sao hãy đi mà đi với thất công chúa đi thấy vậy anh đã cười nói thất công chúa không có ở đây không còn cách nào khác nên anh mới chọn như vậy điều này làm lâm huyền rất tức thấy cô không nói gì anh đã gọi cô thập nhất công chúa nào ngờ bị lâm huyền phi đèn vào mặt thập nhất cái đầu ngươi ý anh đã ôm đầu kêu đau Đau là đúng, ta chưa giết chết chàng đã là may lắm rồi. Sau đó cô tức giận bỏ đi, anh đã nhặt đèn lồng ở dưới đất lên, mà Lê Sương cảm thấy khó hiểu, mãi mới tìm được vợ, vậy tại sao anh lại còn chọc tức cô ấy? Anh nhìn về phía Lâm Huyền rời đi, ngươi không cảm thấy nàng ấy tức giận rất dễ thương sao? Lê Sương độc thân nói mình không hiểu, nhưng thực ra, anh cố tình muốn làm cô rời đi, dù gì thuyền cũng đã nổ rồi, chắc hẳn sẽ mau chóng có người tới kiểm tra kết quả, anh phải xem xem, rốt cuộc là ai dám động vào người của anh, phía bên này Vân Vọng Thư tức giận dí người đàn ông vào tường, rõ ràng ta chỉ bảo ngươi đốt thuyền, ngươi lại giấu ta làm nổ thuyền, ngươi to gan lắm, nhưng tên lính lại nói muốn trả thò cho người anh em đã chết trên chiến trường, mà Lam Quốc và Khánh Quốc không thể về cùng phe. Nghe thấy vậy Vân Vọng Thư thu tay lại, hoàng hậu nắm quyền của Khánh Quốc đã chết, bây giờ Khánh Quốc như con sư tử được vừa mới ngủ dậy, lẽ nào ngươi muốn những người còn sống cũng phải đi chết sao? Qua đêm nay, e là rất khó ngăn cản điện hạ đó, có được thứ hắn muốn, lúc này do chuyện trái thuyền hoa, đã làm cho cả Lam Quốc trở nên cảnh giác. Lâm Uyển ngơ ngác đứng trước cổng, còn suýt nữa bị nghĩ là kẻ phóng hỏa. Đúng lúc này, Tạ Kỳ đã xuất hiện và kéo cô đi. Lâm Uyển toát mồ hôi hột, chúng ta cũng đâu phải thích khách, tại sao phải trốn chứ? Nhưng ngay sau đó, cô đã hắt hơi vì bị lạnh, Tạ Kỳ đã đốt lửa lên sưởi ấm cho cô, nhưng Lâm Uyển lại lo lắng, người làm chuyện này, rõ ràng là không muốn chàng có thể sống sót trở về Khánh Quốc, nhưng anh lại cười thành tiếng, nàng đang lo lắng cho ta sao? Nếu chàng yên ổn ta có cần lo không? Nơi này có cái gì tốt mà chàng lại chạy tới đây tìm cái chết chứ? anh lại cầm một lọn tóc của cô lên đó là hương anh vô cùng quen thuộc nơi này không có gì tốt cả nhưng có một người làm ta buộc phải tới cô ngại ngùng quay đi chàng nói xem có phải là vân lan phóng hỏa không nhưng anh lại nói cô ta không có gan đó nghe thấy vậy lâm uyển bỗng ghen tuông ta thật sự không biết bây giờ chàng lại hiểu nàng ta tới vậy anh mỉm cười nàng đang ghen sao nếu như chàng thấy như vậy thì đúng là như thế nói xong cô đã quay người rời đi thấy vậy tạ kỳ bỗng thấy sợ vội vàng đi tới xin lỗi cô nhưng lâm uyển đang tức giận không chấp nhận nổi trách anh rõ ràng đã biết thân phận của mình nhưng lại cố tình tới đây chọc tức cô anh nhìn xuống dưới thừa nhận là mình không đúng nhưng anh sợ sợ kết quả đó chỉ là kết quả do mình nghĩ ra mà thôi mà kết quả như vậy làm anh không thể chấp nhận nổi nhưng bây giờ anh càng tin chắc lít trước ta cảm thấy là ta đang không lượng sức nhưng bây giờ nàng ghen càng làm ta biết được nàng quan tâm tới ta lâm uyển vội vàng lắc đầu ta sẽ không ghen đâu nào ngờ ánh mắt của anh bỗng lâm uyển nhìn xuống theo ánh mắt anh sau đó đỏ mặt che mắt anh lại mà hơi ấm từ tay của cô lại làm anh thấy ấm lòng nàng vẫn còn ở đây, ở bên cạnh ta, tốt thật, chàng chàng bớt làm cái trò này đi, anh cười đều, nương tử đang xí hổ, nên mới tức như vậy sao, sau đó anh um lấy cô, gần đây, ta biết một cách, có thể làm hai ta không còn xa lạ nữa, ngay sau đó, anh đã đẩy cô ngã xuống đất, khoảng cách gần này làm lâm huyền hoảng loạn, mà anh liên tục cúi xuống làm mặt cô đỏ ừng, xa lạ cái con khỉ, còn nữa, chàng gần quá rồi, gần sao, sao ta không thấy vậy, sau đó anh đã ghé vào tai cô và nói, ta muốn nói, có một chuyện, Ta muốn. Kỳ đẩy ngã Lâm Uyển để gần cô hơn, nhưng lại làm Lâm Uyển phát hoảng, vì họ đang ở ngoài, Tạ Kỳ cười trêu cô, "Ý nương tử là, nếu ở trong cung thì được hả?" Lâm Uyển đẩy hắn ra, "Chàng đừng nói linh tinh." Nhưng Tạ Kỳ đã túm lấy tay cô, dí cô xuống, lần ly biệt này khiến hắn càng muốn ở cạnh cô hơn, "Chúng ta là phu thê mà." Ngày nàng rời xa ta, ta đã quyết, khi gặp lại phải có được nàng. Tuy nhiên, hắn vẫn muốn chờ cô đồng ý trao cho hắn, dù chỉ là một cái um hơi thử của cô cũng đủ khiến hắn say đắm lâm uyển có nàng tốt thật bỗng lâm uyển nghe có tiếng chân chạy giật mình đẩy tạ kỳ ra hình như có người đến vân lan hốt hoảng chạy đến thấy vậy liền đứng sững lâm uyển cũng hoảng chuyện này ban nãy trơn quá nên ta và ngài ấy bị ngã tạ kỳ đứng chề môi rõ ràng không thích lời giải thích này bỗng vân lan ở đâu cũng chạy tới thấy hai người ở cạnh nhau liền làm ầm lên sao cô vẫn dính lấy nhiếp chính vương đúng là vu liêm sủy vân lan lập tức chen vào thất công chủ nên chú ý lời nói đừng làm mất mặt mình lẫn lam quốc sau đó hắn bỏ y phục khoác dịu dàng đắp lên vai lâm Huyền. ta dẫn muội muội về cung trước cũng muộn rồi không làm phiền hai vị nữa vân lan cau mày giọng không vui lâm Huyền ngoảnh lại dù đang bị ca ca đẩy đi cứ thể để bọn họ lại sao không thế thì sao vân lan nghiêm mặt nói lâm Huyền không quen liền giơ tay đẩy hắn ra sau đó cố nở nụ cười cô cứ thấy ca ca này hơi dữ khi hai người về đến cung vân lan tức giận đuổi hết cung nữ rồi kéo lâm uyển lại vân vi muội không cần hy sinh quá nhiều vì chúng ta như vậy làm quốc có thể hy sinh bất cứ ai nhưng muội thì không nhưng vì hắn quá mạnh tay làm lâm huyền đau quá phải lùi lại sau đó quay lưng đi mượn cớ mệt muốn đi nghỉ vân lan nắm chặt tay cố nén cơn giận vậy muội nghỉ đi nhưng nhớ lấy tránh xa tạ kỳ ra lâm huyền lặng lẽ nhìn vân lan rời đi cô không biết rốt cuộc vân lan tốt hay xấu và có sự căm hận với tạ kỳ là vì thủ quốc hay tư thò cá nhân lúc này có kẻ lẻn vào phòng lâm huyền vân lan đi ngang qua bắt gặp cô ta vội bịt mồm nha hoàn đi cùng bởi vì cô ta có thể tranh thủ cơ hội sỉ nhục vân vi như vậy không ai giành ngôi vương phi với cô ta nữa lâm uyển giật mình khi thấy tạ kỳ xuất hiện lúc nửa đêm sao chàng lại đến đây tạ kỳ ép cô vào tuần rồi mỉm cười nàng nói không có cơ hội riêng hai ta mà nên ta mới tạo cơ hội cho nàng biết thế nào là thế giới hai người lâm uyển nghe xong liền phì cười tạ kỳ đúng là con hổ giấy đang run muốn chết còn cố tình thả thính tạ kỳ cũng bất ngờ trước phản ứng của cô hắn ngơ ngác nhìn cô lâm uyển cố tình sờ lên nực hắn vậy nhờ thiệu vương điện hạ chỉ giáo thêm Thế nào, là thế giới hai người, giọng nói nhỏ nhẹ hơi khàn khàn khiến tạ kỳ đỏ mặt, không khí tĩnh lặng ngoài tiếng gió hưu hưu, chỉ còn tiếng tim tạ kỳ, lâm huyền khẽ cười, tim chàng, đục nhanh quá, đó là vì, nó đang muốn nàng, còn nàng, xa nhau lâu vậy, có muốn ta không, lâm huyền đỏ mặt, nhiếp chính vương ăn nói như vậy từ bao giờ, tạ kỳ dịu dàng chạm nhẹ má cô, ta cứ tưởng nàng thích, lâm huyền dính thính không dám nhìn thẳng mắt hắn, ta có nói ta thích bao giờ đâu, đột nhiên tạ kỳ lại nghiêm túc, hỏi cô có phải xa hắn không nói câu nào chỉ vì cô là công chúa nước địch không lâm uyển giật mình lúc cô đang định nói rõ tiếng vân lan vang lên bên ngoài vân vi trong cung có thích khách vì an toàn của công chúa ta dẫn người đến kiểm tra sự việc quá bất ngờ khiến lâm uyển không kịp trở tay cô hoảng loạn tìm chỗ nấp cho tạ kỳ thấy vân lan sắp phá cửa sông vào cô vội chạy tới chỗ tủ đồ nhưng tạ kỳ không chịu ta đường đường là nhiếp chính vương khánh quốc không chui vào đó được ta đến gặp nương tử của mình có gì sai lâm uyển túm lấy hắn vừa rồi chàng không giống nhiếp chính vương mà giống yêu dâu đỏ hơn. Nói rồi cô thẳng tay ném hắn vào trong tủ. Lúc Vân Lan dẫn người xông vào, Lâm Huyền đã bình tĩnh ngồi trên nóc tủ. Tỷ tỷ không làm công chúa nữa, đổi sang làm hộ vệ à? Làm nhiều vậy dễ hại sức khỏe đấy. Có thích khách trong cung, ta nghi hắn trông trong tầm cung của muội. Nói rồi cô ta bắt đầu ngó nghiêng tìm kiếm. Trước khi ta được gả đến Khánh Quốc vẫn phải bảo vệ muội muội cẩn thận. Phụ hoàng cũng đỡ lo lắng. Hừ, tỷ tỷ nói câu này sai rồi. Ai được gả đến Khánh Quốc vẫn chưa biết đâu. Vân Lan cười đắc ý giờ mà tìm thấy đèn ông lạ trong tầm cung của muội muội muốn gả đi cũng không được người đâu lục soát cho ta tạ kỳ đêm hôm lẻn vào khuê phòng của nương tử nhưng chưa kịp làm gì đã có người đòi bắt gian thân là nhiếp chính vương nhưng hắn lại bị nương tử giấu vào trong tủ lúc vân lan cho người lục soát vân lan bất ngờ quay lại ta thật không biết từ bao giờ thất công chúa còn quản cả an toàn trong cung vân lan giải thích mình lo cho sự an toàn và trong sạch của vân vi nên mới sai người lục soát sau đó quay sang nhìn vân vi rồi nói bóng gió ta cũng vì lòng tốt thôi không biết muội muội lo lắng cái gì mà cứ ngăn cản ta vân lan nghe xong liền sai người lục soát trong lúc đó hắn bước tới chỗ vân lan giả vờ nói mình vừa từ chỗ nhiếp chính vương qua nhiếp chính vương có nói mấy ngày nữa sẽ quyết định cầu thân ai vân lan muội muội cũng nên về sớm nghỉ ngơi chuẩn bị làm vương phi của khánh quốc đi nghe thấy vậy vân lan mừng rỡ ra mặt ngài ấy nói chọn muội thật sao ngoài muội ra còn ai thích hợp hơn chứ lục soát xong nhớ về cung nghỉ ngơi sớm lúc này thị vệ đến bẩm báo chỉ còn một cái tủ chưa kiểm tra lâm uyển và tạ kỳ bắt đầu lo lắng ai ngờ vân lan bỗng rút kiếm ra vung tay lên kiếm bay thẳng vào khe giữa hai cánh cửa tủ lâm uyển sợ hãi khi thấy hành động này vội vã giơ tay bịt miệng không để mình hét lên cô không ngờ vân lan lại làm vậy xem ra trong tủ cũng không có người lục soát xong rồi muội đem người về đi vân lan hừ một cái rồi bỏ đi cô ta vừa đi khỏi vân lan lập tức lạnh giọng ra đi nhiếp chính vương điện hạ sau đó từ tốn rót trà cho đối phương rồi đổi khéo hắn nếu điện hạ đã có ý với vân lan thì đừng đến tìm vân vi nữa tạ kỳ bỗng bật cười hình như ta chưa từng nói muốn lấy vân lan công chúa tạ kỳ tự nhiên bê chén trà lên uống hắn nói thế có gì khác không nói bên ngoài người ta bàn nhau dần dần rồi hơn nữa vân lan cũng thích ngài tóm lại ta không muốn vân vi bị mang tiếng còn ngài nữa nếu tin nhiếp chính vương của khánh quốc lẻn vào khuê phòng công chúa lúc nửa đêm bị đồn đến tai quý quốc ngài nghĩ bá tánh sẽ nghĩ thế nào tạ kỳ mỉm cười bổn vương cả tối nay đều ở trong phòng mình ban nãy tam hoàng tử còn làm chứng cho ta sao đã quên nhanh thế lâm uyển vội vàng giải thích ca ca nhiếp chính vương không người như ngài nghĩ đâu nhưng vân lan không muốn nghe những lời này hắn cưng chiều xoa đầu lâm uyển dặn dò cô đi nghỉ sớm tạ kỳ chứng kiến hết hắn ghen bắt đầu khiêu khích nếu không biết ngài là ca ca của nàng ấy có lẽ ta sẽ nghĩ khác đó lâm uyển vội quay sang kéo tay hắn muộn rồi chàng mau về đi tạ kỳ lại nắm chặt tay cô ánh mắt vô cùng kiên định dù ai trên đời này cũng không ngăn được ta ta sẽ cho họ biết ta chỉ cần mình nàng nên sáng sớm hôm sau tạ kỳ đã đến gặp hoàng thượng nói người mình muốn cưới là thập nhất công chúa Vân Vi, nhưng hoàng thượng lại kêu hắn suy nghĩ thêm, chờ tiệc ngắm hoa ngày mai hắn tuyên bố. Sau khi tạ kỳ rời đi, mẫu thân của Vân Lan bắt đầu thêm dầu vào lửa, Vân Vi lớn lên trong lãnh cung từ nhỏ, nên các mặt không thể hợp bằng Vân Lan. Hoàng đế thở dài, nếu ông tự quyết chọn gả Vân Lan cho tạ kỳ thì tốt rồi. Trong khi đó, khi biết mình không được, nhiếp chính vương lựa chọn Vân Lan nổi điên, để ngăn cản họ, cô ta ra lệnh cho thị nữ chuyển tin khắp thành nhiếp chính vương 2 phút, rất nhanh, tin đồn đã lan khắp cung còn thành chủ đề buôn dưa của mọi người nhiếp chính vương nhìn phong độ người người không ngờ lại bị yếu nếu gả cho hắn khác gì quá chồng lâm uyển đang tấm nghe thấy cũng há hốc mồm khi nghe thấy tin con vịt chấn động như vậy hình ảnh tạ kỳ như con nhộng bỗng hiện lên trong đầu làm cô đỏ cả mặt cô chuẩn bị đứng lên thay đồ mà không phát hiện ra có người phía sau lưng nương tử nàng đang tìm nó sao tự dưng có giọng nam trầm ấm vang bên tai lâm uyển sợ hãi cuống cả tay chân sao sao ngài lại ở đây tạ kỳ lại vui vẻ trước dáng vẻ luống cuống của cô cả hoàng cung đều đã biết người ta muốn lấy là nàng nên ta vào đây là bình thường lâm uyển bó tay với hắn vội giơ tay đẩy hắn ra ngài mau ra ngoài đi có việc gì chờ ta ra rồi nói nhưng tạ kỳ lại nắm lấy tay cô ta ở đây nương tử vẫn như thường hơn nữa ta sẽ giúp nàng một tay lâm uyển giật mình càng hoảng hơn tạ kỳ lại cười xem ra nương tử cũng đã nghe được những tin đồn về ta nhưng lâm uyển không tin thủ đoạn bùi ổi đó không cần nghĩ cũng biết là ai làm tạ kỳ cầm một nhúm tóc của lâm uyển lên nước sắp nguội rồi nương tử như vậy sẽ bị cảm lạnh đó hay là để ta giúp cho nương tử lâm uyển từ chối ngay ta biết ngài đến tìm ta để giải thích ta hoàn toàn tin tưởng ngài ngài có thể về rồi nhưng tạ kỳ lại quay sang lấy đồ khoác ngoài của cô so với người khác ta càng lo nương tử tin những lời đồn đó rồi hoài nghi sức mạnh của phu quân nàng vừa nói hắn vừa khoác y phục cho cô lúc lâm uyển ra khỏi bồn tấm mặt cô đã đỏ đến tận mang tai không dám nhìn thẳng vào mắt tạ kỳ mà nhìn đi chỗ khác cô nói mình không nghi ngờ gì hắn nhưng ngay sau đó Tạ Kỳ đã bổng cô lên, tin hay không, mỗi nói thì không được, phải làm mới đủ thuyết phục, hay giờ chúng ta tranh thủ, để nương tử bác bỏ tin đồn đó nhé. Chính vương bị đồn yếu, nên hắn liền chứng minh với nương tử, hắn ung um lâm huyền mới tấm xong đặt lên giường, rồi cúi đầu hít hương thơm. thật may khi nàng ở đây, ở nơi ta có thể thấy, nhưng lâm huyền lại căng thẳng đến nín thở, Tạ Kỳ thấy vậy liền đứng dậy, chắc hắn ra tay mạnh quá làm cô sợ, ai ngờ lâm huyền lại giơ tay vút má hắn, xin lỗi, sau này chúng ta sẽ bên nhau mãi, mặt cô ửng hồng chủ động hôn hắn cô biết tạ kỳ luôn sợ sẽ mất cô nếu có thể cô nguyện ở cạnh hắn sáng sớm hôm sau lâm uyển ngồi ngây ra trước gương cô nhất định phải tìm cơ hội nói ra thân phận với tạ kỳ để hết cảm giác bất an này lúc tư cầm hỏi cô muốn mặc bộ nào vân lan đã đến kiếm chuyện nói mình có đem quà đến lâm uyển mới từ lãnh cung ra chắc vẫn chưa quen dùng phấn son tốt nên đem đến một hộp phấn thượng hạng tặng cô tô lên đảm bảo đẹp tuyệt bình thường cô ta còn không nỡ dùng để lâm uyển không cảnh giác cô ta còn chấm một ít thoa lên mặt để thử muội xem đẹp lắm phải không ta cũng tự thoa cho muội thấy rồi nên hộp phấn này chắc chắn không có vấn đề gì muội đừng phụ tấm lòng của ta nhé lâm uyển tương kế tự kế nhận lấy hộp phấn đồ tốt như này muội chắc chắn sẽ dùng để tránh bất chắc vân lan giả vờ rời đi rồi trốn một góc hộp phấn đó được làm riêng chỉ cần ấn nút bột giữa da dấu kín tỏng vỏ sẽ rơi xuống phấn chỉ cần lâm uyển dùng phấn đó mặt của cô sẽ bị không còn sự xinh đẹp này nữa trong phòng vang lên tiếng hét thất thanh thấy thị nữ hốt hoảng chạy đi gọi thái y vân lan cười đắc ý ta phải cho mọi người thấy, kẻ dám tranh giành với ta, sẽ có kết cục gì? Trong tiệc thưởng hoa, tạ kỳ thư thái nhìn ngắm xung quanh, dù hoa có đẹp, nhưng hình như thiếu gì đó. Khi thấy Lâm Huyền hớt hải chạy đến, khóe môi hắn mới chịu cong lên, cuối cùng cũng đủ rồi. Thấy Lâm Huyền, Vân Lan bắt đầu bông đùa, muội muội để chúng ta đợi lâu quá, nhưng sao buổi tiệc quan trọng như vậy, muội còn đeo mặt nạ. Lâm Huyền nói mình không khỏe, nhưng lúc cô ngồi xuống, Vân Lan lại giựt mạn che của cô, nói cô bị hủy dung còn dám đến dự tiệc thưởng hoa tạ kỳ bực mình lao đến hất tay cô ta ra nữ nhân của ta ta xem ai dám động đến nàng ấy vân lan cả kinh nếu chàng thấy khuôn mặt xấu xí của muội ấy sẽ không nói vậy được đâu nhưng cô ta vừa nói xong mạn che mặt của lâm uyển cũng rơi xuống để lộ nửa bên mặt bị thương mọi người đều sửng sốt há hốc mồm vân lan cố kìm nén niềm vui chiến thắng muội muội à mặt muội làm sao vậy ai ngờ tạ kỳ lại um lấy lâm uyển ngay giữa buổi tiệc vân lan công chúa xin chú ý lời nói vân lan nổi đoá muội ấy bị hủy dung rồi giờ chỉ còn là nhỏ xấu đau xấu đớn điện hạ vẫn muốn lấy sao tạ kỳ dịu dàng đẹo mạn che mặt lại cho lâm uyển trong lòng ta vương phi tương lai của quốc khánh chỉ có thể là nàng ấy có kẻ dám hủy dung nàng ấy ta sẽ lấy mạng hắn tam hoàng tử lúc này mới dẫn thái y đến sau khi kiểm tra thái y bẩm báo cô bị dính bột giữa da nên mới vậy lâm uyển nói mình bôi xong phấn tỉ tỉ đưa thì bị như vậy vân lan cầm hộp phấn lên rồi tức giận ném mạnh xuống vân lan sợ toát mồ hôi lén đưa mắt ra hiệu nhà hoàn của cô ta lập tức nhận hết tội về mình thấy nhiếp chính vương không chịu thôi hoàng đế thiên vị cũng không muốn con gái cưng vân lan bị liên lụy bèn đứng lên hứa sẽ điều tra rõ chân tướng và kêu hắn mau về chuẩn bị hôn sự sau đó cấm túc vân lan một tháng coi như cảnh cáo còn nha hoàn gây tội giao cho tam hoàng tử toàn quyền xử lý vân lan bực tức bỏ đi dù trong lòng đang mừng rỡ nhiếp chính vương cũng chỉ là một nam nhân bình thường chẳng mấy chốc sẽ chán ghét cái mặt xấu xí của vân vi đến lúc đó cô ta sẽ là vương phi duy nhất của ngài ấy trong khi đó vân lan đang rất lo lắng hắn biết rõ Vân Lan sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lâm Uyển gỡ mạng che mặt xuống, sau đó bóc vết thương giả ra. Ca ca yên tâm, muội đã chuẩn bị hết rồi. Muội biết, ngày nào muội còn chưa xuất giá, Vân Lan sẽ không bỏ qua cho muội. Vân Lan nhẹ nhàng chạm nhẹ má cô, rõ ràng cô biết chuyện này chắc chắn sẽ bại lộ, nên mới chuẩn bị trước. Chỉ là cô không ngờ lại nhanh đến vậy, muội không bị hủy dung, chỉ có điều Vân Lan có thể khiến cung nữ trước thay mình. Chúng ta cũng có thể khiến cung nữ đó chơi lại cô ta, nhưng hai người chưa kịp mừng thuộc hạ đã vào báo tin cung nữ đó đi chầu diêm vương vân lan lúc này đang nhàn nhã uống trà chuyện ta giao cho ngươi làm xong chưa nhà hoàng đáp thưa nương nương đã xong xuôi hết theo ý người nô tỳ còn tận mắt trông thấy nhiếp chính vương uống chén nước có thuốc đó vân lan đắc ý cười tạ kỳ lần này chàng không thoát được đâu đến đêm trong tẩm cung tạ kỳ thấy người nóng rực cổ họng khô khốc cửa bỗng bị mở ra hắn cảnh giác nhìn qua chỉ thấy vân lan thong thả đi vào chỉ cần qua đêm nay cô ta sẽ là vương phi của khánh quốc nhưng tạ kỳ thẳng tay đẩy cô ta ngã cô lướt đi cho ta vân lan không cam tâm đứng lên ung um chặt lấy tạ kỳ ai ngờ tạ kỳ lại đứng lên rút kiếm ra uy hiếp vân lan cô nên biết ta có giết cô cùng lắm đền mấy ngôi thành là xong nếu cô muốn chết cứ thử xem vân lan sợ hãi ngồi phịch xuống sau đó bị tạ kỳ đuổi ra khỏi phòng ngay sau đó hắn chạy đến tìm lâm uyển đang sắp đi nghỉ cô chưa kịp hiểu hắn đã kéo cô vào trong chàng ấy làm sao vậy vân lan định dùng kế bẩn ép tạ kỳ trở thành nam nhân của mình nhưng suýt thì mất mạng tạ kỳ bị chuốc xuân dược chỉ biết chạy đến tìm nương tử của mình giúp đỡ lâm uyển thấy người hắn nóng ran cứ dựa vào mìn tạ kỳ khó chịu nhíu mày giải thích rằng vân lan đã bỏ thuốc vào nước hắn uống lâm uyển há hốc mồm cô biết rõ điều này nghĩa là gì nhưng thế này thì đột ngột quá quả nhiên ngay sau đó tạ kỳ đã um lấy cô hun tới tấp lâm uyển thấy gần ngạt thở cô cố dùng sức đẩy hắn ra kêu hắn bình tĩnh nhưng tạ kỳ không cho cô thời gian để thở lâm uyển bị hắn ép về sau nhưng tạ kỳ vẫn um lấy cô lúc cô định đưa tay oánh ngất hắn hắn lại túm lấy cổ tay cô Hai người mất thăng bằng ngã xuống, Lâm Uyển cố gắng oánh thức hắn, nhưng Tạ Kỳ cứ như không nghe thấy, Lâm Uyển đầu óc trống rỗng không biết phải làm thế nào, Tạ Kỳ như vậy khiến cô thấy sợ, nhưng nếu từ chối, liệu hắn có gặp nguy hiểm như trên phim không? Trời ạ, à, rõ ràng cô là người con gái hiện đại thế kỷ 21, hơn nữa cả hai cũng thích nhau, đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng Lâm Uyển quyết định cho hắn, cô dịu dàng nói với hắn, dù có thế nào, ta cũng nguyện ở cạnh chàng, nhưng Tạ Kỳ bỗng tỉnh táo, hắn đang làm gì thế này, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Để lại Lâm Uyển với khuôn mặt ngơ ngác, sao vẫn còn bỏ chạy? Lâm Uyển lo lắng chạy theo, Tạ Kỳ đến vườn hoa ở hậu viện, sau đó phi thẳng xuống hồ nước, Lâm Uyển sợ hết hồn, cô lo lắng cho an nguy của hắn nên cũng bay xuống theo. Nước hồ đầu thu lạnh tê tái, cô tìm kiếm Tạ Kỳ trong làn nước, đột nhiên cái đầu hắn ngoi lên sau cô, làm Lâm Uyển giật bắn mình, vỗ vỗ Trần An, sợ hết hồn, Tạ Kỳ ngơ ngác, sao nàng lại ở đây? Lâm Uyển đỏ mặt, mãi ta mới chuẩn bị tâm lý xong, chàng lại, còn chưa nói hết câu, Tạ Kỳ đã kéo cô về phía mình dưới làn nước lạnh giá nụ hôn của họ lại như thiêu đốt lâm uyển không kháng cự nữa cô đáp lại sự dịu dàng của hắn dần dần cả hai ngục xuống nước đem theo lửa tành cuồng nhiệt một lúc sau hai người mới ngoi lên nhìn nhau say đắm tạ kỳ hiểu ý của lâm uyển nhưng hắn muốn giữ khoảnh khắc đẹp này cho ngày hai người thành hôn bỗng tạ kỳ nghe có tiếng bước chân vội ung um chặt che cho lâm uyển rồi hỏi xem là ai đối phương nói hoàng thượng cho mời hắn đến cung cẩm tú nghe thấy cung cẩm tú tạ kỳ biết vân lan kia chắc chắn lại dở trò hừ ta chưa tìm à tính sổ À đã tự nộp mạng rồi lâm huyền đòi đi cùng nhưng tạ kỳ không cho yên tâm đi ta tự đối phó được lúc tạ kỳ vào cửa đã thấy nhà hoàn ca tối đang quỳ dưới đất nói chính mắt trông thấy vân lan công chúa chạy ra từ tầm cung của nhiếp chính vương hoàng thượng lập tức nổi giận nếu nhiếp chính vương và lan nhi đã ở cùng nhau ngài sẽ không thể lấy vân vi nữa tạ kỳ tức giận nếu không vì lâm huyền hắn đã chiếm vân lan từ lâu rồi bổn vương và vân vi phải lòng nhau đã tính xong chuyện trăm năm nhưng quý quốc năm lần bảy lượt đẩy vân lan công chúa cho ta là có ý gì Vân Lan nghe vậy, ấm ức rơi nước mắt, vừa rồi điện hạ, còn nói sẽ cưới ta, ngài còn cho ta xem vết thương ở trong người của ngài, và nói ta là nữ nhân duy nhất ngài cho phép lại gần, tại sao giờ điện hạ lại không nhận, Lâm Nguyễn đứng ngoài nghe thức run người, cô còn không biết tạ kỳ có vết thương đó, hai người họ đã tiến triển đến bước này rồi sao, quá đáng, tạ kỳ đi đến chỗ nhà hoàn đang quỳ, ngươi nói trông thấy Vân Lan công chúa chạy ra từ phòng của bổn vương, vậy ngươi có thấy bổn vương trong phòng không, nên biết nói dối đặt điều là tội bất kính với vua đấy, nhà hoàn sợ hãi run rẩy nói mình không thấy nhiếp chính vương vân lan còn đang định khóc lóc nỉ non tạ kỳ lại túm lấy cổ tay cô ta nốt xa chủ của cô vẫn còn mà dám nói đã làm cùng ta không ngờ thân là công chúa mà không biết nhược nhã để được gả cho bổn vương lại tính kế như vậy hoàng thượng cũng nổi giận mấy ngày nữa vua nhật thành đến cầu thân con hãy chuẩn bị đi nghe thấy vua cha định gả mình đi xa vân lan lập tức biết sợ nơi đó xa xôi hẻo lánh con không muốn nhưng dù cô ta có khóc lóc thế nào cũng không thay đổi được kết cục đã định tạ kỳ về cung thấy nương tử của mình đang phùng mang trận má hắn liền giữ cô lại nương tử nàng ghen đấy à lâm uyển quay sang nói không ghen nhưng tạ kỳ nhìn thấy hết cảm xúc của cô lúc Vân lan xông vào ta vẫn luôn giữ khoảng cách với cô ta có lẽ lúc đó đã vô tình để cô ta trông thấy ta hứa sau này tuyệt đối không để xảy ra chuyện tương tự lâm uyển liếc mắt lẩm bẩm bình thường chàng cảnh giác là vậy không ngờ cũng có lúc trúng kế của nữ nhân lần này đúng là do ta bất cản là lỗi của ta chỉ cần nương tử hết giận muốn ta làm gì cũng được ba ngày sau vân lan vẫn phải ngồi lên kiệu hoa xuất giá Lê Sương báo cáo đã sắp xếp ổn thỏa theo ý của Tạ Kỳ. Tạ Kỳ nhìn đoàn xe rời đi, nể mặt Lâm Uyển Ta Tha cho cô ta một mạng, còn những việc khác, phải xem số mệnh của ả à ta. Địch vừa xuất hiện đã muốn cướp người phụ nữ của anh ta, mà anh ta là người mạnh nhất thiên hạ này, ngay cả nhiếp chính vương cũng không thể ngăn cản. Lúc vừa rồi, hai người sau khi trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể bên nhau, đang tham gia lễ cầu phúc của cương quốc, lúc Lâm Uyển đang bước lên cầu nguyện, tượng thần bỗng nhiên chảy hai hàng lệ huyết, đạo trưởng nhìn thấy liền tiến lên phía trước làm lễ, ngay lập tức trên trời bỗng xuất hiện mây đen sấm chớp đạo sĩ cho rằng đây là hiện tượng xuất hiện sao ác ở nước cương tượng thần lo lắng sao ác nên nhỏ lệ huyết thương xót hoàng hậu giả vờ lo lắng đồng thời ám chỉ vận số đen đủ của vân vi hoàng đế nghe thấy thì rất hoảng đồng thời hỏi cách xử lý đạo trưởng nói ngôi sao đen đủi đang ở đây sau đó chỉ sang một bên cô gái kia là ngôi sao đen đủi chuyển thế lúc vừa rồi cô ta quỷ đã làm thần nổi giận phải nhanh chóng loại trừ để thiên hạ bình yên mọi người nghe xong bắt đầu chỉ trỏ lâm huyền khi tạ kỳ đang muốn dẫn lâm huyền ra khỏi đây thì một người xuất hiện anh ta chính là quốc sư của cương quốc vì sống trong chùa từ nhỏ còn có thể tương tác với thần linh nên được rất nhiều người tôn kính anh ta đến gần bức tượng và gõ nó như đang kiểm tra điều gì quốc sư cho người lấy củi xếp quanh bức tượng sau đó châm lửa hết đống củi lửa không ngừng lớn lên một chàng trai nhảy ra từ bức tượng hoàng đế thấy vậy rất tức giận không ngờ có người to gan dám giả thần giả quỷ ở lễ cầu phúc chàng trai bị lính canh bắt ngay lập tức thanh minh chính là đạo trưởng là ông ta bảo thần vào trong bức tượng nói chỉ cần công chúa vân vi quỳ xuống thì phải đổ dầu đỏ từ nhãn tượng ra mọi chuyện lộ ra đạo trưởng hoảng sợ quỳ xuống nhưng không hé răng về nguyên nhân vân lan cảm thấy có gì đó không đúng nên tiến về phía trước thỉnh cầu hoàng thượng cho phép anh điều tra lâm uyển gọi quốc sư đang muốn rời đi xin hỏi quý danh của ngài ngày khác ta sẽ đến cảm giác hề đồng quốc sư lạnh lùng nói ra tên của mình nghe thấy tên này tạ kỳ liền căng thẳng lẽ nào chính là người lâm uyển gặp trong mơ sau đó mấy người họ trở về cung suy nghĩ đạo trưởng này chắc chắn có người sai khiến người đằng sau chắc chắn là hoàng hậu con gái ruột bị gả đi xa, vậy nên bà ta dùng thủ đoạn này để chút giận, đạo trưởng này chắc chắn có chứng cứ về bà ta, vậy nên hoàng hậu chắc chắn sẽ ra tay với ông ta, để đạo trưởng mở miệng tố cáo hoàng hậu, mấy người họ quyết định diễn kịch, quả nhiên vào ban đêm, một người đàn ông lén lút lẻn vào ngục, chỉ là đạo sĩ đã bị đánh cháo, khi hắn đang định giết người diệt khẩu, thì bị mấy người họ bắt được, Vân Lan lệnh cho người bắt thích khách vào ngục, khi đạo trưởng thấy hoàng hậu, muốn giết người diệt khẩu thì rất hoảng loạn, khi nghe thấy Vân Lan đảm bảo cho ông ta ra khỏi thành an toàn, ông ta mới nói toàn bộ mọi chuyện ngày hôm sau tạ kỳ có rất nhiều nghi ngờ tự mình đi đến gặp quốc sư quốc sư lúc trước giúp vợ ta hôm nay bổn vương đến đây cảm tạ tại sao cô ấy nói sẽ đến cảm ơn người đến lại là ngài khiến quốc sư thất tọng rồi tạ kỳ nhìn chằm chằm vào quốc sư nhưng điều này không hề khiến quốc sư có bất kỳ cảm xúc khác thường nào thất tọng là gì ta không bao giờ có những thứ cảm xúc như vậy sự lạnh lùng của quốc sư khiến tạ kỳ khó hiểu nghe nói quốc sư không bao giờ tham gia lễ cúng tế tại sao hôm qua lại xuất hiện mọi chuyện đều có ngoại lệ xem tình huống lâm uyển cũng xem như bạn cũ của ta lúc này tạ kỳ ngạc nhiên cái tên lâm uyển này chỉ dùng ở khánh quốc ở cương quốc không nhiều người biết quốc sư chưa bao giờ rời cương quốc sao lại biết cái tên này ngươi là người thế nào là một là người muốn đưa cô ấy đi lời này vẫn không có bất kỳ cảm xúc nào nhưng câu này lại khiến tạ kỳ vô cùng kinh ngạc phía bên kia lâm uyển đang ngồi ở đình lo lắng than thở số phận mình phải xung đột với hoàng hậu lúc này tư cầm vui vẻ truyền tin đến đạo sĩ đã khai hết với hoàng đế hoàng đế rất phẫn nộ ra lệnh cho hoàng hậu đến lâm sơn tu đạo một năm cùng lúc đó tạ kỳ quay về đi đến khía cô anh đã xin hoàng thượng ngày mai đưa cô về khánh quốc tránh xa được cuộc chiến này lâm uyển vô cùng vui vẻ cô không muốn ở lại đây chút nào lúc này lê sương đi điều tra xong đã về nói rằng hề đồng đúng như lời đồn là một đạo sĩ không vướng bụi trần không muốn giao tiếp với người khác rất ít ra ngoài không điều tra được gì kỳ lạ lâm uyển rất bối rối hề đồng có gì kỳ lạ sao tạ kỳ vô cùng bình tĩnh nói rằng anh lo lắng nên đi điều tra chút không phải do vương phi lúc trước mơ cứ nói tên hề đồng sao lê sương cạn lời tạ kỳ trách thuộc hạ nói nhiều nhưng lê sương lôi từ trong áo ra một tờ giấy đây là điểm kỳ quái duy nhất của hề đồng trong phòng của hắn ta có một bức họa phù kỳ lạ lâm uyển tò mò lên xem tờ giấy lúc này cô chợt hiểu ra trên đây là sơ đồ mạch điện một tiếng sau lâm uyển đi đến phủ quốc sư khi cô mở cửa ra cả người đều đưa ra phòng thí nghiệm hóa học toàn là bình thí nghiệm thế kỷ 21 mới có chàng trai tập trung vào bình thí nghiệm trong tay cô cuối cùng cũng đến Lâm Uyển vô cùng kinh ngạc, anh có biết tạ Kỳ điều tra mình không? Vậy nên mới để lại tờ giấy cho tôi, anh rốt cuộc là ai? Chàng trai vội vàng bỏ khẩu trang xuống, Hoàng tiểu Dã, lâu lắm không gặp, lúc này có một luồng điện bao quanh người anh, trên cổ anh ta có số ký hiệu hệ thống mà cô xuyên qua, xung quanh bỗng chốc trở nên mơ hồ, Lâm Uyển cũng chìm xuống đấy, anh ta chính là hệ thống mất tích từ lâu, không lâu trước, virus xâm nhập cơ sở dữ liệu gây rối loạn chương trình, vậy nên tôi chỉ đành tắt nguồn, tự đến đây tìm cô. Lâm Uyển không tin lùi ra sau, sao anh lại có được thân phận quốc sư phải biết rằng những người xuyên vào thế giới này chỉ có ý thức trú ngụ trong người chết ở trong người mới có thể hành động hoàng tiểu dã lẽ nào anh đã chết lâm uyển cô ấy sớm đã chết rồi sao chàng trai lướt nhanh trên màn hình theo số liệu phân tích tiềm thức ác độc của tạ kỳ đã biến mất nhiệm vụ của cô ở thế giới này đã hoàn thành cần phải rời khỏi đây ngay lâm uyển sợ hãi lắc đầu tôi không muốn quay về tôi đã hứa với tạ kỳ quay về khánh quốc với anh ấy có thể để tôi ở đây không chàng trai bỏ y phục ngoài ra Ngày mai 12 giờ tôi sẽ mở cổng ở đền tế lễ, sau khi cô xuyên về, tôi sẽ xóa đi tất cả về cô ở thế giới này, nếu như cô không đến kịp, không chỉ không có cơ hội về thực tại, mà cô trong cơ thể Lâm Uyển cũng tiêu tan. Hoàng tiểu dã, ngoài việc quay về, cô gái xuyên không về cổ đại hoàn thành nhiệm vụ xong lại được yêu cầu xuyên về hiện đại, nhưng khó khăn lắm cô mới gặp được người mình yêu, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới, nhưng nếu từ chối, tất cả số liệu về cô ở thế giới này sẽ bị xóa sạch sẽ, sau đó tan thành mây khói. Trước đó, Lâm Uyển ngắt kết nối với hệ thống còn tưởng là mình có thể ở lại thế giới này sống yên bình, không ngờ hệ thống lại có thể biến thành người đột nhiên xuất hiện, Lâm Uyển khẩn cầu hệ thống cho mình được ở lại, nhưng hệ thống lại rất vô tình nói, trước 12 giờ đêm mai cô phải đến chỗ máy dịch chuyển. Về đến tẩm cung, Lâm Huyền không còn gì lưu luyến ngồi bên cửa sổ, Tạ Kỳ biết cô lén lút đi tìm Hề Đồng, tức giận xông vào phòng Lâm Huyền, hắn ta nói là trước đây của nàng, còn muốn đưa nàng đi, cho nên bây giờ, nàng muốn vứt bỏ ta à? Tạ Kỳ, ta không muốn đi, nhưng mà, ánh mắt cô gái đầy vẻ không nỡ, nhưng lại không biết giải thích thế nào. Nhưng mà sao? Là Hề Đồng đó bắt ép nàng sao? Nếu là như vậy, ta sẽ giết hắn." Lâm Uyển hốt hoảng xua xua tay, sau đó nói cho đối phương biết thân phận thật của mình. "Hề Đồng không phải là một người, nói chính xác hơn, phải là hệ thống máy tính đã đưa ta đến thế giới này. Hắn và ta đều không thuộc về thế giới này, tên thật của ta là Hoàng Tiểu Dã." Người đàn ông buông mi mắt, "Lâm Uyển, sao nàng nói gì ta nghe không hiểu? Thật ra lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, Lâm Uyển của thế giới này đã chết rồi, mà ta bởi vì gặp sự cố xe ở một thế giới khác." mới bị hệ thống cho xuyên vào cơ thể lâm uyển mục tiêu duy nhất ta đến đây là để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống cái gì mà nhập hồn vô lý quá lâm uyển cười khổ đúng là rất vô lý nhưng vô lý hơn là nhiệm vụ của ta là ngăn cho chàng trở nên điên cuồng cứu rỗi lấy thế giới này cho nên bây giờ vì nàng đã hoàn thành nhiệm vụ hắn ta liền đưa nàng đi sao âm thanh của người đàn ông như đang run rẩy lâm uyển cúi đầu không nói cô không muốn để hắn nhìn thấy những giọt nước mắt đang kìm nén để không rơi người đàn ông um chặt cô trong lòng không cần biết là ai, cũng không có tư cách mang nàng rời khỏi ta, Lâm Huyền nức nở, hề đồng đêm mai sẽ khởi động máy dịch chuyển, cho dù ta không đi, cơ thể Lâm Huyền cũng sẽ tan biến, tạ kỳ xin lỗi, ta không có cách nào ở bên chàng, ánh mắt người đàn ông trở nên lạnh lẽo, nếu đã như vậy, ta càng phải đi giết hắn, nhưng ngay lúc hắn quay người đi, trong đầu Lâm Huyền chợt vang lên tiếng kêu đau khổ, hệ thống sửa chữa đã xong kết nối lại với cô, khởi động đếm ngược, trận đau đầu làm Lâm Huyền ngã xuống, thấy Lâm Huyền bất tỉnh, tạ kỳ trong lòng cũng thấp thỏm không yên vì để bảo vệ lâm uyển hắn nhất định phải làm hề đồng bến khỏi thế giới này lúc này lâm uyển toát mồ hôi lạnh cả người tỉnh lại mới biết sau khi tạ kỳ mang theo lê sương đi tìm hề đồng không quan tâm đến cơ thể đau ốm cô ngồi dậy muốn đi đến phủ quốc sư lại đúng lúc bị vân vọng thư nhìn thấy vì để cô dưỡng sức vân vọng thư bày tỏ sẽ thay cô đi ngăn tạ kỳ nhưng lúc hắn vừa ra đến cửa liền nhìn thấy một luồng sáng chiếu lên trời cao mà vừa hay ở phủ quốc sư nơi mà hắn chuẩn bị đến ở bên khác tạ kỳ tìm thấy hề đồng liền bị đối phương oánh ngã lăn ra đất trước sức lực tuyệt đối phản kháng của hắn không hề có chút tác dụng nào, cho dù phải nộp mạng, hắn tuyệt đối cũng không để đối phương mang người con gái mình yêu đi, nhưng hành động này, trong mắt hề đồng lại vô cùng nu xuẩn, đừng nói cậu không giết được tôi đâu, cho dù có thể giết, cũng chỉ làm Lâm Uyển chết nhanh hơn thôi, nếu như tôi không ở đây, tốc độ đóng của máy dịch chuyển còn nhanh hơn gấp đôi, nếu Lâm Uyển không trở về trước khi máy dịch chuyển đóng, thì sẽ tan thành mây khói, hắn nhặt thanh kiếm mà Tạ Kỳ làm rơi trên đất, sống chết của Lâm Uyển ta không quan tâm, ta chỉ là cho cô ta cơ hội lựa chọn thái độ coi thường mạng sống của đối phương làm tạ kỳ tức giận hắn nắm lấy thanh kiếm đang chĩa vào mình ngươi đi một vòng lớn như vậy không phải để ngăn ta trở thành ông vua đi sao vậy ta cũng nói cho ngươi lâm uyển chết rồi tất cả người trên thế gian này cũng phải chết theo hề đồng không đề phòng bị túng cổ mà bộ điều khiển trên tay vào thời khắc đó lại phát ra cảnh cáo tạ kỳ đặt lại thanh kiếm của mình sau đó điên cuồng đun xuống nếu như lâm uyển chết rồi ta cũng không sống một mình với người vô cảm như ngươi sẽ không thể nào hiểu được hề đồng hốt hoảng nhìn tạ kỳ rời đi con người các ngươi thật kỳ lạ lâm huyền thật à không đúng nói đúng hơn phải là vân vi đã bị ngươi giết lúc ở khánh quốc từ lâu rồi thế mà ngươi lại vì con người già đó mà từ bỏ sinh mệnh tạ kỳ đỡ lấy lê sương bất tỉnh nhân sự đứng dậy năm đó lúc lâm huyền sống lại đúng là làm ta rất ngạc nhiên nhưng ta đã không để ý nàng ấy rốt cuộc là ai ngươi không để ý nhưng ta để ý vân vọng thư vội vàng đuổi đến không thể ngờ em gái yêu quý của mình đã mất từ lâu mà vân vi được cứu ra từ rừng trước đó là cô ấy Vân Vọng Thư lúc này khó chịu như hàng ngàn thanh kiếm đung vào người. Vân Vi là người, ta yêu thương nhất trên đời này. Ta đã đồng ý với cô ấy, đợi ta chiến thắng trở về, sẽ có thể bảo vệ cô ấy mãi mãi. Nhưng mà ngươi, Tạ Kỳ, ngươi lại giết cô ấy. Thế thì bây giờ, ngươi đền mạng đi. Tạ Kỳ thấy vậy nhanh chóng quăng lê xương sang một bên, sau đó nhặt thanh kiếm trên đất. Vân Vọng Thư ra tay rất nhanh làm hắn phải lùi ra sau. Tam Hoàng Tử, ngươi bình tĩnh chút. Lẽ nào ngươi không nghi ngờ lời của hề đồng sao? Cái gì xuyên không? Cửa dịch chuyển những lời đó có lý không nhưng ta cảm nhận được rõ ràng vân vi đã không còn là vân vi của ngày trước mà lúc nãy chính mồm ngươi thừa nhận giết vân vi tạ kỳ ngươi còn giảo biện cái gì tạ kỳ tận lực tránh những đòn tấn công của đối phương bất cứ ai đối diện với một sát thủ đang muốn giết mình đều có phản ứng như vậy mà vân vọng thư sớm đã mất lý trí chỉ một lòng muốn giết kẻ địch báo thò cho vân vi một tiếng kêu vang lên thanh kiếm của tạ kỳ bị hất văng ra xa cùng lúc đó bầu trời vẫn đang quang mây lại đột nhiên đổ mưa quản gia che ô cho hề đồng nhiếp chính vương này khó đấu với tam hoàng tử rồi. Ngài xem, có cần? Nói xong đưa bảng điều khiển ra, quản gia, ngươi nói một người, thật sự có thể vì một người khác mà không cần mạng sống sao? Thế gian này, nếu như yêu thật lòng, nhất định sẽ làm tất cả vì đối phương. Người đàn ông nghe vậy nhìn bảng điều khiển trong tay, sau đó nhấn mở, để cho Lâm Huyền đang ở một nơi khác chứng kiến tất cả. Nếu như Hoàng Tiểu Giã nguyện chết vì ngươi, vậy thì tất cả sẽ trở về như thiết lập ban đầu, cho ngươi trở thành một minh quân của Khánh Quốc. Vân vọng thư chĩa thanh kiếm vào Tạ Kỳ. Mưa rơi càng ngày càng to cũng không dập tắt được lửa giận, "Trước khi chết, ngươi còn muốn nói gì không? Cái chết của Vân Vi, ta rất xin lỗi, nhưng có một người còn đang đợi ta, xin lỗi, cho nên ta bây giờ vẫn chưa thể chết." Vân vọng thư nhíu chặt lông mày, "Đáng tiếc, ngươi không còn cơ hội nữa." Không ngờ trên không có một thanh kiếm bay đến, Vân vọng thư lùi ra sau tránh đi, nhưng trên mặt vẫn để lại một vết huyết, mà người ra tay lại chính là Lâm Uyển vừa vội vàng đuổi tới, nhìn thấy Tạ Kỳ bị thương liền nhanh chóng chạy qua, rút dây buộc tóc xuống sau đó hoảng hốt băng bó lại vết thương trên tay tạ kỳ vân vọng thư đứng ở một bên ngơ ngác nhìn hắn thất giọng đưa tay lau vết huyết trên mặt nếu như vân vi vẫn còn nếu nhìn thấy mình bị thương chắc cũng sẽ lo lắng như vậy mặc dù hắn luôn thuyết phục mình trên thế giới này không có chuyện mượn sắc nhập hồn nhưng người luôn vây quanh mình bây giờ trong mắt lại là người khác cho nên vân vi muội muội của ta chắc chắn không phải ngươi vân vọng thư nhắm kém về phía tạ kỳ lâm uyển tránh ra thấy đối phương gọi mình là lâm uyển cô liền ngạc nhiên tạ kỳ nói rằng hắn ta đã biết hết mọi chuyện cả cái chết của vân vi lâm uyển bảo vệ tạ Kỳ ở đằng sau là ta mượn cơ thể của vân vi là ta không nói cho ngươi sự thật tất cả đều là lỗi của ta ngươi đừng làm khó tạ kỳ nữa không vân vi là ta giết không liên quan đến nàng ấy nói xong lại kéo lâm uyển ra sau mình ta nói rồi ta sẽ bảo vệ nàng các ngươi đừng diễn vở kịch uyên ương đau lòng trước mặt ta đi tạ kỳ hôm nay ngươi nhất định phải chết tạ kỳ đem gieo găm trong y phục ra ta vốn không muốn đối đầu với ngươi nhưng để bảo vệ người ta yêu ta chiến đấu đến chết vân vọng thư cười lạnh Thế thì đến đi. Đúng lúc Vân Vọng Thư vung kiếm đến, Lâm Uyển liền nhanh chóng xông lên phía trước người đàn ông, muốn dùng mạng của mình giải quyết mọi ân oán. Hề Đồng hài lòng xem trận đấu này, tất cả nên kết thúc rồi. Vào đúng lúc thanh kiếm sắp đung đến, Tạ Kỳ lại quay người ôm Lâm Uyển, mà thanh kiếm đó đung vào sau lưng hắn. Lâm Uyển đau lòng, nàng không dám tin nhìn người đàn ông sau lưng, nàng lập tức bật khóc, không ngừng gọi tên người đàn ông, "Ta đã nói, ta muốn chúng ta mãi mãi bên nhau. Đáng tiếc, xin lỗi." Vân Vọng Thư nhìn người đàn ông dần dần mềm nhũn nhưng đúng lúc này hắn lại không hề vui mừng khi báo được thò lâm uyển um lấy người đàn ông đau khổ gào khóc nàng không hiểu sao sự việc lại đến nước này lúc này hệ thống không ngừng cảnh cáo giá trị sức khỏe của mục tiêu không ngừng giảm lịch sử của khánh quốc có khả năng bị thay đổi hề đồng ngây người có lẽ lòng người là khó tính toán nhất sau khi được chữa trị tạ kỳ đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang ở trạng thái hôn mê bởi vì mất quá nhiều huyết e là cũng khó tỉnh lại mà thời gian của mình không còn nhiều lần này từ biệt thì sau này không còn cơ hội gặp lại nữa